xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam bạn thân mến, hạnh phúc đôi lúc đơn giản chỉ là có một gia đình êm ấm đủ đầy. Thế nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Khát vọng vươn lên số phận để có một gia đình hạnh phúc là đề tài được nhiều nhà văn lựa chọn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Thôi mùa cỏ cháy của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Hải Yến. rồi mợ ba cũng trở về mợ về khi đồng cỏ vào độ khô cháy nhất như có một lưỡi lửa khổng lồ vừa liếm qua cả cánh đồng ngả rạp thành từng lởm từng lởm màu chỗ vàng ệch chỗ đỏ quéo những ngọn cỏ cọc còi sơ sát đàn cừu bụng hóp rọp ngỡ ngàng mở bừng từng cặp mắt dài bù đặc ruồi đón mợ cậu ba sững sờ lao ra khỏi chuồng cừu đón mợ cậu quên mất chuồng còn có những bậc thang những bậc thang cao quá mà hai mẩu thịt cùn cụt làm chân cậu thì ngắn quá vì vậy mà cậu té té lăn cù té chỏng gọng chân chạy tới thì cậu đã như con ếch nằm lật ngửa ra hai mẩu thịt thò lò ra dưới hai ống quần chới với ngút ngoắc tuyệt vọng chật ám cậu lên thềm lãn Mợ ba vẫn còn đứng nguyên đó Không lo lắng trong ánh mắt Không xót xa trên gương mặt Như những lần cậu té Mợ chỉ nhìn thấy đứa bé trên tay mình Đứa bé má núng nính bụ sữa Đứa bé thiêm thiếp giấc ngủ trong tấm khăn lông Trắng mịn như lông cừu Đứa bé ngủ mà vành môi bương bướng vẫn nhanh nhếch, Cái mũi nhỏ xíu vẫn hình hếch, vành môi và cái mũi. Chất càng nhìn, càng phấp phỏng, vị trông quen lắm, rất quen. Cậu ba nhương nhướng người lên để nhìn đứa bé. Cơn đau vì cú té vẫn còn, hay có cơn đau nào khác nữa mà nụ cười trên môi cậu cứ rúm gió run run. Giống... giống quá. Anh thấy nó giống ai? Mợ ba không thường tiếc, xoáy thẳng vào nụ cười cậu một ánh mắt. Ánh mắt làm đôi vai gồng lên của cậu, suội lơ xuống. Cái nhìn đang trên mặt đứa bé của cậu rớt xuống, ghim lút vào trong đất. Trước chất là khốn khổ chật vật của cậu ba cố nhấc cái nhìn là siêu vẹo loạn choạng muốn đổ sụm của cậu trên đôi chân chỉ là hai màu thịt của mình. Chất chưa bao giờ ghét mợ ba, nhưng giờ thì có, ghét khủng khiếp mợ đâu cần thiết phải trở về chứ mợ mày là con đĩ xóm võng đấy chất đã từng chưa bao giờ ghét mợ ba dù cười cợt của những người đàn bà ngoài xóm chợ quất vào tai độc địa còn hơn một cơn bấc lạc mùa có năm bấc lạc gần nửa bầy cừu đang chạy nhảy mạnh bỗng lăn ra sụi móng hàm cứng ngắc kệ ông thú y, lóc các từ dưới xóm lên tiêm, hai ngày ba lượt. Những con cừu đã nằm xuống là không cách nào đứng lên được nữa. Đồng cỏ thưa hẳn những tiếng gọi be be, chỉ dày lên mùi khói nướng thịt, cùng những tiếng gõ chén gõ so ngật ngừ của cậu Tư và đám bạn nhậu, nghe nhức cả óc. Chất vẫn còn nhớ ngày mợ ba về đồng cỏ này. Đang tuôn chạy cùng bầy cừu về phía luồng mây, Chân bỗng vấp phải một thứ gì đó té lộn cuội. Thứ gì đó là một thân người. Thân người đàn bà, không áo, không quần, chỉ một mái tóc dài xấp xóa, rớt trên lưng đen nhức. Rớt cùng đất cát, cùng lá cây, cùng chi chít những vết gì đó, chỗ thì tím lịm, chỗ đỏ lét. Cậu bà nghe tiếng hét, trống rèn rẹt lại, lật mặt người đàn bà lên. Mặt tái nhợt, màu da bệt đi như người chết rồi, nhưng chất vẫn thấy được những nét quen. Hình như chất đã gặp chị. Lúc đi ngang cái xóm bên chân núi, hình như chất có nhìn thấy chị ngồi trước một ngôi nhà mái lá, đưa võng tòn ten. Cái xóm này thật kỳ lạ. Cứ trước năm bảy ngôi nhà lại là một cái võng tòn ten. Chất hay lẫn lộn gương mặt son phấn của những người đàn bà kẽo kẹt đưa võng, mắt ngong ngóng ra đường. Không hiểu sao vẫn nhớ chị, dù hình như mới gặp một lần. Chắc vì bữa đó thấy chất ngang qua, chị ngoắc ngoắc tay. Này nhỏ, ăn trứng cá không? Bàn tay đã từng ngoắt chất đó, giờ quạt quẹo bên thân người chị. Cây áo ướt mềm nước, chất lột ra, đắp lên người cho chị. Thành ra trong cơn mưa bữa đó, chất băng đồng cỏ bình trần cậu ba tròng cổ vào sợi dây của cái phản kéo cỏ chất ở phía sau lúc khiêng lúc đẩy cái phản trôi trông chênh giữa cỏ giữa cát giữa xối xả những dòng mưa có điều trên phản không là bao cỏ phồng cao như mọi khi mà trên phản là chị người đàn bà đã cho chất mớ trứng cá ngọt lịm người đàn bà suội lợ phần thân người chi chít những vết giờ đã nhìn thấy rõ là những dấu răng cắn, những cào xước của móng tay. Đừng lo, cô ta không chết đâu. Mấy người như cô ta vậy chơ mà sống dai như cỏ đấy. Cậu ba có gặp chị ở xóm võng lần nào chưa mà chắc nịch như vậy lúc phì phò kéo băng băng cái phản cỏ. Người đàn bà trên phản chắc cũng nghe cậu nói nên nằm bẹp trong góc nhà bữa trước, bữa sau đã thấy chị lò dò ra chỗ chuồng cừu nụ cười nở giữa khuôn mặt, má sưng húp, mắt hít xịn mà vẫn sáng bừng. Chỗ này coi bộ được hén, em trai. Không đợi chất trả lời, chị te te đi thẳng ra cái giếng sau nhà. Chất và cậu ba phải trong ngóc, ngồi nhìn đồng cỏ cả buổi trời để không quấy rầy chị ta và cái giếng. Đồng cỏ chiều, chị tai tái một màu chán ngắt mà cả chất và cả cậu ba đều chăm chú về phía đó như vừa phát hiện được điều gì lý thú lắm. Với chất, điều lý thú đó là tiếng nước chảy, tiếng gầu khua rộn ràng dội lên từ cái giếng mà lẽ ra giờ này đã buồn thiêu lặng ngắt rồi. Tiếng nước mà lại ngọt lịm trên đầu lưỡi như là mùi trứng cá. Không biết điều lý thú của cậu ba là gì, chất nhìn cậu thấy bên khóe miệng nhanh nhất giãn ra một thứ gì đó như cái cười thú vị vui vui. Cậu ba, vậy là cũng đã biết cười. Phát hiện bất ngờ làm chất đâm ngẩn người, không nghe cả tiếng dép lẹp xẹp nước đi tới sau lưng hai cậu cháu. Sao không mở đèn lên? Nhà cửa gì mà để buồn như cái chùa vậy nè? Chất quay phát về phía tiếng nói. Người sau lưng chất là cả một ngọn đèn Ngọn đèn đó Từ khi xuất hiện giữa căn nhà Bốn bề thông thốc gió Đã làm ấm lên những vầng khói Tòa tròn từ mái bếp Ấm những mâm cơm xôn xao tiếng nói tiếng cười Bầy cừu đã nhảy nhau Về phía mợ lúc ra đồng Cỏ bỗng nảy trồi lấm tấm xanh Trên những vạt cát Lấp sấp miệng cái lỗ trũng Rìa trái cánh đồng Từ ngày tứa lên những bầm cỏ tiếng cười cậu tư không vẳng về từ chỗ ấy nữa dù vẫn còn mùa gió cậu mang cơn say ở biển biệt đâu đó bên ngoài đồng cỏ thẳng hoặc cơn say về lượn lờ quanh quất ngó khắp nhà hỏi không không ủa chưa đi hả tóc cậu đã cắt cao hơn áo cũng nhét hết vào lưng quần cố xém xém che bụng dù không hột nút nào còn nguyên lành mợ ba đi qua không nhìn cái chai cậu vội giấu đi sau lưng mà nhìn những hột nút áo. Cởi ra liền cho tôi, ăn mặc gì kỳ vậy chơi. Cậu Tư thì nhìn những ngón tay mợ thoan thoát kết lại nút cho cái áo, nhìn vành môi mợ cong cong cắn chỉ. Ánh nhìn làm cậu bà quay đụng nhằm mớ giấy loằng ngoằng treo trên mấy cái thau đựng muối hột cho cừu sơ lưỡi. Phải vừa mợ ba vừa chất mới gỡ được cậu ra khỏi mỏng mỏng quay tới quay lui giữa lùng nhùng vướng víu đó. Cậu Tư không gỡ dây, nhưng từ sau bữa đó, dù là thẳng hoặc chất cũng không hề thấy bóng cậu ở nhà. Hay là bữa đứng nhìn cậu ba được gỡ ra khỏi lằng nhằng dây nhợ đó, cậu đã quyết định phải cắt một sợi dây. Mợ ba mỗi lần ra xóm đi chợ với chất lại nhóng đầu nhìn. Có khi nào mình gặp ông cậu đẹp trai của em ở đây không ta? Một bữa ngó ngược ngó xuôi như thế nào, ánh nhìn của mợ lại rớt vào đám đàn ông trùng trục đang dỡ hàng bên một chiếc xe. Một người đàn ông trận tay ngang đường mợ, mắt hiếng lên nhăn nhở. Bữa dày, kiếm được thằng nào bao mà mất biệt vậy em? Tránh ra! Chất nghe giọng mợ vụt gần lên. Người đàn ông khùng khục cười khi nghe tiếng gằn của mợ, quay ra sau, gã khẽ hất đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chất đã thấy mợ vụt chạy ảo ngay sau cái hất đầu đó. Một gương mặt tái nhợt y hệt hôm được lật lên trong cơn mưa dưới chân núi ảo qua. Đuổi theo sát nút mợ, không thể nào tin được là rầm rập lắm hở những gương mặt đàn ông Chất không biết làm gì hơn, với đôi chân tự nhiên rã rời, với những bước chạy không hiểu sao liêu siêu run rẩy. Gã đàn ông chạy đầu đã bắt được mợ. Những khoảng da chẳng chịt, vết răng cắn, vết móng tay cào xước. Những khoảng da mưa không rửa được những giày vò trà đạp của con người với chính con người. Tất cả đang nhảy múa trước mắt chất. Chúng lại sắp tái diễn trước mắt chất đây. Người đàn ông đã đè ngửa được mợ ra đất những cánh tay như gọng kìm khác cũng ghìm miệng chất đúng lúc đó nổ lên một tiếng thét tiếng thét xuất phát từ đồng cỏ không biết khi nào đã ở trước đoàn người mợ ba xô người đàn ông trên mình lật nhào chạy ra sau tiếng thét đó tiếng thét bừng bừng trong cơn giận cầm cây cào cỏ răng lởm chởm nhọn hơn cả những móng tay không được đụng vô cô ấy cô ấy là vợ tôi như cả một tiếng sấm nổ ùng trên bầu trời đồng cỏ giữa mùa khô đám đàn ông rũ người ra cười những tiếng cười nhờn nhợn khả ố trong khoái trá kinh ngạc gã đàn ông đã giơ tay chặn mợ trong chợ thì không cười vành bôi gã chỉ khẽ cong lên đủ cho một cái nhếch mép ờ vậy lo mà trả nợ nó thiếu bà chủ tụi này đi ghen không là Ngoài cái khoản đi khách hội đồng như bữa trước ấy, còn khuyến mãi thêm thứ này này. Gã đàn ông nghiêng miệng một cái chai lõng bõng nước. Những giọt nước cháy lèo xèo, đổ gục những thân cỏ, lèo xèo những khoảng mốc trắng xù lên trên đất. Nhưng gã đàn ông đã đi lâu rồi mà mợ ba vẫn còn rúm gió người trên đồng cỏ như một cọng cỏ trước gió dữ. Mợ run lên từng chập, từng chặp một. Cậu ba vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của mợ, vòng qua một cánh tay, cậu ôm lấy mợ. Nửa thân người lành lạnh còn lại của cậu, bọc lấy mợ, che cho mợ. Vẫn mọp người trong vòng tay cậu, lưng mợ giãn dần, giãn dần những cơn run. Sau lần đó, cậu ba đổi nửa bầy cừu cho người đàn bà phốt pháp ở trên xóm võng, thì mợ không cần phải nơm nớp sợ bị bắt về nơi đó nữa mợ hoàn toàn đã thuộc về đồng cỏ mợ thành mợ ba đêm đám cưới mợ cả đồng cỏ say khướt cỏ say gió say bầy cừu cũng như say dần dật nhảy trồm ôm lưng nhau muốn gãy cả bán chuồng cậu tư đột ngột trở về đêm ấy thì lại tỉnh hình như cậu có vô nhà có lần trần gì đó bên vách ngang buồng cậu mợ ba ngang qua chỗ chất nằm co quắp trên thềm lán hình như chất còn hỏi nhỏ cậu đi à váng vất trong cơn say ngần ngật cùng đồng cỏ chất cười khỉ trong mơ lâu rồi cậu có bao giờ ở nhà đâu mà kêu sẽ ra đi mãi đến lúc mợ ba hè hé cánh cửa bên trong nghe rõ tiếng ngáy đều đều của cậu ba rồi mợ ra ngồi gửi một cái nhìn hôn hút hỏi đêm qua cậu tư về hà chất thì chất mới sực nhớ rằng có một người mà cả ngôi nhà cả chất và đồng cỏ đã xem việc vắng mặt như là một sự tất nhiên rồi còn những sự tất nhiên lâu ngày lại trở thành khắc khoải dai dứt mùa gió đến rồi mùa gió lại đi đến gió cũng quên dần một tiếng cười trói lói trong mùa gió. Nhưng cậu ba thì lại nhớ, những mùa gió chất trồng trên đồng cỏ, hình như trong cậu cũng có một thứ gì đó trồng chất đầy dần. Thứ đó có gắn liền với mái tóc sơ xác mỏng dần đi của mợ ba qua những mùa gió. Có gắn liền với dáng ngồi lặng trên đồng cỏ hàng giờ của mợ để nhìn những con cừu con rúc rúc dưới bú mẹ bú say xưa những con cừu bé tí ngày mợ mới về đồng cỏ đều đã làm mẹ không biết bao nhiêu lượt rồi. Những cái mõm cáu kỉnh mệt mỏi, lâu lâu lại hất hất, xua đám con quậy tưng đang tranh nhau những cái bú dài thõng thượt. Một lần, chất nhìn thấy mợ ba ngắt một cọng cỏ sữa bẻ đôi xoa xoa lên ngực áo mình, một chấm tròn trắng đục đọng trên ngực áo mợ như giọt sữa mợ cứ xoa, những giọt sữa loang dần loang dần thấm ướt cả bầu ngực. Chất quay ngoắt đi không dám nhìn nữa, chỉ ước có một đứa bé nảy lên từ cánh đồng như mầm cỏ để ôm dùm lấy ngực áo ướt đầm của mợ. Mợ biết không, con luôn ước đồng cỏ này có một đứa bé. Phải chi, chất đừng chót ngây ngô để chạy khỏi miệng mình câu ước như vậy vì ánh mắt mợ ba đang biên man trôi giữa những bóng cừu bữa ấy bỗng như bị phạt ngang đứt lìa rụng xuống chắc sợ chất thì ánh mắt cúi nhanh mợ giấu ánh nhìn vào vạt cỏ cỏ khô hết rồi con ha chất nhìn vạt cỏ là ánh mắt mợ ba hay điều gì khiến cũng màu xanh óng đổ đầy trên ngọn ấy mà cả dãy cỏ không biết khi nào gốc đã vàng vọt đi lỗ chỗ như đeo chẳng chịt vết thương những vết thương làm không gốc cỏ nào có thể tách trồi được cậu ba không biết câu chuyện bên vạt cỏ ấy càng ngày cậu càng thường người nhiều hơn trước cái lỗ trũng cát ở rìa trái cánh đồng lỗ trũng một dạo tưởng cỏ phủ xanh gì rồi giờ nhìn lại vẫn còn nguyên dưới đáy một vạt tròn trắng nhách càng ngày cậu càng làm như vô tình nhắc đến cậu tư cậu tư tội lắm. Nghe đâu, giờ một thân một mình đang ở xóm trài. Cậu nghe đâu, giờ hết ăn nhậu rồi, còn làm trong xưởng đóng khe đóng thuyền gì lớn lắm. Vậy mà không hiểu sao, ai gặp cũng kêu cậu ốm nhách, cái mặt thì buồn buồn. Mợ ba lầm lụi, không nói một câu nào trước những nghe đâu của cậu. Mợ cưới im lặng mãi, cho đến một bữa, cậu ba lê lệt xệt xuống bếp, đập văng xuống bếp lò cái siêu thuốc sinh con mợ hốt về từ xóm trăm bên kia núi xác thuốc bắn bỏng tay cậu nước thuốc đổ muốn lột cả ra hai mẩu thịt cùn cụt dưới chân cậu mợ ba sấp ngửa chạy vào từ chuồng cừu xé toạc ống quần đùi nước mắt rớt bồm bộp lên thớ ra nhăn nheo suýt nữa thì dính bệt vào vải quần thớ ra gần như tuột xuống khỏi đoạn dưới màu thịt đỏ ối lên như luộc. Nước mắt mỡ rớt lên, rớt nữa. Chất bằng hoàng nhìn nước mắt rớt lên, nơi lẽ ra là khối sinh lực cuồn cuộn của đàn ông. Nơi đó chỉ có một tạo vật teo tóp, nhỏ bé nằm rũ xuống. Tạo vật đáng lẽ là phải thuộc về cơ thể của một đứa trẻ lên mười. Còn đừng trách mợ là cậu kêu mợ đi, là cậu con lỗi, cậu khốn nạn. Biết mình không đem lại được hạnh phúc cho người ta mà cứ cố giành lấy, cố giữ, biết mình báo hại người ta mà không sớm để người ta đi, không sớm giải thoát cho người ta, ai mà lại khốn nạn ích kỷ như cậu, con thấy phải không? Ôi cậu Ba, cậu có ích kỷ gì đâu, khi cũng muốn có được một hạnh phúc cũng muốn được chăm bẵm yêu thương một người đàn bà như bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác. Cậu báo hại gì đâu, cuộc đời mợ khi đã giang hết phần cơ thể dù không còn nguyên vẹn của mình mà bao bọc trở che cho mợ trước cay nghiệt của cuộc đời. Đến phút cuối cùng, vì khát khao đàn bà của mợ, dẫu bị phanh xẻ trong từng mảnh, từng mảnh nỗi đau, cậu cũng đã xua mợ ra, đẩy mợ đến nơi có thể tìm thấy hạnh phúc cậu giải thoát mợ rồi ai giải thoát cậu ai cứ cậu ra khỏi những buổi chiều đông cứng gió đông cứng ký ức trước xác sơ mờ mịt của đồng cỏ như thế này cậu ba ơi nước mắt chất trào ra chảy tràn xuống má không muốn cho cậu thấy chất úp mặt xuống cánh tay vòng lên trên gối chất ngủ gục hả Chắc giờ này mợ con xuống tới xóm trài rồi đó ha. Cậu tư con biết còn ở đó không? Hay lại đi mất nữa rồi? cay thằng tự nhiên lại ra khóc trước mả mẹ con là biết vậy đừng nghe lời cậu về bữa đó. Nó ở lại với cậu thì sao? Ở lại không khéo rồi nhà có thêm ông cụt nữa chơ được gì. Cậu đã dứt khoát trong ánh mắt lắm mà cậu ba cậu đã nói nhẹ bẫng với mợ rằng Em đi đi, đi mà tìm người em thương, em cần phải được hạnh phúc. Em trai tôi cũng cần được hạnh phúc. Cậu còn không thèm mở cửa buồng nữa mà. Chỉ để mình chất đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của mợ ba, với dáng chênh vênh mất hút dần trên đồng cỏ. Phải chi mẹ còn sống, mẹ sẽ không chỉ câm lặng như chất, không dám cả cục cửa như chất mẹ sẽ lại choàng tay nỗi đau của cậu ba như cậu đã từng choàng tay qua đau đớn của một người. Có một chỗ dựa, biết đâu ngậm ngùi trong lời cậu sẽ vơi đi, trao chát trong ánh mắt cậu cũng tan đi. Nhưng chất không phải mẹ, chất chỉ là một đứa con trai vụng về ngu ngốc. Đứa con trai ngồi trước một nỗi đau chỉ biết bất lực giấu những giọt nước mắt rớt xuống thềm lạnh toát. Chất độ này ít nói hẳn nhen, cỡ tuổi chất phải vui vẻ, phải cười nhiều, nói nhiều lên chứ, để mợ nhắc hoài à. Chất vẫn không ngước lên khỏi cái thang chuồng, dù ngay bên cạnh vang lên giọng lo lắng, tranh trách của mợ ba. Thang chuồng cần phải làm cho hết dốc. Cậu ba rồi sẽ lại dáng trèo lên nơi cao nhất của đồng cỏ này, nói, cậu cho cừu ăn nhen chất, nhưng ánh mắt thì lại rớt ra ngoài những chấn song chuồng. Mắt ngóng ngóng điều gì đâu phải chất không hay không biết. Chỉ là chất thế mình không cần phải nói. Nói câu nào cũng sợ chạm, sợ bục vỡ một vết thương thì nói làm gì. Chất cũng không muốn cười nữa. Cười sao cũng như vô duyên trước những nỗi buồn thì cười để làm gì. Những lái cừu, ghé đồng cỏ cứ nói chất sao càng ngày càng giống cậu ba. Thấy người mà không thấy tiếng, cứ như là một cái bóng vậy. Đứa con gái mắt hiền như mắt cừu, đi cùng ông lái đến vừa rồi, đã còn nhìn chất và dưng rức khóc. Anh đi đi, đi với cha con tôi đi. Chỗ này rồi cũng làm anh thành cục đá như cậu anh cho coi. Chất nghe, mải nhói, với mỗi giọt nước mắt, nhưng vẫn nhất định khoác lên mặt vẻ rừng rưng lạnh toát. Cậu bà còn lại ai bên cạnh nữa đâu ngoài chất. Cả người đang trở về đây, đang đựng nịu đứa bé trên tay cạnh chất đây. Mợ ba, rồi cũng sẽ ra đi thôi. Về chỉ để khoe khoang hạnh phúc, để cứa thêm vào một vết thương thì can cớ gì mợ cứ phải quay về chứ. Cả cậu tư nữa, cậu cũng không cần phải quay về. Để gần tàn ngày rồi mà nắng sáo vẫn cào trên đồng cỏ như thiêu như đốt để chất phải đỡ dùm qua bậc cửa một thân người không cách nào nhấc lên được bậc cửa có cao như bậc thang chuồng cừu đâu mà cậu ba loay hoay say trở chật vật mãi bên đó cậu vật lộn với nó hay đang vật lộn với chính mình một cuộc đánh vật khốn khổ để rồi cuối cùng câu nói cố thản nhiên mà vẫn nghe méo mó nghe như muốn hụt hơi rớt trước những bước chân cậu tư bước lên thềm là chú chú về đón mẹ con cô ấy phải không chất đã thấy một đôi chân như chôn luôn xuống đất chất đã thấy một gương mặt còn nguyên nét vui mừng bụt tái đi tím ngắt trong cơn giận bừng bừng cậu tư nói ông ông toàn tưởng ông là đúng ông tưởng vậy là ông cao thượng ông tốt hay sao tôi nói thiệt nhé tôi chỉ thấy ông ác thôi ông ác với ông với chị, với tôi nữa. Ông có biết chị ba cũng giống ông, cũng không thể có con, không thể sinh nở được không? Đứa bé đó, con, con ông đó. Tôi đi chạy mồ côi xin về cho ông rồi. Vợ, tôi cũng trả lại về cho ông rồi. Tuần sau tôi đi hỏi vợ, ông thích thì đi dùm với tôi qua bên nhà gái, không thì thôi. Cậu Tư làm nguyên một chàng rồi đùng đùng ngoắt người cậu đi thẳng cậu ba ngớ người ra hết nhìn qua chất rồi lại nhìn qua sáng người đang phăm phăm đi lại ra cửa đột ngột như sực đỉnh cậu ba chống xoèn xoẹt xuống bậc thềm và lao theo tư tư nghe anh nói đã chất không chạy theo cậu chất muốn nhìn lại khuôn mặt đứa bé trên bậc thềm trong tiếng du ẩu ơ ngọt lịm chợt đưa lên từ sau nhà chất ngóng mắt theo hai dáng người một sấp đi một hối hà đuổi ngóng mãi cho đến khi hai bóng một dài một ngắn nhập hẳn vào nhau giữa màu cỏ mơn mướt trắng những bóng cừu lứa cừu mới này liệu con nhỏ có cặp mắt hiền như mắt cừu có còn theo ba ghé đồng cỏ nữa không Thưa các bạn, Đỗ Chu là nhà văn nổi tiếng thuộc thế hệ các tác giả trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chuyện ngắn của ông đã đi vào lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Văn Đỗ Chu như một khúc nhạc đồng quê trong trèo nhẹ nhàng hướng đến vẻ đẹp thôn quê hồn hậu ấm áp. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Mùa Muộn của nhà văn Đỗ Chu qua giọng đọc Hải Yến. chị chim than thở, đồng ta giờ khác lắm, đến con bống cũng chả còn anh ạ. À. Anh tường co chân duỗi trên võng, lừng khường hỏi lại: vậy tìm đâu ra chim ngói mang lên làm quà? chắc mua dọc đường. Trên núi ông đụng sau làng, người ta đã xây một cột điện cao thế to nhất vùng. Bên kia sông, trên núi bà đón cũng có một cột điện như thế. ở trên đỉnh mỗi cột điện có mắc một ngọn đèn thắp suốt từ chập tối đến sáng. Hóa ra các loài chim bay đêm cũng ưa ánh sáng, lũ chúng cứ nhằm ngọn đèn mà lao tới. Ngọn đèn được bảo vệ bằng lưới thép, đâm đầu vào đó, nhiều con gãy cổ, gãy cánh. Sáng ra, hôm nào cũng thấy chim rơi cả bãi. Đám trẻ trong làng gọi nhau, mang bao tải lên núi, nhặt chim, mang xuống tỉnh bán cho lái chim. Lái chim mang đi khắp nơi, cho nên chỗ nào cũng thấy có quán chim trời là bắt đầu từ làng ta mà ra. Hiểu rồi, vậy là tháng 2, tháng 3 đều đặn, vẫn có từng đàn le le mồng két bay về. Bước vào gặt mùa tháng 9, tháng 10, vẫn có những đàn chim ngói trốn đông. Chim trời vẫn giữ nguyên nhịp điệu đi về như muôn thuở Chỉ cùng cách sống của con người là đã khác, khác nhiều quá. Anh Tường điếu vào dây võng, lóng ngóng ngồi dậy, bỏ thõng hai chân xuống đất. Rồi anh cười, hai tay đưa ra như gọi chị. Nào giúp tôi ra giường để ngắm mấy con ngói cho đã. Lâu lắm rồi, không thấy tâm hơi chúng đâu, cũng nhớ. Chị Chiêm quàng tay ra sau lưng anh, từng bước từng bước dìu anh tới giường. Anh ngồi xuống mép chiếc giường một, đặt ở đuôi giường là mươi con ngói. Chị bảo, em dặn các cháu dành cho những con còn khỏe đấy. Ờ, thấy rồi, nhìn vào mắt chúng là biết mà. Anh bỗng im bặt vì chợt nhận ra những con chim đang được nhốt trong một cái lồng quá chật. Nó là một cái lồng cũ, nan chuốt cầu kỳ, nút mây buộc cũng cầu kỳ. Nó là những nan che cật, tự tay anh vót, là những nút mây già, nút hoa thị. Ngoài anh, ít ai bệ nổi. Quay lồng năm xưa nuôi một chú sáo non anh đã gửi lại chị buổi anh ra đi thủa ấy có lắm cuộc ra đi lắm động rời làng một cái là đi xa là người ta nói anh ấy đã ra đi có người tưởng công cán gì gớm lắm dân làng đồn ông ấy đang chỉ huy cả một đại đoàn về sau có ai đi dân công hỏa tuyến về mới vỡ nhẽ chỉ huy cái đếch gì đang thồ lợn nuôi một đống con trên thái kia kìa. Lại có người ngày hòa bình mò về làng dạy trẻ con múa xón mi rê đồ. Kể chuyện điện biên, quân ta bò thế nào, quân địch chạy thế nào, làm cho cả làng há hốc mồm mà nghe. Về sau có người lên phỏng mẹt mua sắn, mới biết là anh ta đang đứng lơ xe cho công ty xe khách. Gặp người làng, tàng lờ không chào có một nhà chị, sinh gái nhất vùng được tuyển vào văn công quân khu, son phấn nhảy múa túi bụi, cả làng lấy làm mừng như là vừa có người được vời vào cung làm phi làm hậu. Được vài ba năm, lại nghe tin đã được thuyên chuyển qua ngành hậu cần, xuống bếp nấu cơm. Ngồi trong đám cỗ, có cụ nghẹn ngào bảo, làng ta nằm trên một trạch đất rộng, bắc là cai kinh, nam là tản viên đông là yên tử và tây là tam đảo nó đúng là đất rồng nhưng khốn một nỗi rồng thì phải có đầu có đuôi có chân có móng có rốn có vây làng ta rủi lắm chẳng sánh nổi với ai trong thiên hạ đâu có người hỏi đế giọng cũng nghẹn ngào không kém vậy ông cho làng ta nằm ở chỗ nào thì bảo còn chỗ nào nữa nó là cái chôn con rồng chứ còn chỗ nào hôm sau ra đồng, đám đông lại một dịp kháo nhau. Ông ấy già, mà chẳng đâu vào đâu cả, cứ rượu ngà ngà là chỉ cái nói sẵn thôi. Không hẳn thế đâu nha, ông cụ là người biết việc âm dương nhà ấy mấy đời làm thầy phù thủy, xem đất xem cát. Vốn dòng con cháu của tả ao tiên sinh từ trong thanh mò ra ngoài này chứ không phải vừa đâu. Lại có người chép miệng, nghĩ thật là viển vông, nhận là rồng làm gì cho khổ, chi bằng cứ xin làm con trâu con trâu chịu thương chịu khó cứ nom vào mắt nó mà xem có con vật nào có đôi mắt buồn và hiền đến vậy đâu chuyện làng chuyện xóm lắm lúc nghe mà chán cả tai một hôm lại có tin anh tường nhà ông tưởng hy sinh ở điện biên phủ rồi anh ấy ôm bộc phá lên đồn tây giật nụ xòe xong không chạy kịp thế là mất xác tin ở đâu ra hay lại nói rằng tin từ tỉnh từ huyện chứ còn từ đâu mà hỏi gặng thế chị chiêm chạy đến đằng ấy tìm ông cụ thân sinh ra anh muốn lựa lời xem thực hư ra làm sao ông cụ điềm nhiên ngồi trẻ lạt trước thềm ngẩng lên thấy chiêm thì bảo cháu ngồi xuống đây nghe ta nói thằng tường nhà ta không sao cả cháu chớ nghe dạy vậy bác đã đi hỏi mấy ông thầy bói trong làng hay chưa ta không ưa báo toán, chẳng cần hỏi ai, ta cứ nghe tự lòng ta mà biết. Mấy hôm sau, có đội cải cách ở đâu rầm rầm kéo về, ông cụ lập tức bị bu là địa chủ cường hào gian ác. Có anh đội cho gọi chị lên giác ngộ. Cô là con cái bần cố, sao phải chịu đâm đầu và làm dâu cái nhà ấy? Mai cô đứng ra đấu địa chủ tưởng làm gương cho cả làng đến ngày chia quả thực không ai quên, tự khắc có trâu cầy ruộng cấy. Cổ cãi, ở vào hoàn cảnh này, liệu anh có dám đứng ra đấu bố anh không? Tôi thì không dám. Anh đội mắt long sòng sọc, sọc, lừ lừ ngắm người con gái từ đầu tới chân, phẩy tay quát lớn. Thôi bước, một phần tử ngoan cố, mất lập trường giai cấp. Ông cụ bị đuổi ra khỏi nhà, ra ngoài, soi lựa một góc vườn mà ở. Chị chia một lần nữa lại ra đó tìm gặp. Vẫn thấy một ông già ngồi bên đống lạt, trong tay là một con dao. Chả biết dùng gì đến lạt mà quanh năm, dỗi lúc nào là ông cụ lại ngồi trẻ lạt. Trẻ lạt xong buộc từng bó gài lên gác bếp, ai cần thì cho. Hay là rơi vào cảnh gà chống nuôi con mà ông đã trẻ lạt cho đỡ buồn. Buổi ấy, ông vẫn điềm nhiên như thường, ông chỉ vào mô đất dưới gốc trá mà bảo. Cháu ngồi xuống nghe ta nói, thằng Tường vẫn còn sống. Ta đã nói nó còn là nó còn. Có điều, việc nước khó bàn, cháu là phận gái. Mỗi tuổi mỗi già, không đợi được mãi đâu. Gặp đận nhục nhã này, ta không muốn sống nữa. Còn cháu thì vì đi lấy chồng, xem ai con nhà tử tế thì lấy. Mai này, nếu ông trời cho gặp lại nhau, thằng Tường nó sẽ hiểu hết mọi nông nỗi. Cháu nói lại lời tai nhắn, ở đời người lớn không chấp nhặt, người lớn nghĩ lớn, ta tin nó là thằng biết sống. Sau lần đó, ông biến đâu mất, làng nước chịu không rõ sự thể, nghe như ông đã nhảy xuống cửa lục đầu. Dạo ấy lắm người nhảy xuống cửa lục đầu lắm. Mấy năm sau chị mới chịu lấy chồng một người ở làng bên. Vợ chồng sinh được một đứa con trai. Đứa con 5-6 tuổi thì bố nhập ngũ vào năm chiến đấu rồi mất trong đó. Chị bị làng xóm chê là có số sát phu hai lần quá bụa. Ý là muốn kể cả trường hợp với anh, tuy chưa ăn hỏi cưới xin, nhưng cũng đủ chứng cứ để xem là một đời chồng. Ngày sắp đi lấy chồng, chị đã thả cho con sáo muốn bay đâu thì bay, chỉ giữ lại cái lồng. Con sáo non, lúc lớn lên biết nói, nó nói liến thoáng, làm chị sốt ruột sốt gan. Có khách, có khách, sắp về, sắp về. Mỗi lần dắt con về thăm ông bà ngoại, nhìn vào cái lồng trống không treo ở đầu hồi, chị lại thầm gọi. Sáo ơi sáo, còn sống, mày cố mà đi tìm anh ấy về cho tao. Thầm gọi thế, chứ chả tin là còn vậy mà vẫn còn và đã về thật anh tưởng bước vào cổng làng vừa lúc mấy chị em xã viên xúm xít đẩy xe lúa từ ngoài đồng vào sân kho hợp tác hôm ấy chị chiêm cũng đến để góp công đỡ cho mẹ già thoạt tiên chị không nhận ra anh xung quanh chẳng ai nhận ra anh anh ấy một người lạ đến làng ta làm gì ấy anh ra đi năm 20 tuổi, đi là đi luôn một mạch, trả thư từ nhắn nhe, sống chết ra sao không ai hay. Ngày về, nom héo hắt như là một ông lão, một ông lão mới ngoài 40 tuổi. Vào cái tuổi anh, khối người vẫn đang sức dài vai rộng, ra đường đám con gái theo đầy, mà người ta cũng nam chinh bắc chiến như ai chứ kém gì. Với anh, mọi việc xem chừng đều khó, anh bảo mấy chục năm qua đã quen treo mình lên cây mà ngủ rồi giờ nằm giường không quen muốn ngủ yên là phải có võng chị chạy ra phố huyện tìm một cái võng đay mang về mắc lên hai cột xoan đào cho anh nằm bố chị cũng đã mất nay chỉ còn mẹ già để anh ấy ở đấy là tiện nhất có người trò chuyện thâu đêm có chị chạy đi chạy lại lúc bên con cái lúc bên anh cũng có đêm chị đến nằm chung với mẹ nói chuyện với anh anh đòi chị kể những chuyện từ bao giờ bao giờ nếu anh không hỏi thì chị cũng không còn nhớ làm gì nữa anh nói tôi muốn ra nằm một đêm ở nhà cũ liệu có nên không chị cân nhắc lúc lâu rồi bảo không nên nhà mình giờ biến thành kho hợp tác trong đó chất đầy những thóc những phân hóa học và thuốc trừ sâu loại DTT độc hại vô kể, mang ném xuống ao, đến đỉa còn chết mất sống. Sức anh thế, không ai dám để anh vào nằm đấy đâu. Anh lại nói, thế còn mấy cây duối ngoài bãi tham ma, chỗ ngày trước ấy, giờ vẫn còn hay mất hết cả rồi. Vẫn còn, vẫn còn đủ, có điều không rậm rạp như trước nữa. Phần do thiếu củi đun, người này chặt một ôm, người khác chặt một ôm, phần do ban chủ nhiệm quyết định biến chỗ ấy thành nơi chứa trâu đàn trâu sau buổi làm về nằm đó nghỉ ngơi đói quá phải ăn cả lá rúi cọ lưng cọ bụng vào thân cây làm còi cọc sơ sát cả ngày anh ấy nhà em nhận được lệnh mai phải lên huyện gấp để đi chiến đấu đang cầy ngoài bãi soi bằng con trâu cành to nhất làng anh ấy nói oang oang được thôi, ông sẽ đi. Nhưng trước khi đi cũng phải được ăn miếng thịt trâu luộc. Anh ấy tìm cách để xử thịt con trâu. Con trâu cảnh hung hãn bậc nhất. Vậy mà chịu bị quật ngã quay lơ trên những luống cày. Nó thở dốc một hồi rồi ngắc ngoài. Ông chủ nhiệm cho người lên xã báo tin con trâu bị trúng gió, xin phép được mổ kịp thời. Thịt trâu được xả ra nong, đem phân phối đến từng nhà, kèm theo sâu lòng và tiết luộc, sâu nào sâu ấy rất đều, là do nhà em đứng ra chia. Anh ấy tính nết có phần nóng nảy, nhưng được cái ngay thẳng lắm. Ngót chục năm ăn ở với nhau, giá hỏi có yêu không thì đành phải nói rằng cũng chả yêu là mấy, cũng là chỉ riêng mình hiểu với mình, nhưng thương thì nhiều, thương quá. Người ấy sao chất phát thật thà làm vậy? anh thử nghĩ mà xem liệu có phải là anh ấy đã chịu chết oan chết uổng hay không người ấy nếu còn thì cũng biết thương vợ thương con chứ chẳng phải hạng nhỏ nhen hẹp lượng gì giờ thì đang nằm mãi tận đầu tận đâu còn anh thì lại về em cũng chẳng biết tính thế nào cho phải em chỉ nguyện làm em gái của anh được sống nốt tuổi già cùng anh mà thôi Thầy lúc sắp đi có dặn lại anh là người biết sống, vậy anh sẽ hiểu lòng em. Dòng dã ngần ấy năm, mỗi khi qua vùng bãi ma, em lại liếc nhìn mấy lùm duối, lúc nó xanh um tùm, lúc nó phở phạc sống dở chết dở. Nghĩ đến cái bận, anh lôi em vào đấy. Em còn là con bé quê kệch, vừa kịp lớn lên, vẫn chả rõ mô tê làm sao, chỉ thấy hãi hùng. Ôi trời đất, con bé chỉ còn biết ôm mặt nức lên, nó bắt đền anh thùm thuộc đấm vào lưng và ngực anh. Để đến lúc anh đi xa rồi mới thấy nhớ. Nó biết là nó đã mang lòng yêu thương anh cho đến hết đời mất thôi. Thực ra anh tưởng không phải là lính điện biên, lính điện biên là phải đánh điện biên mà lúc ấy anh lại đang lăn lộn bên Thượng Lào. Trước khi bước vào chiến dịch lớn nhằm mở rộng hộ phương quân ta đã làm một cuộc truy kích vũ bão đuổi giặc chạy dài từ thượng lào tới hạ lào người đuổi cứ đuổi kẻ chạy cứ chạy ở trong cuộc mà cũng chẳng kịp hiểu ra làm sao đang thừa thắng đuổi giặc bỗng có lệnh hòa tốc gọi đại đoàn quay về riêng anh và 10 người nữa ở lại nhận nhiệm vụ mới từ đấy họ thuộc quân số của bộ tổng anh tưởng tới lúc đó tính ra đã có hai tuổi quân là tiểu đội phó một tiểu đội quân báo biết vẽ bản đồ địa hình biết điều tra nắm bắt tình địch biết đọc biết mật mã và đánh điện tín tạch tẻ chứ chưa biết gì chuyện đặt bộc phá giật nụ xòe như là người làng đồn thổi 20 năm ấy có biết bao nhiêu là chuyện để kể lại cho người đời biết năm người nằm lại hai người ngã xuống bởi đạn bom một người chết đói một người chết sốt rét một người bị rắn độc cắn một người bị hổ vồ năm người trở về tất cả đều là thương binh bậc cao tất cả đều ra quân với hàm thượng tá có thế thôi và câu chuyện về họ sẽ mãi mãi nằm trong im lặng bởi không một ai trong số họ biết viết hồi ký và cũng không một ai muốn kể lại những gì mình đã nếm trải và làm được. Họ vẫn đang nằm đung đưa trong chiếc võng giã chiến ở căn buồng chật hẹp trên tầng thượng một ngôi nhà tập thể nào đó, một khu chung cư nào đó. Mỗi năm một hai lần, tưởng lại phải vào nằm ở khoa xương của quân y viện 108 được gần các thầy thuốc xem họ chẩn đoán bệnh tật anh dần dần tích cóp được ít nhiều kiến thức có vị giáo sư đầu ngành một hôm đã nói với bọn anh rằng không phải ngẫu nhiên mà sống lưng lại được gọi là xương sống thiếu nó con người không đứng lên được trăm thứ bệnh đều bắt nguồn từ nó mà ra vào tuổi cánh ta xương cốt mệt mỏi rồi ngay đến kim loại cũng có sự mệt mỏi nữa là ta thuốc thang dù hay đến mấy cũng chỉ đóng vai trò bổ trợ thôi cái quyết định nằm ở tinh thần vận động của mỗi cá nhân phải vận động không ngừng phải thường xuyên khua chân múa tay mạnh mẽ lên ngồi giữa vợ con bạn bè hay đi ngoài đường mặc cứ thấy buồn bực là khua khoắng họp hành chỗ đông người vẫn có cách ngồi không yên cái cổ khẽ lắc bên trái lắc bên phải cái đầu ngửa lên gập xuống những ngón tay xòe ra cụp vào hai bàn tay sờ nắn chỗ này chỗ khác tóm lại một câu là cần phải có ý chí tấn công nên nhớ đã bệnh xương cốt là khó lòng chữa khỏi phải xác định chịu đựng chung sống từ đó nghe ngóng tìm cách đẩy lùi nó từng bước thằng triệu con trai của chiêm sau mấy năm nhập ngũ làm lính thông tin đi đùng vài trận trên biên giới được chuyển ra làm thợ trong một công ty thuộc ngành điện lực một hôm nó cầm về hai chiếc máy điện thoại đặt một cái dưới quê một cái trong phòng tường nó nói còn bây giờ tạm gọi là đã trưởng thành có vợ có con vợ chồng chúng con bắt buộc phải có di động di động lợi hại vô cùng riêng với ông bà ông đầu sông bà cuối sông cũng bắt buộc phải trang bị hai chiếc để bàn đây là máy của ngành chúng con sản xuất nó đặc biệt độc đáo thời buổi cạnh tranh lành mạnh mà không ăn đứt người ta tất người ta sẽ ăn đứt mình ông nhỉ đây ông xem nó là một chiếc máy liên lạc, không cần dây dở, không cần anten. Đi đâu xa chịu khó bỏ vào cái túi sách theo. Tính năng chẳng khác nào cái di động. Sau khi bấm đủ số, nhìn vào màn hình sẽ nổi lên dòng chữ nhắc ông nhập mật khẩu. Mật khẩu đặt 4 số 0 rất đơn giản và bí mật. Nhập mật khẩu rồi, lại có mấy chữ khác nổi lên, đang liên lạc. Vậy ta phải chờ đợi thêm một chút nếu đầu kia không ai nhấc máy thì sẽ có một dòng cuộc gặp tạm hoãn chưa liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Còn nếu như vì tuổi già sức yếu nhớ nhớ quên quên, quên mắt mũi kèm nhèm, bấm thiếu số thừa số thì sẽ có nhắc là số máy không có, xin quý khách vui lòng gọi lại. Tưởng nghe thằng bé thuyết trình một hồi thì bảo, chúng mày chỉ vẽ sự, tào nghe dườm già quá, cái máy này chỉ hoạt động một khi xung quanh có sẵn sóng vô tuyến. Về những nơi xa xôi, không phải đâu cũng dùng được. Thằng bé đứng ngẩn ra, rồi nó cười xòa. Hóa ra ông biết tỏng cái mẹo của chúng con. Bây giờ con thử máy gọi về xem bà đang làm gì ông nhỉ? Đằng kia, lập tức có tiếng bà văng vẳng tôi nghe đây. Bà đang làm gì đấy? Con chịu đây mà tao đang quấy bột thổi cơm hầu vợ con mày chứ còn đang làm gì nữa. Vậy, bà nói chuyện với ông nhá ông dạo này đi đứng nhanh nhẹn lắm rồi. Tưởng đón lấy ông nghe. Ông đấy à, có khỏe không? Tạm được. Thế bao giờ bà mới lên với tôi? Gặt hái xong rồi, đang nóng lòng đợi trời cho mưa xuống để làm màu mà vẫn chưa thấy. Vậy nay mai tôi tranh thủ mang mấy con ngói lên thăm ông cảm ơn bà. Thằng Chiều thấy mình đã hết việc, nó vội vã chào tường rồi bù đi luôn. Còn lại một mình chả biết làm gì. Ông Toàn nhấc máy nói chuyện thêm với bà lão, nhưng ngập ngừng lại buông tay khỏi ống nghe. Suốt ngày hôm sau vẫn thế, ông cứ đi ra đi vào, thấy căn buồng sao trống trải. Lần đầu tiên sau mấy năm dọn đến đây, giờ ông mới có cái cảm giác đơn chiếc đã đơn chiếc bao nhiêu năm rồi có sao đâu. Vậy mà nay bỗng đổi tính đổi nết. Nghe các nhà chuyên môn nói, tuổi già đến con người ta thường đổi tính đổi nết, đang hiền lành hóa dữ tợn, đang xuề xòa xong thôi, hóa cầu kỳ khó chịu, đang chừng bực điều độ, hóa thèm khát buông tuồng. Ôi chào, cái tuổi ngoài 50 trở đi, người ta gọi là đã lên lão. Nó cũng là một bước thử thách nữa của con người, sau đấy liệu có còn những bước khác không Lại cứ phải đợi xem sao Chị Chiêm sách lồng chim ngói, bước lên bốn tầng cầu thang, gặp ai cũng mặn mà chào hỏi. Chị đã quen với thông thổ nơi này, đã nhớ tên từng người hàng xóm. Và mỗi lần tới đây, chị thấy ấm cúng như đang về nhà vậy. Có bà chị sống ở tầng dưới, thoáng trông thấy bóng chiêm, liền gọi lại dì tai. Tôi non bà dạo này đẹp ra đấy, như hồi xuân thì phải. Chị đỏ mặt lý nhí một lời cảm ơn. Sống ở tập thể làm sao mà tránh nổi chứ. Con ruồi bay qua người ta đều biết. Người ta đi guốc vào bụng mình. Hoặc là khuyến khích, hoặc là rè biểu. Chỉ hai khả năng ấy thôi. Trong ánh mắt xung quanh nhìn vào, chị hiểu hai đứa mình đang được khuyến khích chỉ riêng điều ấy đủ khiến chị quý mến và muốn gần gũi với nơi này. Và chị thầm hiểu mình đang bước gần đến hạnh phúc, bản thân những điều đó tự nó cũng đã là một hạnh phúc rồi. Để anh ngồi một mình, chị thay quần áo, sau đó chui vào bếp. Chỉ một loáng, mùi thơm của thức ăn trên chảo đã làm cho căn buồng nhỏ tràn ngập cảm hứng đứng ngoài hiên tưới táp cho mấy cây chậu cảnh, ông lão hàng xóm lên tiếng tức thì. Nhà tay tường sao nấu gì mà mùi hành thơm nức. Mời bác qua xơi nước, có vài đôi ngói em vừa mang từ quê lên bác ạ. À. Đã có chim ngói rồi đấy, nhanh thật, mới hôm nào thu mà nay đã lại thu. Với Hà Nội cả năm đây là những ngày thời tiết đẹp đẽ nhất, mát mẻ khô giáo, lòng người thanh thản nhẹ nhõm. Có chạy ra phố gặp nhau còn muốn dừng lại chào hỏi hoặc đưa tay lên vẫy vẫy. Đêm xuống, anh Tường dục chị Chiêm lên giường sớm. Chị Chiêm sau khi tắm gội để nước gột rửa mang đi mọi nỗi vất vả dọc đường. Trong bộ đồ ngủ lụa tơ tằm hà đông màu hạt rẻ, chị hiện ra trước khung cửa như một người khác chứ không còn là chị của mọi ngày con người ta hoàn toàn có thể xấu đi trong chốc lát và cũng có thể đẹp lên trong chốc lát bộ đồ chị mặc đêm nay là tự tay anh tường đã chọn mua trong siêu thị mấy hôm trước khi anh có chút việc vào trung tâm thành phố có hai nét ở chị để anh thấy người mình thương yêu cần phải được chăm sóc nhiều hơn nữa rất nhiều ấy là nét hồn hậu mộc mạc mà thị thành không có. Thứ hai là nét duyên dáng bẩm sinh không son phấn tô vẽ. Nét này quý vì luôn luôn hiếm ở đời. Trời cho ai thì người ấy may mắn mà có đấy thôi. Ông bác sĩ đầu ngành nói như thế nào nhỉ? Mạnh mẽ lên, phải có ý chí tiến công. Ông này thế mà hóm. Càng nghĩ, càng thấy lão ta thầm hậu. Anh vòng tay kéo chị quay lại phía mình ngọn đèn ngủ như là một trái ớt đỏ cuối phòng bờ tỏ, khuôn ngực đầy đạn của chị phập phồng đồng ấm, nó tỏa sáng là thứ ánh sáng của mảnh trăng lần trong đám mây loãng như xương. Chị khẽ dặn anh hãy nhẹ cái tay, phải rồi cứ thế cứ thế, anh đang là ngày xưa của em rồi đấy. suốt một kiếp này em vẫn chỉ quanh quẩn với quê nhà, chả được như ai học hành bay nhảy đừng để em đến một ngày phải biến đi như là cái bóng trong đồng đến cái bóng cũng không còn sống nổi nghĩa là làm sao đợi năm tới tết ra em sẽ kéo anh về gây bóng thương cho những cái bóng cái bang Thưa các bạn, câu chuyện cổ tích xưa về chàng Trương Chi với tiếng sáo mê hồn cùng mối tình chắc ẩn với Mỹ Nương vẫn còn rung động đến hôm nay, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật. Chuyện ngắn Đôi bờ sông ngàn của tác giả Trương Vân Ngọc cũng được khơi nguồn từ trường cảm xúc đó. Mời các bạn nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Cơn giận bốc lên đỉnh điểm Lần đầu tiên thấy con gái bỏ học đi chơi Ông bắt Nhi nằm sấp giữa phòng khách Bụt gãy liền hai cán trổi Nhi không thấy đau Chỉ nghe bên tai tiếng sáo gọi bạn vang vẳng Và tiếng sáo hàng đêm Vẫn thanh thoát du dương Nó không phải vọng từ phía bến thổ ngạn Tiếng sáo cất lên ngay bãi cát ven sông sát nhà Nhi Cánh cửa vững chắc Bị khóa chặt không ngăn được tiếng sáo. Nó le lỏi vào mọi ngõ ngách, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhi không chịu nổi, cô sẽ phá vỡ mọi cách ngăn rào cản. Tiếng sáo hứa hẹn, tô vẽ bao điều tốt đẹp ở tương lai. Bên tiếng sáo, Nhi thấy hạnh phúc. Cô quyết theo tiếng gọi con tim. Làng thổ ngạn yên bình, dân quanh năm sống bằng nghề trải lưới và trồng dâu nuôi tằm vào tuần trăng trước bỗng xuất hiện một chàng trai ở thượng nguồn sông xuôi về đây người ấy tên là thi anh thường đánh cá bằng mủng nên có biệt danh là thi mủng anh có biệt tài thổi sáo tiếng sáo của anh khiến cô bé con ông bí thư huyện ủy tên nhi cứ đêm đêm lại ra ban công hình như lần đầu tiên trong đời nhi nhận ra một điều gì đấy ở đời sống này thúy nhi sinh ra trong một gia đình trí thức có tiếng ở bến ngạn cô được giáo dục rất riêng biệt, nhi sống trong nhung lụa và khuôn phép. Từ học hành, công việc, tương lai, cô đều được định sẵn. Nhi ngoan ngoãn chăm chỉ, đống sách vở trình ảnh lúc nào cũng muốn nuốt sống cô bé. Nhi yêu toán, văn, lý, hóa hay các môn đói yêu Nhi. Khoảng trời riêng duy nhất của Nhi là tiếng sáo của bà. Hồi trẻ, Bà cô là diễn viên của đoàn văn công quân đội, chuyên đi biểu diễn cổ vũ các đơn vị chiến đấu dọc Trường Sơn. Tiếng sáo của bà là điểm động viên an ủi thương bệnh binh trong những lúc ngặt nghèo nhất. Bà thường kể cho Nhi nghe rất nhiều chuyện, nhưng rất ít chuyện trong chiến tranh mà bà cô đã trải qua. Chuyện của bà là những chuyện về thế giới thần tiên kỳ ảo. Nhi nhớ tất cả nhân vật, từ chàng hoàng tử cho đến kẻ thứ dân, Bây giờ tiếng sáo đêm đêm trùng lặp với những câu chuyện kể. Nhi tưởng tượng đến chàng Trương Chi. Bà nói rằng trời ban cho chàng tiếng sáo, nhưng nàng bị nương yêu tiếng sáo, nàng không chấp nhận dáng hình xấu xí của người đánh cá nơi bến sông. Nhi không thắc mắc về sự xuất hiện tiếng sáo. Hàng đêm cô ngồi đó để được nghe người nghệ sĩ vô danh thả mình vào không gian cô tịch. Với cô, tiếng sáo kia như là một món quà đêm mà dòng sông ban tặng. Bến thổ ngạn yên lặng trong đêm, chỉ còn lại những con sóng vỡ hòa xô vào bờ lấp lóa. Chẳng hiểu sao, sau một thời gian bỗng vắng tiếng sáo, món quà đêm của dòng sông của Nhi, cô mỏi mòn chờ đợi. Nhi không hiểu là mình đã yêu tiếng sáo từ lúc nào. Một cảm giác cháy bỏng thiêu đốt Nhi Đêm nay, Di vẫn dõi sang bờ thổ ngạn, lòng thầm hỏi. chương chi hỡi, sao chỉ mỗi tiếng sáo? Khuôn mặt chàng vì đâu không như người bình thường. Trong sóng nước, tiếng sáo đang vút cao bỗng trầm xuống như thay lời đáp. Ồ không, thế gian nhân vô thập toàn, trời xanh còn ghét ghen, huống chi bụng dạ con người. Nếu trọn vẹn thì cuộc đời này liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Con không đi ngủ đi, còn đứng đấy làm gì nữa? Tiếng ông Hoàng sang sảng khiến cô giật mình. Cô biết là cha rất nghiêm khắc, chưa bao giờ Nhi được tự do thoải mái, ngay cả trong suy nghĩ và ước mơ của mình. Nhi miễn cưỡng khép cửa trong ánh mắt giò xét ngờ vực của cha. Tiếng cha vẫn rành rọt. Con gái, cha rất phiền lòng vì con trong mấy ngày qua sắp hết năm học rồi cha không muốn bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng tới kết quả học tập dù con có oán trách hay không ông hoàng nhún vai đứng dậy giọng dứt khoát từ mai con không được phép ra ngoài ban công nữa cha sẽ đóng tất cả các cánh cửa đêm thứ năm phía bên kia sông vẫn chỉ vọng lại tiếng gió tiếng sóng và tiếng lao sao nhi cồn cào cô muốn phá tan sự bí bách của bốn bức tường trong căn phòng kín mít. Nhi muốn nhìn ra phía bờ sông. Cô loay hoay tìm kiếm. Phải rồi, vẫn còn. Đó là hai ô thoáng sát trần nhà. Độ cao của nó không ngăn được Nhi. Chiếc ghế trồng lên trên bàn học, vừa đủ giúp Nhi thỏa cơn khát thèm. Trăng sáu vàng vặc lấp lánh đổ ập xuống, hàng nghìn đồng tiền vàng loang loáng rác xuống mặt nước. Chưa bao giờ Nhi thấy trăng đẹp đến thế. Giá lúc này tiếng sáo cất lên. Nhi còn nhớ Nhi in lúc sắp kết thúc câu chuyện bà bảo. Trường trì tuy tuyệt vọng nhưng không nản, chàng tìm mọi cách để tỏ bày tình yêu của mình. Đúng, trường trì vẫn thổi, tiếng sáo vương vất ảo ạt bổ vây lầu son gác tía của mị nương. Chàng đã phát kiệt tình yêu, sự thổn thức tự con tim mà thổi nhưng bị nương không nghe thấy gì cả nhi con đang làm cái điều quái gở gì vậy cả cha mẹ cô đều thẳng thốt kêu lên để mẹ gọi bác sĩ nhé bà không phải gọi mai tôi xây kín tịt là xong ông hoàng nói chắc nịch như vậy nhi lơ đãng cô đang dồn tất cả tâm trí vào số phận bi thảm của chàng trương chàng tuyệt vọng ôm mối tình đơn phương cùng tiếng sáo chậm mình giữa dòng sông trăng. Nhi bỗng thấy giận mị nương, cô cay đắng cho giọt nước mắt của cành vàng lá ngọc rỏ xuống. Đối với cô, giọt nước mắt ấy là giả tạo, ngụy biện cho trái tim băng giá tàn nhẫn. Xưa này, thế gian toàn trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Có mấy ai để ý giá trị thật đẹp đẽ trong sáng ẩn dưới lớp vỏ thô giáp xấu xí. Cô hiểu, Lúc đó Trương Chi dường như không thể chịu đựng được nữa. Chiếc chén lưu ly đã tự vỡ tan. Nhi thương Trương Chi, cô yêu người thổi sáo bến thổ ngạn. Gần một tuần vắng lặng tiếng sáo. Anh gì ơi, sao vắng lặng hoài vậy? Em yêu anh, em không phải là bị nương. Tiếng sáo của em ơi, hãy vút lên đi. Nhi trốn học. Cô tìm cách sang bờ bên kia. Nhi đi tìm trương chi của riêng mình. Bờ thổ ngạn nắng chênh chết. Bến sông vắng vẻ thanh bình. Nhi hỏi mãi mà chẳng ai biết về người thổi sáo. Cả làng thổ ngạn không biết thổi sáo. Nhi buồn lạc lõng xa vắng. Cả tháng nay, đêm nào tiếng sáo cũng véo von thánh thót. Không nhẽ chẳng ai nghe thấy ư hay là ma mị đang bẩn thần thì có một chú bé quần áo lấm lem nhưng có đôi mắt rất sáng. Thấy Nhi luẩn quẩn dò hỏi thì khẽ bảo, chị tìm ai ạ? À? Ở đây không có nghệ sĩ nào cả, chỉ có anh thi đánh cá hay thổi sáo thôi. Anh ấy đang ở xưởng đóng thuyền cuối xóm ấy. Thấy khách còn hồ nghi, chú bé hồn nhiên kể tiếp. Anh thi ở mãi xóm thượng mới về đây hơn một tháng. Anh ấy thổi sáo và hát hay lắm, mới hôm nay mủng hỏng phải đóng mới. Chị cứ qua xem có phải là người chị cần tìm hay không. Để em dẫn đi nhé. Nhi hồi hộp, chống ngực đập vội vã. Phải chăng là đây, chàng trương chi trải lưới mà cô thầm yêu trộm nhớ bấy lâu. Chàng trương chi trong chuyện bà kể. Bãi đất rộng ngổn ngang, chỗ kia thì gỗ, chỗ này thì nan ngay trước mép nước có mấy con thuyền đóng dở máy cưa hoạt động dèo dèo chói tai nhi kiên nhẫn ngắm tự đằng xa tự nhiên mất hết can đảm cô đến gặp anh ấy có việc gì nhỉ người ta mà biết chắc buồn cười lắm có ai vượt sông với mục đích dở hơi như mình không em tìm anh hả anh thanh niên bận chiếc áo kẻ xanh nhẹ nhàng hỏi nhi cúi mặt lý nhí dạ anh có phải là người thổi sáo đêm dưới bến sông không ạ à? phải thi mủng đây thế em là nhi ngước nhìn lên bỗng cô thảng thốt ôi không trước mặt cô là một người thanh niên cao giáo thân thiện nhi lại hét lên không anh không phải là trương chi rồi cô quay người lại chạy như có ai đuổi về phía bến khiến người bận áo kẻ xanh hết sức ngạc nhiên. Anh cứ ngây ra vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Nhi bội vã leo lên thuyền, hối thúc dục bác lẽ đòi trèo thật nhanh sang bờ thị trấn. Nhi không chấp nhận một chương chi thanh tú, người thổi sáo trong dân gian và trong trí tưởng tượng của Nhi đã mặc định là xấu xí. Anh đẹp trai, có tài kia còn cần gì tình yêu, sự cảm thông của Nhi nữa? anh chợt thấy cô gái đó có gì rất quen liền mạnh tay trèo em gái ơi chờ anh với nhưng thuyền nhi vẫn lao vun vút sang bờ thì ngừng trèo anh rút cây sáo ra thổi tiếng sáo mạnh mẽ át tiếng sóng không gian bốn bể ngập tràn giai điệu gọi bạn tha thiết thúy nhi đã leo lên bờ định chạy một mạch về nhà nhưng bất giác tiếng sáo giữ chân nhi Cô không sao bước đi được nữa. Thoáng chốc thì đã đứng trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng chiều mến phủ toàn thân nhi. Từ hôm ấy, anh thi mùng vượt sông sang thị trấn chăm như người làng đi chợ. lực nhìn dây thu lôi sau nhà nó cong queo bởi một lực bám rất lớn trên tường vết chân người còn rất mới ông không hiểu vì đâu con gái mình lại nổi loạn và hư hỏng nhanh đến thế lúc chưa nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình học tập của con mà lòng như sát muối bắt đầu từ đó nhi bị quản lý chặt chẽ hơn anh lái xe thêm nhiệm vụ đưa đón giám sát liền mấy ngày thì không sao tìm được nhi. Anh thắc mắc không hiểu sao gia đình lại khắt khe với cô đến thế. Nhi trằn chọc, nghĩ mãi mà vẫn chưa ra cách gì để gặp người yêu. Chiều nay, Nhi nhận được mẩu giấy của Thi từ đứa bạn cùng lớp. Nát chữ nguệch ngoạc, thi nói là anh bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cô, đêm nay thi tha thiết muốn gặp. Nhi nằm suy nghĩ mông lung, mọi đường thoát đều bị cha vô hiệu hóa. Giờ chỉ còn cổng phụ. Chợt mắt sáng lên. Phải rồi, khóa có hai chìa. Một theo chùm cha giữ, cái kia thì dưới nhà kho. Đêm trăng êm đềm tựa bức tranh thủy mặc. Dòng sông ngàn ống ánh rát vàng. Dưới bến, những con đỏ đã gác mái dập dềnh say sưa ngủ. Gió mát quá, hàng cây đôi bờ chở bình thức giấc hưởng ứng sạc xào hát. Thi chèo thuyền ra giữa sông rồi thả trôi theo dòng nước. Ngồi cạnh Thi, Nhi thấy anh thật chân thành, cô hạnh phúc vì có anh. Nhi sẽ phá bỏ rào cản lễ giáo gia phong, cô nguyện sẽ theo Thi suốt cuộc đời. Con thuyền tự do trôi giạt, tiếng gió rào rào xô con nước bỗ vào bờ đất ràm rạp bầu trời như được đẩy lên thật cao, không gian rộng mãi ra, khiến đôi uyên ương bé nhỏ lại. Thi lái con thuyền hướng về do cát giữa sông, nơi có căn liều tạm và cây cỏ lau lách ngờm ngợp. Nhi im lặng hướng về xa xăm, cô hồi hộp chống ngực đập rộn rã. Nhi không nhớ là anh đang nói gì. Một lát, cô thấy anh đưa cây sáo lên môi, tiếng sáo làm cô bồi hồi ký ức xa xưa lại vọng về nhi thấy nhớ bà từ ngày bà mất đây là lần đầu tiên cô lại được nghe tiếng sáo ngay bên tai nó du dương ấm áp cảm giác bồng bềnh trong trẻo khỏe khoắn theo từng nốt nhạc thuyền là thuyền ai lơ lửng mà bên ý kia sông có lòng là đợi khách ý a à, à không hỡi à thuyền vì anh đây nhớ bạn, vì anh đây đợi bạn. Nhi buột miệng nói, anh thổi bài đêm qua nhớ bạn đi. Thi ngạc nhiên, sao em biết bài đó à? Dạ, em nghe bà, bà em thổi sáo và hát hay lắm. Thi lại thổi, Nhi nhận nhá hát theo. Đêm hôm qua, mình tôi nhớ bạn, A lính, A lính tình tang. Này A, à, có A à tôi buồn. Nhi ngồi cạnh Thi mỗi lúc một gần hơn. Cảm giác ấm ấm từ cơ thể người con trai khiến cô sao xuyến. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, ùa vào, khiến tóc anh bồng bềnh. Trăng đã lên cao soi rõ từng biên sỏi trên lối đi, bốn bề vàng vặc đẫm ướt ánh trăng. Dưới sông, con nước hiền hòa miệt mài chảy. Thi vẫn mải miết thổi, Ánh trăng chênh chách, cả căn tròi sáng bừng lên. Thúy Nhi trở thấy anh Thi thật đẹp trai. Cánh tay rắn chắc điều khiển cây sáo theo khúc nhạc uyển chuyển điêu luyện. Trước mắt cô là một nghệ sĩ đang sống hết mình với nghệ thuật. Bỗng tiếng sáo im lặng. Không biết tự bao giờ, Nhi nằm trọn trong vòng tay của Thi. Bất giác, chiếc cúc ngực bật ra Nhi nhắm nghiền mắt chờ đợi. Trong ánh trăng, Thi chợt nhận ra một vẻ đẹp thánh thiện từ cô gái. Thoáng chốc, Thi chợt nhớ tới những lời tâm sự của Nhi tới căn nhà ba tầng bên kia thị trấn. Nơi đó là một gia đình quyền quý, có người đàn ông cực đoan đến hà khắc. Đời anh vấp vấp nhiều, anh rất hiểu cái giá phải trả cho mọi hành động sai lầm. Giờ đây trong tay anh là một trái cấm, nhưng Thi không thể. Thi cúi xuống. Nhi vẫn chờ đợi. Rồi cô thấy ấm nóng trên trán. Thi đã hôn cô. Nhi nghe bên tai tiếng anh thì thầm. Tiếng sáo hay nhất vẫn là từ cuộc sống hiện tại. Anh tiếc là không thể cho em được tiếng sáo ấy. Nhi hụt hẫng, nhưng khát vọng yêu thương đã làm cô giản dĩ. Nhi say đắm ôm anh thật chặt, áp đầu mình vào bộ ngực vạm vỡ của người con trai hàng trài. Anh dắt cô về phía đầu roi cát. Dưới ánh trăng dần dần hiện ra một soi cát và cả hai cùng ngồi xuống. Thì hiểu tâm trạng của cô và anh lại đưa cây sáo lên thổi. Tiếng sáo nghĩa tình sâu lặng khiến Nhi nhớ về câu chuyện của bà thời thanh xuân. Và đó cũng là câu chuyện duy nhất bà kể mà Nhi nhớ được tiếng sáo của bà trong chiến tranh đó là một buổi chiều khốc liệt của trận đánh đơn vị của bà tới biểu diễn hy sinh gần hết chỉ còn đồng chí giao liên bị thương rất nặng khi tiếng súng đã ngớt bà cố gắng đưa người chiến sĩ ấy rời trận địa nhưng ninh bảo đừng đừng đưa đi đâu cả tôi không qua nổi đâu rồi cố hưởng, nắm lấy tay cô văn công thều thào chị ơi sáo chị thổi đi bà vội lục ba lô kỳ lạ thay cây sáo vẫn còn nguyên trong không gian sầu thảm vương đầy tử khí bốn bề khói cuộn nghi ngút tiếng sáo cất lên đất trời dịu lại bên sông những con sóng cũng thôi đánh vào bờ mấy con quạ đang quàng quạc đâu đó bỗng im bặt người nghệ sĩ điều khiển cả không gian cùng hòa một bản tình ca chiến địa có tiếng quê hương cùng các làn điệu dân ca tha thiết có tiếng à ơi mẹ du con ngủ và vang vang từng lớp chiến sĩ xung phong chiều tà nắng dần khuất từng lớp mây khổng lồ xà thấp xuống mặt đất lởm chởm hố bom gương mặt ninh dạng ngời đôi mắt trong veo với cái nhìn tha thiết người chiến sĩ trẻ nở nụ cười mãn nguyện biết ơn bỗng tiếng sáo khựng lại bà lặng người nhận ra Ninh đã hy sinh, bà ôm chặt tấm thân đầy máu và khói đạn nấc lên, Ninh ơi. Quán nửa đêm, thì đưa Nhi sang bờ thị trấn, họ chia tay trong niềm lưu luyến khôn nguôi. Nhi hy vọng một ngày nào đó tiếng sáo bên kia sông sẽ sở hữu riêng cô, chỉ có tiếng sáo là hiểu yêu thương cô thôi và là động lực giúp Nhi vượt qua vấp váp cuộc đời. Nhi nén lòng, lấm lét trở về. Cả nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Mấy hôm sau, bến sông một lần nữa bật tiếng sáo. Liền ba ngày trống vắng. Nhi hết chịu nổi. Cô lại sang sông. Chú bé hôm nọ cho biết, anh Thi Mùng đã làm lành với vợ và trở về xóm thượng rồi. Nhi chết lặng. Những giọt nước mắt rơi lã cha Cô thất thểu quay lại, con thuyền tròng trành chậm chạp rời bến. Vừa về đến cổng, Nhi sững lại bởi tiếng quát tháo bên trong. Cô cút đi, đổ đĩ thoã. Chưa bao giờ Nhi nghe giọng cha khủng khiếp đến thế. Nhi không thể tin nổi vào tai mình. Cô gión rén nhìn qua khai cửa. Mẹ cô đầu tóc xõa rượi khiến cô sừng sốt thường ngày bà là một mệnh phụ quý phái cao sang những gì cô thấy hiện tại chỉ là một người đàn bà tội nghiệp rúm gió nhào nhĩ chẳng khác gì kẻ hành khất mà cô vẫn gặp đâu đó ngoài đường còn cha nhi càng không thể nhận ra ông đang đứng giữa nhà vẻ mặt cau có giận dữ hình ảnh người cha nghiêm nghị tài ba biến mất trước mắt Nhi là một hung thần đang sẵn sàng thi lệnh bổ cây tầm xét xuống đầu tội nhân. Cô định ào vào, nhưng giật mình bởi tiếng quát dữ dội. Để xem cái thằng khốn nạn ấy nó rước được bao hôm. Những phép tắc với ngọn roi thường ngày khiến Nhi khiếp sợ. Cảm giác hai cán chổi bụt liên tiếp đến gãy vẫn còn như xé nát da thịt. Bỗng Cha bước ra. Ông nhìn thấy con gái, liền quay vào ngay. Chỉ một loáng, căn phòng cũng như chủ nhân gọn gàng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ Nhi đón con bằng nụ cười khắc khổ miễn cưỡng. Bà cố giấu khuôn mặt sưng húp bằng lớp son phấn lòe loẹt và mái tóc loan xoan lòa xòa. Nhi chán nản lết về phòng. Cô nằm bất động mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên má các cánh cửa được tháo mở tự bao giờ trên viền gỗ vẫn nguyên lỗ chỗ viết đinh sâu hoắm vừa nhổ bên ngoài ban công vẫn êm đềm con nước chảy cả tiếng gió tiếng xào xạc của khu vườn cùng tiếng lao xao của phía thổ ngạn vọng lại nhưng nhi không nghe không thấy gì cả với cô tất cả cánh cửa đã khóa chặt tự lâu rồi mấy hôm nay ông hoàng lặng lẽ theo dõi tất cả thái độ và hành động của nhi ông đều biết tự nhiên ông thấy thương con lòng canh cánh tuần trước họp phụ huynh ông đã nghe cô giáo chủ nhiệm chia sẻ rằng giáo dục con cái như việc nuôi nhốt chim thú là một sai lầm hành động đó chỉ khiến con em mất đi kỹ năng sống mà thôi câu nói này khiến ông suy nghĩ rất nhiều ông nhớ thằng cu bách con anh hợp trường phòng nóng nghịch rách rời, vậy mà năm nào cũng là học sinh giỏi. Ông đến nhà chơi, thấy cô cậu rất hoạt bát, cái gì cũng biết, nói năng ứng xử khôn ngoan lanh lợi. Vừa rồi, nó nhận học bổng của một trường danh giá ở thủ đô. Cách đây mấy năm, khi tranh luận với anh hợp về phương pháp dạy con, ông có ý phê bình cấp dưới về sự buông lỏng quản lý và nuông chiều con thái quá. Nhưng nay ngẫm lại, ông đã lầm ông nhận ra con gái mình rất ngờ ngậy ngoài kết quả học tập ra thì Nhi hầu như không biết thêm điều gì lúc nào nó cũng tỏ ra nhút nhát e rẻ chậm chạp thảo nào mà lũ bạn đều gọi nó là Nhi Tồ. ông đã quyết định tháo mở tất cả các cánh cửa đục thông các ô thoáng thậm chí còn cài thêm các chìa khóa cổng vào chùm khóa của con ông nghĩ người vợ bao năm đầu gối má kề còn không giữ được thì với con, mọi sự ngăn cấm giam hãm đều là vô nghĩa." Ông hoàng đến sát bên con gái nhẹ nhàng hỏi, "Đã khuya rồi, sao con chưa ngủ? Mấy hôm nay con không đi chơi đâu à?" Nhi ngước nhìn cha, nhưng cái nhìn mãi tận đâu đâu, cô nói vu vơ, "Cha có thấy gì không?" Ông hoàng rất đỗi ngạc nhiên, cố dòng tay lên mà không hề nghe thấy gì cả. Ông chạy ra ban công, chẳng có gì ngoài tiếng gió và sóng nước ì oạp. Tiếng gì thế con? Tiếng sáo. Ông Hoàng căng tai căng óc ra mà vẫn chẳng nghe thấy gì. Xong có lẽ lần đầu tiên ông cảm nhận được tiếng thở của dòng sông. Đêm trăng cuối tháng mờ mờ ảo ảo, ngoài ban công gió rì rào mát rượi tiếng nước vỗ vào bờ nghe ì ọp làng thổ ngạn bên kia sông vẫn im lìm bên tai nhi văng vẳng tiếng sáo tiếng sáo đôi cô gần gũi hòa cùng nhạc nền thiên nhiên tạo thành bản tình ca lúc thánh thót khi trầm lắng tiếng sáo thánh thiện đẹp đẽ tiếng sáo lấn át thực tại phủ trùm lên mọi phép tắc lễ giáo gia phong kéo người gần người hơn Nhi gượng dậy, cô thấy nhẹ bẫng, Nhi không còn hờn giận tiếc nuối, tiếng sáo làm cho cô hoàn toàn đắm mình trong yêu thương. Thúy Nhi mãi biết chạy đuổi theo tiếng sáo giữa bao la và ngập tràn trăng nước. Chỗ ấy, dịch sang phía bờ tả là bụi rành rành rất lớn, đang trổ hoa trắng muốt và thơm ngát. thưa quý vị và các bạn là một người đa tài nhà văn phan, phan mai hương ghi dấu ở nhiều lĩnh vực chị viết bút ký viết chuyện cho thiếu nhi đều rất duyên dáng nhưng nhắc đến nhà văn phan, phan mai hương người đọc còn nhớ tới những tác phẩm viết về thân phận phụ nữ với nhiều nhọc nhằn vất vả một trong số đó là chuyện ngắn đường chợ gánh gồng sẽ được giọng đọc Hải Yến gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tôi vẫn không hiểu làm sao chỉ ngã từ trên giường xuống đất mà khiến một người cả đời không cần nửa viên thuốc cảm cúm như bà lại nhanh chóng bay về cõi mây trắng. bố nói gần trăm tuổi trời đi nhẹ nhàng thế là thương con cháu lắm đấy. ước sau này rồi bố im lặng. bà bốn chiều bố hồi nhỏ chỉ có việc học mười bảy mười tám tuổi chưa cầm trội. tôi kể mơ thấy bà về mặc áo nâu sẫm cho mẹ nghe mẹ lừ mắt gạt phát trẻ con chỉ có nghĩ vớ vẩn, ngồi trong lớp thì để tâm vào mà học hành, đến làm mệt với chị em chúng mày. Xong mẹ xỏ chân vào ủng đi ra vườn tưới sau. Tôi thấy mẹ tận tâm lo hết việc nhà chồng, nhưng rất ít nhắc đến bà. Trong trí nhớ từ thuở ấu thơ, tôi chưa từng thấy bà thong thả an nhàn phút nào cả. Từ lúc biết nhớ, đã thấy bà tất bật gánh hàng bằng chiếc đòn gánh cong cong vắt ngang chiếc đòn gánh chuốt lẹm gần hết phần bụng, còn lại phần cật nên dẻo quánh. Bà mải mốt bước xài, hai đầu quang nặng lên xuống nhịp nhàng theo nhịp chân, mặc dù cồng cành lồng gà vịt nặng chịu trên đôi vai mỏng như lá lúa. Phải nói thêm là bà đẹp chuẩn hoa hậu, già rồi mà da vẫn trắng mịn màng, miệng nhỏ xinh. Hồi con gái, chắc hàm răng trắng đều tăm tắp hạt bắp, Bà kể, thời bà không nhuộm răng đen và ăn trầu thì không đẹp, khó lấy chồng. Thế sao bà không nhuộm răng cho xinh hơn người ta? Bà cười cốc đầu tôi, chào bố cô. Rồi bà kể, nhuộm răng phải theo quy tắc cầu kỳ lắm. Thuốc gồm lá và rễ cây, thể lang chế theo công thức gia truyền, ngậm thuốc đủ trăm ngày, ăn uống được bỏ ra, ngày một bữa cháo loãng nuốt chừng, nhai sẽ làm bong thuốc phải kiêng đổ nóng đổ tanh đổ lạnh việc kinh khen kéo dài cả năm trời khi răng lên nước đen nhánh rồi phải thường xuyên đánh bóng mặt răng bằng miếng cao khô thì mới đẹp bà bảo nhuộm răng mà không cẩn thận tỉ mỉ thì nham nhở xấu vô chừng vì cách thức nhiêu khê rắc rối cho nên muốn nhuộm được răng thì phải nhà giàu hoặc có cha mẹ chăm sóc bà ra nhà tự kiếm sống từ nhỏ sao nhuộm răng được. Bà cũng không ăn trầu, bảo nghiện cái gì khổ cái đấy, tự dưng mình là nô lệ của nó. Đấy, như bố mày, đi đâu cũng kè kè cái điếu cầy, hôi hám cả cái con người ra. Lần là kể mãi, bao giờ cũng đến lúc bảo khoe mái tóc dài đến khoeo chân, cuốn trong khăn nhung the đen nhóng nhánh. Xưa tóc mây ống ả, à, giờ tóc bạc vẫn chặt lọn tay bà bảo cái răng cái tóc là góc con người con gái nhớn nhau rồi đầu tóc quần áo phải gọn gàng đưa đầu đây bà xem có con cháy nào không nào vừa vạch tóc ra tuốt trứng cháy cắn tanh tách bà lẩm bẩm cái con mẹ nhà mày ẩu đoảng lắm chả ngó đến tóc tai con cái gì cả quần áo nhà cửa toàn mùi nước đái khai mù ở yên đấy bà đun nồi bồ kết gội đầu cho gội đầu xong bao giờ tôi cũng mẻ nheo ờ sao cháu không được đẹp như bà nhỉ? bà cười chào bố cô đẹp mà làm gì mài ra mà ăn được đâu. rồi bà lúi húi mở cái túi nhỏ xíu cài tận trong lưng quần ra cho xem chuỗi nhẫn vàng đến vài chục cái. bà bảo khi nào cháu đi lấy chồng bà sẽ cho vài trước để bố làm ăn. giờ thì bà phải tích góp để sau này ốm nằm một chỗ còn có tiền thuê người cháo lão thuốc thang có tiền là có người hầu mình cái nhà chị mai thợ may ngõ bờ sông nó bảo bà ốm mệt cứ gọi cháu nhưng bà bảo có cháu gái rồi sau này hầu bà có gì bà cũng dành cho hết tôi bảo bà không cần phải cho cháu đâu để đấy dưỡng ra tôi ngả vào lòng bà tin cậy và thoải mái yên tâm vô chừng tôi không thích nghe bà nói sau này chết sẽ như thế nào người già khó hiểu thật đấy cổng trường tôi học có cây phượng già lẫn và hàng phi lao vi bu xó lưng còng ngã dạp sát mặt đê giờ ra chơi chúng tôi ngồi trèo vắt vẻo bà gánh hàng xuống chợ nhìn thấy gào ầm lên gọi tôi xuống mấy đứa bạn hỏi cậu quen bà ấy à tôi vờ như không nghe thấy bơ luôn bà đang đợi lúc lâu không thấy tôi ra bà lại cất gánh lên vai tôi lén nhìn theo héo hút bóng bà tới chỗ rẽ đường chợ. Lũ bạn mải chơi đùa, chả đứa nào để ý đến bà bán gà bán vịt, nghỉ gánh dưới chân đê. Tiết cuối môn văn, chả chữ nào vào đầu, đói thắt ruột, trộn rộn đàn kiến bỏ bụng. Tôi nghĩ đến miếng bánh đúc gạo mịn màng, đổi gồ lên hạt lạc béo bùi. Con bún rối trắng nuột nà, gói trong miếng lá chuối xanh tươi. Và bà mướt mải mồ hôi, đứng đợi. Chưa đi học về bố nhắc. Chiều con Vi lên dọn hàng cho bà. Hàng của bà là gà vịt ngan ngỗng, nhốt trong lồng cồng cành và thối hoang. Chúng quác in ỏi, đập cánh phành phạch. Có lần con ngan cái già thản nhiên cong mông lên phẹt một bãi tướng, bắn vào quần áo của tôi. Mỗi buổi học về, tôi hì hụi giặt rũ, vuốt phẳng phiu rồi mới phơi. Tôi không thích quần áo nhăn nhúm, tôi thấy việc buôn bán gà vịt của bà cứ nhắc nhắc bẩn thỉu, không sang trọng như quầy bán vải của bà Đường hay là thơm phức như quầy bánh kẹo của cô Lan. Đang giữa đông, hơn 5 giờ dáng chiều vòng hoe, trong chợ đã sậm tối, dáng bà nổi bật giữa lồng gà vịt. Bà có khách mua gà. Ông khách dáng cao lòng khòng, mặc bộ quần áo bộ đội sờn, đi dép cao su, đầu đội mũ lá, dắt xe đạp Phượng Hoàng Nam cao ngồng xanh cánh trả, đã lấm tấm bong sơn. Ông khách đi vào dãy bán gà bán vịt một cách xón xén, lời mời chào vồn vã nổi lên nhau nhau. Bác mua gà cháu đi ạ, anh ơi, xem gà của em này, khiến ông lúng túng. Ông phân vân nhìn xung quanh rồi ngó xuống bu gà hỏi, con gà này bao nhiêu hở cũ? Ông chọn bà cụ bán hàng, chứ không phải là chọn gà bà đưa tay lên quệt nhanh vệt bùn bám, tay túm chân con gà mái nâu hoa mơ lôi ra khỏi lồng. Bà bảo, con gà này ốm rồi, chú ăn tôi lấy nửa giá thôi, hay là chú mua vịt đi. Ông khách ngần ngừ cảm ơn, rồi đi sang chị bán gà bên cạnh. Tôi thấy chị ta túm hai chân, lấy cái rẻ để trên nan lồng, lau thật nhanh mặt con gà. Một tay vuốt cổ dựng mỏ và vuốt miết vào mào xong sởi lợi mồm năm miệng mười. Đây nhá, anh xem con gà mái này, béo lắm đấy. Vừa đẻ một lứa, chim ra ràng, gà mái gẹ là ngon nhất. Tối chợ rồi em bán rẻ cho, cứ yên tâm, con này béo lắm. Anh nhìn xem, màu đỏ chon chót đây này. À, cổ vẹo vì nó bị chèn trong lồng chật quá đấy mà. May mà còn chưa đạp nhau gãy chân đấy. À, mà nó vẫn đói nguyên nhá anh sờ mà xem. Diều nó mềm nhũn đây này. Chưa mua chỗ khác ạ thì mất cái diều vài ba lạng rồi miệng nói tay nắn chỗ cái rìu to phồng mềm nhũn của con gà trong khi cổ nó vẫn ngoẹo sang một bên mắt lờ đờ ông khách cứ ngẩn ra nghe chị ta nói và chăm chăm nhìn vào con gà đúng ra là ông khách không kịp nói chen vào mà còn biết nói gì nữa vì chị bán gà nói đúng quá rồi cuối cùng ông khách hỏi con gà bao nhiêu tiền ông khách đi khỏi Bà chị bán gà, lục bị cói, lấy chai nước rửa tay, dính đầy lông gà và mảnh vỏ ớt đỏ rực. Gói ớt chỉ thiên rơi theo, vãi xòa ra đền đất. Trong dễ hàng gà vịt, bà bán được ít nhất. Các hàng bên cạnh không thích bà, bởi tính thẳng, bán đúng giá, gà vịt có gì nói đấy. Chợt nghĩ đến ông khách mua gà, tôi mong con mái nâu hoa mơ không chết trước khi bị cắt tiết hôm sau đến lớp nghe cái vân kể chuyện vợ chồng hàng xóm nhà nó cãi nhau vì ông chồng đi chợ mua phải con gà dù mang về đến nhà nó chết thẳng tưng cứng cửa, không kịp cắt tiết bà vợ mắng xối xả rằng cha biết cái gì cứ suốt ngày thơ với cả văn ra chợ mắt thì cứ tít lên ai nói như thế nào cũng nghe ông chồng nói mình đun nước thịt luôn đi lúc mua con gà đã chết đâu bà vợ nói to hơn thế thịt gà dù ngon hay là gà lành thì ngon số tôi khổ vớ phải ông chồng trên mây trên gió nghe tiếng cánh cửa đóng sầm tiếng lục đục giao thất dưới bếp chắc là bà vợ đun nước làm lông con gà chết nghe cái vân kể như vậy tôi tự hào về bà biết bao chợt nhớ nhiều lần bà bảo tôi trời đất buôn bán có nhân quả hết

xương Hành lang bệnh viện vắng tanh Cô bác sĩ trẻ bước ra từ buồng hậu phẫu Tay bê khay Trên có gói vuông bọc vải trắng Rảo nhanh về cuối hành lang Nơi nhà xác Cô sẽ đặt cái gói này lên cái bàn kẽm Úp lồng bàn lại Tuy là bác sĩ Nhưng đi làm được mấy ngày khoa thiếu người Phải kim luôn việc hộ lý Đầu giờ chiều, ông Ki lùn đến để mang cái xác trẻ sơ sinh này đi chôn. Cô bác sĩ đang mở khóa cửa nhà xác thì có tiếng gọi thất thanh, "Bác sĩ ơi, đợi tôi." Một người đàn bà cỡ tuổi 60 hớt hải chạy tới, trên khuôn mặt trái xoan lăn tròn những giọt mồ hôi, bà nói trong nước mắt, "Xin cô cho tôi nhìn mặt cháu tôi." Cô bác sĩ nói vẻ thông cảm, "Con bé chết rồi bà xem làm gì?" bà năn nỉ cho tôi nhìn mặt cháu tôi lần cuối con đầu cháu sớm cô ạ à. cô bác sĩ miễn cưỡng mở gói vải ra bé gái nhỏ xíu trắng nhợt như là con cá mắc cạn đầu chọc lốc chỉ to hơn cái bóng đèn mắt nhắm nghiền bà nhìn mặt cháu gái hồi lâu như muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của con bé chợt bà có linh cảm môi bé vương chút sinh khí. Bất giác, bà đưa tay lên nhổ một sợi tóc để ngang mũi đứa bé. Sợi tóc động đậy, bà mừng rú lên, ôm lấy cái gói vải từ tay bác sĩ. Trời ơi, cháu tôi còn sống, cô đưa cháu tôi đây. Cô bác sĩ rằng lại, trước hay rơi xuống nền gạch lạnh lẽo xoàng lên một âm thanh chói tai. Bà áp chặt cháu vào ngực, hồn hề nói giọng van vị. Cháu tôi còn sống, tôi xin cô đấy. Cô cho tôi xin một lọ sâm cao ly. Bác sĩ tử tốn giảng giải. Từ hôm đẻ ra đến nay, đã ba ngày rồi, không bú, không ỉa đái, không khóc. Sao mà sống được? Bà đưa đây, tôi làm nốt cho xong việc nào. Bà vẫn ôm chặt cháu vào ngực, hà hơi thổi vào miệng bé Giọng năn nỉ, "Tôi xin cô đấy, cháu tôi vẫn còn thở. Cô cho tôi xin một lọ sâm nước, may ra cháu tôi được làm người." Cô bác sĩ liếc ra hành lang vắng lặng và cúi xuống nhặt cái khay. "Bà bế cháu theo tôi về phòng thuốc." Bác sĩ đưa lọ sâm nước và dặn, "Bây giờ, bà nhỏ một giọt, cứ sau một tiếng đồng hồ thì nhỏ tiếp một giọt, cầu may thôi bà ạ. Nếu con trai còn có sức đằng này có cân hai cả tã lót. Con gái bảy tháng không sống được đâu. À mà bà nhớ sưởi ấm cho con bé nhá. Rét như thế này người lớn cũng chết rét đấy chứ. Có thế nào bà cứ gọi nay cháu trực. Bà mừng quýnh, Vâng, cô cho tôi xin cảm ơn cô. Cầu rời, cầu Phật, mai ra thì cháu tôi sống được. Bác sĩ vừa quay vào sắp xếp các lọ thuốc trong tủ, bà liền nhỏ vào cái miệng bé tí xíu như lỗ đồng xu. Ba, bốn, năm giọt liền, bà không đếm. Bà linh cảm cháu gái bà sẽ sống. Bế con bé về phòng. Lít nhìn con dâu trẻ đang vùi mặt vào cái chăn khóc nức nở vì ngỡ con gái đã chết. Bà hối hả lục túi đồ, lấy áo len, chăn bông quấn bà chạy đi xin hai chai nước truyền đã dùng hết đổ nước nóng vào kẹp hai bên sườn cháu gái dùng tã khéo léo buộc lại hai chai nước nóng cùng con bé trong bọc tã lót chăn bông bế mới vừa tay bà bảo con dâu từ mai tao không đi bán hàng nữa tao ở nhà bế con bé cho con bé mà chết ấy, thì bố nó giết tao làm mẹ gì mà bụng thối bụng nát Mấy ngày rời con bé không hột sữa vào người chẳng đói lả đi à. May mà tao đến kịp đấy. Từ lúc ấy, mắt bà không rời cháu một giây nào. Tay khư khư cầm chai sâm liên tiếp nhỏ vào cái miệng bé tí xíu. Cảm giác mô con bé như động đậy. Sáu tiếng đồng hồ nặng để trôi qua, ngỡ như dài bằng cả sáu năm. Bà hồi hộp không dám mừng khi thấy đôi môi cháu hồng lên sự sống. Mặc kệ sự mong chờ thắt ruột thắt gan, con bé nằm im lìm trong bọc tã. Chốc lát, cô bác sĩ lại chạy sang hỏi han sao rồi bà. Chai nước hơi ấm ấm, bà mở bọc tã, thay chai nước nóng. Bà bế cháu gái nhẹ nhàng ấp vào ngực, cái bọc cựa quậy rồi o ẹ, rồi oe oe. Bà mừng rỡ chạy sang phòng trực, ôi bác sĩ ơi, cháu tôi khóc rồi, cháu tôi sống rồi. Sau này, nghe mẹ kể lại nhâm nhầm đau bụng nghĩ là động thai ngờ đâu vừa đến viện tôi chui tọt ra sau vụ xuống nhà xác hụt ấy suốt ba tháng trời ròng rã mẹ và bà thay nhau ôm tôi cả ngày lẫn đêm không dám đặt xuống giường sợ tôi chết rét tôi không chịu bú bà vắt sữa ra bát và bón bằng thìa bà mắng mẹ đần vào bụng thế không biết cho con bú mà cũng đẻ Mẹ không quên câu mắng ấy. Dù mẹ đã đẻ thêm hai đứa nữa, mẹ tự ái ghê lắm. Vì thế tình cảm mẹ chồng nàng dâu bố đã lòng lẻo, nay thêm xa cách. Tôi không hiểu người lớn khi nào cũng nói bận rộn bao việc vậy mà cứ nhớ linh tinh vớ vẩn. Tôi buồn khi bà không đến nhà tôi chơi hoặc ăn cơm mà chỉ ngang qua đưa cho cháu quả na chùm nhãn xong về luôn mẹ chỉ lên nhà bà khi Tết nhất dỗ chạp thôi. Ngày thường có gì liên quan đến bà thì mẹ có tôi và bố để sai khiến. Trẻ con thì chóng quên, tôi vẫn yêu bà và không hiểu nổi tại sao mẹ không yêu bà như tôi. Vào mùa mưa, mái nhà lợp bằng ngói phế phẩm, loại ngói cong vênh hoặc cháy xém đen. Bố xin mua ké khi xây trường, rột suốt. Nếu mưa không gió, thì rột vài chỗ, có gió thì nước mưa hắt qua xiên xuống, trong nhà như là ngoài trời. Mẹ bắt thang, chèo áp mái. Bố cầm cái xào dài ngoãng, kẹp mảnh giấy dầu, ni lông, mảnh nứa, đưa lên để chèn vào. Tôi xem chỗ rột nước chảy ồ ồ xuống, thì lấy xô chậu thùng hứng, đầy thì bê đổ ra sân. Lần nào mưa xong, bố cũng nói gắng xây lấy gian nhà mẹ lo lắng bảo đào đâu ra tiền vay nợ thì không dám cũng không có ai cho nhà mình vay mà vay rồi thì phải nghĩ làm gì để trả chứ vài đồng lương chưa hết tháng đã hết tiền ba đứa đang tuổi ăn tuổi lớn chịu thôi bố ngồi thừ bên chén trà nguội ngắt bắt đầu tính toán làm theo kiểu của mình mua gom từng xe cải tiến xỉ than vài cân xi măng và vôi Mỗi chiều từ trường về, bố mài miết trộn vữa đóng gạch cần mẫn như là kiến tha mồi. Từng ký gạch xỉ cũng lớn dần theo năm tháng. Đống đá bổ móng, đổ ở góc ổi là mua rẻ của mấy chú công nhân công trường thủy điện mang bán trộm. Chị em tôi trèo lên đống đá là với tới chùm ổi chín. Khi đào hố tôi vôi, bố cấm tuyệt không cho trèo ổi không biết khi nào bố đủ tiền để xây nhà nữa sáng chủ nhật bà xuống bố đang đóng gạch ngẩng lên hỏi bà không đi chợ à bà bảo nay có việc nghỉ chợ cái vi đâu rồi vi ơi vừa nói bà vừa lật chiếc mẹt nhỏ lục thúng đưa cho chị em tôi túm vải thiều và cái chân giò lợn trước khi cất gánh lên vai bà nói với bố anh làm gì cũng phải giữ sức khỏe đấy thiếu đâu tôi bù cho anh chị đổ cái mái chắc chắn vào cho nhà khỏi rột vi ơi chiều lên bà bà nhờ tí việc nhé nghe lời tôi lên bà đưa sắp giấy ghi nợ bằng giấy vở học sinh và bảo đi đòi tiền bà dặn địa chỉ và đến gặp người ta thì nói như thế này tôi đến nhà ông thiện thợ mộc gọi cửa mãi mới mở tôi chào ông và nói mình là ai rồi đưa mảnh giấy ghi nợ nói thêm là bà cháu bị mệt ông cho cháu xin lại số tiền đã vay ông dừng tay và bảo hiện không có tiền về nói với bà khi có tiền sẽ mang sang không phải đến đòi đâu tôi nhìn trong nhà thấy bàn ghế giường tủ đẹp đẽ chắc là ông không túng thiếu tôi còn đến vài địa chỉ nữa tất cả họ đều nói là không có tiền hoặc không có ý trả nợ Tôi nghĩ vì bà đã già, sống một mình, thân cô thế cô, dễ bị bắt nạt. Tôi về, đưa lại tập giấy vay nợ. Bà chọn một cái, đưa cho tôi, bảo về đưa cho bố. Tôi đọc tờ giấy, thấy ghi nợ, vay sáu thuyền muối, quy ra vàng là bốn lạng. Thời điểm vay tháng 1 năm 1940, người vay nợ ở Tuyên Quang. Bố tôi cầm giấy lên tuyên đòi nợ. Nhưng người vay đã chết. Con trai ông ấy nói không biết gì chuyện nợ nần này. Sau mấy ngày bố tôi trở về với vẻ mệt mỏi, mẹ bảo. Bà có tiền, cứ dắt kỹ vào vành váy, keo kiệt với con cháu. Nghe thiên hạ định lừa cho hết tiền. Bố nghe than khổ thân bà. Ăn chả dám ăn, tiêu chả dám tiêu, ki cóp cho cọp nó sơi lão thiện thợ mộc bất nhân nhất cầm của bà cụ 5 triệu đồng, lấy trừ nợ cỗ quan tài 7 800 nghìn đắt khét ra, còn lừa gỗ vàng tâm. Tâm gì mà có mọt gặm. Tính ra ban đầu là hùn bốn mua gỗ làm chung, lão ấy đóng đồ rồi bán chia lãi. Lão ấy tệ là lừa bà cụ cả bốn lẫn lãi. À, thế con mụ mai bác sĩ thì sao? Cũng cầm kha khá tiền của bà đấy thôi thì bà cụ cho mụ mai vay tiền là nể mà cho vay thôi vì bà muốn tiêm thuốc bổ thì lại nhờ mua thuốc rồi gọi mụ ấy sang tiêm hộ nhờ người ta thì được trả nhẽ khi người ta hỏi vay tiền thì lại không cho tại mẹ mày không qua lại bà phải nhờ người ngoài đấy rồi chừng biết lỡ lời bố nói làng à mẹ nó này hôm rồi bà đưa thêm tiền đổ mái đấy nhắc đừng tiết tiền thiếu đưa tiếp, phải xem thợ làm cho chắc chắn chẳng có mưa lại rột. Nói xong bố im lặng, vì biết nói thêm câu nữa là cãi nhau, nhịn cho êm nhà êm cửa, nói thế mẹ tự biết. Hôm đổ mái, bà mang đến cân gạo nếp, con gà làm sẵn nải chuối chùm vài thiều, gói hoa ngọc lan và dặn đồ sôi luộc gà thắp hương thổ công trước sau rồi ăn. Tôi hỏi, chưa bà qua ăn cơm ạ à. Bà bảo Bố con nhà mày cứ ăn cơm đi Bà còn răng đâu mà ăn thịt gà Bà có bún và bánh đúc cũng tiện Cả cho lũ gà vịt nữa Bà nói Tôi mới nhớ là Bà đã bị gãy hết răng Chỉ nhai bằng lợi không Tôi nằn nèo mượn cuốn tạp chí Đã quen nhãn mặt tôi Nên dù khó tính cô nhân viên thư viện trưởng cũng đồng ý. Tôi giấu cuốn tạp chí xuống dưới chồng sách giáo khoa, chứ để trong cặp sách, lũ em mà lục thấy lôi ra mách bố thì tôi chết đòn. Bố sợ tôi mải đọc sách nhãng việc học. Chủ nhật, mấy mẹ con ngồi xuống xít trò chuyện và trải tóc bắt cháy. Tôi bảo mẹ, con biết tại sao bà nói mẹ bụng thối bụng nát rồi. Mẹ lườm, mày biết gì, chỉ nói leo là giỏi. Tôi vội nói, con biết thật mà, là do con đọc cái này mẹ đọc đi. Tôi đưa cho mẹ cuốn tạp chí Tài Hoa Trẻ. Mẹ đọc trang 45 nha, bài Cách chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa đông. Ý. Mẹ cầm cuốn tạp chí và cắm cúi đọc. Mặc kệ mấy chị em tôi vẫn trí chóe trêu nhau. Đọc xong, tôi thấy mẹ ngồi thừ ra chiều suy nghĩ. Nét mặt mẹ dịu hẳn xuống. Mẹ hỏi tôi mượn sách ở đâu đêm khuya đã lên giường nằm nhưng chưa ngủ được tôi nghe mẹ nói nhỏ với bố bao nhiêu năm tôi oán bà là không phải bình ạ à? tôi đọc bài báo này mới biết thế ra là hồi con vi không biết bú là vì trẻ sơ sinh cơ hàm chưa phát triển môi nẻ lại lạnh nữa bà mắng tôi bụng thối bụng nát nói ra thì cũng đúng đấy vậy là bao nhiêu năm đã qua Mẹ bỏ lửng câu nói rồi thở dài. Bố bảo, sắp đến dỗ đầu của bà rồi đấy. Đúng là sống thì lâu chết chẳng mấy chốc. Mẹ bảo, cả nhà này chỉ có con Vi là mơ thấy bà về. Như thể bà nội chỉ là của nó thôi. Đêm hôm ấy, tôi lại mơ thấy bà thong thả bước thư thái nhàn hạ trên đầu chùm hoa phượng nở đỏ thắm dưới dòng sông con nước lũ đỏ ngầu dành lên nước mấp mé trực vỗ mặt đê quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn đường chợ gánh gồng của nhà văn Phan Mai Hương. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận. Quý vị và các bạn thân mến, Đường chợ Gánh Gồng là một chuyện ngắn nhắc nhớ nhiều hoài niệm. Bước vào không gian của tác phẩm, dường như người đọc được trở về với thuở ấu thơ với những năm tháng còn được có bà. truyện ngắn vì thế mà khiến người ta bùi ngùi trước cả khi lật dở từng trang lắng nghe từng dòng của đường chợ gánh gồng. Bà trong ký ức của nhân vật tôi vừa có nét riêng, vừa phản phất những đặc điểm thường thấy của nhiều người phụ nữ đã quen với vất vả hy sinh, quen với thịt thòi tủi phận. Bà của nhân vật tôi không thơm thơm mùi trầu mà ngày ngày quanh quẩn bán gà bán vịt. Bà không kể chuyện cổ tích nhưng vẫn gắn với những câu chuyện ngày sửa ngày xưa, chuyện nhộm răng gội đầu. Bà có những nỗi khổ tâm riêng mà kể cả khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được con cháu thấu hiểu cảm thông đường chợ gánh gồng không phải là một chuyện mạnh về kỹ thuật viết bản thân tác giả dường như thường chọn cách kể mộc mạc giản dị khi nói về những phận đời hay bị bỏ quên tuy nhiên cũng chính nhờ sự mộc mạc giản dị ấy cùng với sự chăm chút về chi tiết nhà văn lại ghi điểm với độc giả ở những điều tưởng chừng chẳng có gì lạ có lẽ sau những ồn ào cuộc sống người ta lại cần những phút lặng lẽ trầm tư để nhớ về những ký ức còn có bà có mẹ trong đời quý vị và các bạn thân mến cùng với sự phát triển của xã hội thì có những công việc biến mất thay thế bằng công việc mới ô xin là một từ để chỉ nghề giúp việc nhà hoặc những người làm giúp việc những người làm giúp việc có thể phụ trách nội trợ vệ sinh giặt rũ chăm sóc người già trẻ nhỏ Người giúp việc được chúng ta quen gọi là Osin bắt đầu từ khi bộ phim Osin của Nhật Bản được công chiếu ở Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Osin làng của tác giả Trần Hồng Giang qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. làng lâm vốn nổi tiếng trong vùng về sự học hành đỗ đạt khoa cử vì thế người ta cứ lớn lên trưởng thành là lại thoát ly đi khỏi làng thành ra từ đầu làng đến cuối làng chỉ có độ dăm chục nóc nhà nhưng quá nửa trong số đó là những gia đình mỗi nhà chỉ có hai ông bà già với nhau hoặc chỉ còn cụ ông hay cụ bà thậm chí có vài ba nhà còn đóng cửa để không chả có ma nào ở, rêu cỏ mọc đầy sân. Con cái ở xa, lo bố mẹ ở nhà trái nắng trở trời, đêm hôm gió máy. Có người cố vật này đưa bố mẹ ra phố ở với mình cho yên tâm. Nhưng rồi cùng lắm, các cụ cũng chỉ ở được dăm bữa nửa tháng, rồi lại phá bĩnh hồi hương. Chả có ông bà già nào chịu được cái cảnh bị con cái, nó đưa đi một chỗ lạ hơn lạ hoắc, không có họ hàng thân thích không có bà con tròm xóm đã thế hầu như suốt ngày còn bị nhốt trong bốn bức tường ngột ngạt bức bối vậy là thôi chả hem hố thèm muốn gì cái sự thành phố cả chúng ông lại về với vườn tược làng xóm cho nó lành chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trong làng không có cái chết thương tâm của bà cụ tị hai ông bà cụ sống trong ngôi nhà hai tầng bể thế nhất nhì ở giữa làng Lâm, do người con trai là tổng giám đốc một công ty sơ sợi đem tiền về xây. Buổi chiều bà cụ còn sang chơi nhà hàng xóm, chuyện trò đổ như ngô giang. Vậy mà sáng sớm hôm sau nghe tiếng chó sủa gian, mọi người ngó sang thì đã thấy bà cụ nằm gục bên trái nhà, tắt thở từ bao giờ rồi. Trong khi đó thì cụ ông tài lĩnh ngãng ở trong nhà vẫn không hề hay biết gì. Biết là sống chết, nó do số mệnh. Nhưng từ đấy, các gia đình trong làng đâm hoảng. Và gần như ngay lập tức, vài ba gia đình neo người nhưng thuộc diện có máu mặt trong làng, tuyển ô xin để cơm nước giặt rũ, nhưng chủ yếu là trông chừng các cụ. Người ta sợ, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như nhà bà cụ tị thì con cái mối mặt với làng với nước. Rằng chỉ biết đi đến nơi đô hội sung sướng, bỏ mặc bố mẹ ở nhà, không biết sống chết ra sao. Vậy nhưng, tìm được ô xin ở quê lại chả dễ chút nào. Không phải là ở làng mọi người đã khá giả có củ ăn của để nên không thèm làm cái nghề xưa nay luôn được xem là con ở mặt hạng ấy. Mà thậm chí vô số các bà các cô quanh năm vẫn ra thành phố làm ô xin và chỉ dịp lễ Tết rỗ chạp mới loáng thoáng đi về. Thế nhưng, làm ô xin cho người ở ngay trong làng thì xưa nay chưa từng có. Đói ăn thật đấy, nhưng tính sĩ diện lại cao, nên người ta mặc cảm rằng nhà tao cũng sinh ra ở cái làng này như nhà mày thì hà cớ gì ta phải đi làm con ở cho nhà mày chứ cái tư duy văn hóa làng từ bao đời nay nó thế vậy nên thôi thà rằng ra ngoài hầu hạ người thiên hạ cho nó cam không phải mang tiếng nhục với họ hàng làng nước không thuê được ô xin ở làng thì người ta nghĩ ngay ra cách mượn người ở nơi khác đến thời buổi kinh tế sôi động thế này thì cái sự ấy quá dễ miễn sao là anh có tiền thế là làng bắt đầu có ô xin từ vài ba nhà ban đầu, chỉ ít hôm sau là người làng đã nghe loáng thoáng ở nhà này nhà kia có giọng nói lạ của người ở vùng khác, có cả giọng nói trọ trẻ khó nghe của những người ở mạn khu bốn nữa. Cứ tầm 7 giờ rưỡi sáng là cái quán lợp chai lá bán các đồ tạp hóa lặt vặt của bà Vân Điếc ở đầu làng lại tấp nập. Đám ô xin lúc này đã tạm xong các công việc cơm nước dọn dẹp buổi sáng, nên tụ tập ở đây với mục đích chính là buôn dưa lê và xả stress. Những bước bối ức chế dồn nén lại trong suốt 24 giờ trong ngày giữa các ông bà chủ nhà với ô xin, lúc này mới được tung hề hết ra. Một bà béo mập độ ngoài 50, nói giọng biển trung vừa há mồm, ngáp ngắn ngáp dài, vừa than vãn. Ờ vơ trời, nhẽ không vì tháng răm triệu bạc cho con ăn học, thì tao bó việc cho xong. Ai đời cả đêm mà bảy tám lần đi đấy đi ẹ, thì mần răng mà sống cho đặng. Một em trẻ hơn, tuổi chỉ độ sấp xỉ ba mươi, giọng nói Thái Bình nặng nặng, nét mặt căng căng chu mỏ lên. Dào ôi, sao cô không tẹt cái bỉm vào chứ? Cứ lọ mọ suốt đêm thế thì có mặt tèo à? khổ Lại không chịu bỉm cơ Cứ đeo vào tẹo Lại thò tay giật bố nó ra mất Ôi rồi thế thì cô nhọ rồi đấy May mà cháu không phải chịu cái cảnh ấy Chứ không thì con mà chạy làng sớm Một bà độ 40 tuổi Vẻ ngoài đài cát Chứ không giống như là người đi giúp việc Với tóc uốn phi dê xoăn tít Mặc áo dây cũn cỡn Đứng chề môi nguyết dài lên giọng dậy đời Sợi, các bà các cô cứ không chịu cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật thế là chết. Người già thì ai chả ít ngủ, mà đã không ngủ được ý, thì phải đi đái chứ còn gì nữa. Gơm, ai chả biết là thế, cơ mà làm thế nào được. Đấy, tôi đã bảo phải biết tiếp thu khoa học kỹ thuật, cứ tối đến là cho các cụ ý liều xê đu sen vào, đảm bảo là ngủ tít mít đến sáng luôn, chả ỉa đái gì hết Ceducen, thuốc ngủ á à cô em trẻ nhất trợn mắt hỏi lại chưa còn gì nữa thế chả lẽ lại là thuốc bổ à ui rồi thế chị vẫn cho bà nga uống thuốc ngủ đấy à cơ mà nó nó có làm sao không hay là em cũng cho bà hương uống nhỉ hà hấp đang ngồi ăn cái bánh gai nghe thế thì đứng vụt dậy kêu toáng lên như vậy bà tóc xoăn vội lao đến Đưa tay bịt mồm hà hấp lại. Cái con hấp này có im mồm đi ngay không? Tao phổ biến cho mọi người biết cách để làm cho nó nhàn cái thân mà còn lại cứ toang toác ra thế. Nghe vậy, cả hà hấp và cái đám ô xin liền nín bặt, đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai là người trong làng làng vàng ở đấy không. Nhưng may là ngoài đám ô xin và bà Vân Điếc ra thì không có ai khác ở đó cả trong đám ô xin thì hà hấp luôn là người to mồm nhất hà hấp hơn 30 tuổi ế chồng và là người duy nhất trong đám ô xin có hộ khẩu ở làng này gọi là hà hấp vì ả này nhiều lúc hâm hâm kiểu như là bị đồng ám có người bảo tại căn quả của hà quá nặng mà cúng bái thì chưa đến nơi đến trốn có người lại bảo là tại ả ế chồng nên tâm sinh lý mới thành ra thế Nghe đâu, cứ ngày rằm mùng một mà bà mẹ nhà Hà Hấp không hương khói khấn vái cái bàn thờ bản mệnh của ả à lại y như rằng thế nào cái mặt của ả à cũng sưng xỉa lên rồi vật mình, vật mẩy như là giận dỗi ai đó. Hà Hấp làm giúp việc cho nhà ông bà Liên Hương sau khi nhà này liên tiếp có tới ba đời ô xin bất thình lình bỏ việc. Tới lượt Hà Hấp ý, thì trái hiểu sao mọi sự lại êm thấm. Cả làng đều ngạc nhiên khi ai cũng biết là hai ông nhà bà ấy căn ke khó tính như thế nào và cũng biết cái tính hâm dở của Hà Hấp. Cuối cùng thì có vẻ như mọi người đều ngộ ra và ai cũng tấm tắc bảo rõ rời khéo sắp đặt rằng nhà ấy thì phải con ấy nó mới trị được. Ông bà Liên Hương đều đã ở tuổi ngoài 71 tẹo. Bà Hương là cán bộ thuế đang nghỉ hưu, giờ bị tai biến phải ngồi xe lăn đã hơn năm nay. Còn ông Liên chồng bà thì nguyên là chủ tịch của đúng cái xã này. Hai ông bà sở hữu hai dáng vóc trái ngược nhau. Ông Liên thì thân hình to cao vạm vỡ, trong khi bà Hương thì người gầy đét như là con cá khô vậy. Tuy vậy thì hai ông bà lại rất tương đồng về tính cách, đó chính là sự giết gióng hà tiện không kể thời hai ông bà còn đương chức mà ngay cả bây giờ dù đã nghỉ hưu đến vài chục năm và kinh tế gia đình vẫn thuộc loại khá giả nhất nhì trong làng thì cái tính cách ấy vẫn luôn nổi tiếng trong làng ngoài xã. Người trong làng có lỡ gặp lúc thóc cao gạo kém, lúc thiếu thốn nhỡ ngại thì cũng đừng ai tơ tưởng đến cái việc vác mặt đến nhà ấy mà vay mượn. Nhờ sự khéo léo thu vén của bà Hương, cộng với tính cách cẩn thận chặt chẽ của ông liên nên ngay từ xưa hai ông bà đã có một cơ ngơi khang trang rồi nhờ có của ăn của để mà cả năm người con của ông bà đều được ăn học tử tế và thành đạt anh con cả sau khi đi du học nước ngoài thì định cư luôn ở bên ấy không những thế anh này còn bảo lãnh cho thêm hai đứa em sang hai người còn lại thì đều sống ở hà nội và cũng là quan chức nọ kia cả bởi vậy riêng chuyện kinh tế thì với nhà ông bà liên hương là chuyện không phải nghĩ ấy thế nhưng thực tế đời sống của hai ông bà thì lại không phải như vậy nó thậm chí còn khổ sở hơn cả những cái nhà thuộc diện hộ nghèo trong làng thời này thịt cá đầy chợ vậy mà hầu như cả tháng trong thực đơn của hai ông bà không có tí gọi là chất đạm thức ăn kèm với cơm chủ yếu là các loại rau củ tự trồng trong vườn Mỗi bữa chỉ cần một nhúm rau và tí muối lạc mặt chát là đủ. Ngay đến như bột ngọt là thứ mà thời bây giờ, cái nhà nghèo rớt cũng đêm nếm không thèm run tay. Thì với nhà này, nó cũng chỉ được cha vào các món ăn một cách rất gión rén. Không ai nghĩ cái sự hà tiện chắt chiêu từ thời bao cấp lại ám vào ông bà Liên Hương sâu sắc đến như thế. Nhà người ta thì chỉ vợ hoặc chồng đây thì được cả đôi chính vì vậy mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ông bà liên hương thì tất thầy đều lắc đầu lè lưỡi bằng chứng sinh động nhất chính là những người giúp việc nhà họ người thứ nhất làm được một tuần thì phải khăn áo ra đi vì cả gan ăn vụng hai cái đầu cá rán ông liên cất trong tủ lạnh ông Liên làm một trận lôi đình, rồi báo trường xóm đến lập biên bản. Người thứ hai, thậm chí chỉ mới ở được có hai ngày rồi cũng đi, sau khi bị ông Liên phát hiện đem cơm nguội đổ xuống ao, chứ không đem hấp lại để ăn như là lời ông dặn. Thế là ngay lập tức, ông giảng luôn cho một bài về việc thực hiện lối sống tiết kiệm. Người này ngay xong chả nói câu gì, hôm sau lặng lặng bỏ đi, không một lời chào từ biệt người thứ ba ở đâu được hơn một tháng thì bị ốm đi bệnh viện khám thì bác sĩ bảo là cơ thể suy nhược vì ăn uống thiếu chất đạm vậy là cũng bỏ đi nốt không kịp tìm ra người giúp việc tiếp theo cho bố mẹ đám con cái nhà ông bà liên hương đành tặc lưỡi mượn tạm hà hấp ít hôm để lấp chỗ trống ai cũng tưởng chỉ ngày một ngày hai là hà cũng đi theo chân những người giúp việc trước đó a à lê hấp và biến gấp nhưng không nửa năm trời đã trôi qua mà hà hấp vẫn ung dung yên vị ở đấy chả điều tiếng gì thế mới biết ở đời đôi khi cũng phụ thuộc vào cái câu tùy duyên chả biết đâu mà lần bà hương bị một cơn nhồi máu não rồi liệt nửa người và phải nằm yên một chỗ từ hơn một năm trước cái cơ thể vốn đã gầy guộc của bà sau cơn bạo bệnh giờ teo tóp hết cả lại, chả biết có còn nổi được ba chục ký không. miệng lưỡi bà cũng ngọng díu lại rồi, nói ú a ú ớ, chả hiểu câu gì ngoài ông Liên. Tuy vậy, bà Hương lại hay nói, suốt ngày cứ vắng bóng người bên cạnh là bà lại kêu ầm lên ngay khùng khục như là tiếng một loại động vật hoang dã nào đó. Năm thì mười họa, hà hấp mới xúc nách bà ôm lên cho ngồi cái xe lăn rồi đẩy ra đường dạo vài vòng. Ngồi xe lăn đi trên đường gặp ai quen là bà lại kêu toáng lên những tiếng u ơ ra vẻ là bừng rỡ. Nhưng điều đó lại làm cho Hà bực mình. Vì thế mà cũng ít khi Hà cho bà Hương ra đường, trừ lúc ông Liên phải dục. Và thường những khi đó, Hà đều thực hiện một cách miễn cưỡng. Ông Liên tuổi ngoài 70, nhưng trông dáng vẻ còn khá phong độ, thân hình vẫn còn khá đầy đặn và gân guốc. Thường ngày ông vẫn diện bộ quần áo thôn thể thao, ra sân trụ sở ủy ban để đánh cầu lông với mấy ông bà hưu trí. Trước giờ, ngoài cái sự hài tiện giết sóng cố hữu ra, thì ông Liên còn có tiếng là người sống cẩn thận và nguyên tắc. Tháng đôi ba lần họp chi bộ, họp hội nọ ban kia, ông đều có mặt cuộc họp nào ông cũng hăng hái phát biểu nếu ý kiến quán triệt chủ trương đường lối y như là dạo ông còn đương chức chủ tịch vậy không ai tranh cãi được với những lý lẽ lập luận mà ông đã nêu ra vì thế lâu dần thành ra các cuộc họp có mặt ông đều trở nên nhàm chán từ ngày có hà hấp tới làm giúp việc ông liên trông càng thêm khỏe khoắn và nhuận sắc ra chiếc xe Dream tậu từ dạo ông còn làm chủ tịch xã, lâu nay luôn được đắp chiếu, che bụi sạch bong, ít khi đụng đến. Vậy mà, giờ người ta cứ thấy ông chạy về về suốt cả ngày, hết họp hành chợ búa thể dục thể thao, ông còn tham gia giao lưu thơ ca hò vẻ với câu lạc bộ thơ Hải Đăng, cùng các tao nhân mặc khách trong huyện. Ở nhà, hàng ngày thường chỉ có bà Hương và Hà Hấp, và cánh cổng thì lúc nào cũng cứ đóng im ỉm cả ngày những lúc như thế chả ai biết hà hấp cùng với bà hương làm gì trong nhà cả chỉ thấy không gian lúc ấy nó yên ắng khác hẳn những lúc ông liên ở nhà thậm chí đôi lúc người ta còn nghe thấy giọng hà hấp hát ông ổng bài tin vọng cổ mà cô này rất ưa thích bẵng đi một thời gian chả còn ai nhắc chuyện hà hấp với nhà ông bà liên hương nữa có vẻ như là mọi người đã quen hẳn với việc đó nên không còn ai để ý xăm soi thắc mắc cả. Chuyện sẽ tiếp tục êm thấm như vậy nếu như một ngày người làng không thấy cô con gái út của ông bà Liên Hương đột ngột từ Hà Nội đánh xe về với vẻ mặt tức giận. Rồi chỉ chừng 30 phút sau thì Hà Hấp bị ông Vinh Công An xóm túm tóc lôi ra khỏi nhà áp giải lên ủy ban xã cùng với túi đồ dùng cá nhân hà hấp ôm cái túi vừa đi vừa khóc tức tưởi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong làng khi đó đang đứng xúm xít hóng về phía cổng nhà ông liên nguyên do của sự việc đó ngay lập tức sau đó đã được thông tin rõ ràng và rộng rãi khắp làng đó là cô con gái út nhà ông bà liên hương sau một lần về thăm mẹ đã bí mật gắn một cái camera giám sát vào trong phòng bà hương mà không ai hay biết chỉ mỗi một cái cục đen đen bé tí như là chiếc khuy áo khoác thế mà cô kia ngồi tận trên hà nội mở máy điện thoại ra cái là thấy rõ ngay nhất cử nhất động của bà mẹ ở nhà ra sao đen cho hà hấp là cô ta chả hề biết được thời đại bây giờ khoa học công nghệ nó lại vi diệu tài tình đến thế trong một lần đè bà Hương ra để nhét vào mồm hai viên sedusen cho bà này ngủ tít mít. Không hiểu sao, bà Hương lại phản ứng dữ dội bằng cách cứ ngậm chặt miệng lại. Hà hâm điên tiết vùng tay tát bôm bốp vào mặt bà, khiến bà chỉ còn biết kêu ư ử đau đớn rồi ngoan ngoãn há miệng ra để uống thuốc. Lập tức, cô út ở Hà Nội phóng xe về nhà. Cái camera được mở ra và phát lại hình ảnh trên cái màn hình TV 48 inch kê giữa nhà trước sự chứng kiến của đầy đủ các ban bệ lãnh đạo trong thôn. Hà Hấp bị giam ở ủy ban xã một ngày, sau đó phải nộp phạt cảnh cáo bằng một tạ thóc, rồi được tha cho về. Kể từ ngày hôm ấy, không thấy Hà Hấp làng vàng ra đường nữa đám ô xin thì dường như cũng trột dạ. Sau sự việc ấy nên ít tụ tập tán chuyện ở quán bà Vân Điếc như thường khi. Mỗi sáng, họ vẫn ra quán nhà bà Vân, nhưng chỉ loáng thoáng, chào hỏi nhau xăm ba câu, rồi người nào người ấy lại tả đi về nơi làm việc của mình. Cũng từ hôm ấy, người ta lại thấy ông Liên chăm đẩy xe lăn cho bà Hương đi ra đường hơn, và lần nào ông cũng dừng chỗ quán bà Vân để cho một bà ngọng và một bà điếc đối thoại với nhau một lúc bẵng đi đến gần một tháng một hôm bỗng hà hấp lại lù lù xuất hiện trước cửa quán bà vân trong bộ dạng bơ phờ mệt mỏi nước da xanh mái và bớ tóc vốn đã bù xù của hà hấp trông càng tăng thêm vẻ bệ sạc đám mô xin thấy hà thì xá lại hỏi han mỗi người một câu xoắn suýt làm cho Hà hấp uống lên, chả biết đường nào mà trả nhợi. Riêng bà Vân Điếc thì ngồi ngẩn nhìn chằm chặp vào Hà hấp với ánh mắt vẻ như là kinh ngạc, tựa lần đầu tiên thấy một người lạ từ đâu lai vãng tới. Rồi bà Vân đột ngột đứng vụt dậy, bước đến bên Hà hấp, rồi đưa tay vén tóc cô ta lên nhìn xăm soi bên nọ bên kia. Sau đó Bà Vân nhổ tuẹt miếng trầu đỏ lòm đang nhai trong miệng ra rồi thùng thẳng nói. Ui giời, chữa mẹ nó ra rồi. Cả Hà Hấp và đám ô xin đều trố mắt nhìn bà Vân như là nhìn một con quái vật vừa từ đâu rơi ụch ngay xuống dưới cái làng này. Hà Hấp há hốc mồm miệng, mặt cắt không còn giọt máu và hai tay đột nhiên vô thức đưa lên tự sờ vào bụng của mình. Bà bảo cái gì cơ? Chữa á? Hà hấp miệng lắp bắp nói. Nhưng bà Vân điếc không nghe thấy, nên vẫn tỉnh bơ không trả lời. Bà ô xin béo mập người miền Trung sấn sổ bước đến vạch luôn cổ áo Hà hấp ra, nhìn ngó, rồi cũng chu chéo lên. Vơ trời, gân xanh đổi đầy, vú căng thay nảy như ri, còn trả chữa thì là chi nữa. Cả đám ô xin và bà Vân Điếc đều bất chợt lặng thinh tất cả mọi ánh mắt đều dán vào người hà hấp, làm cho ả à càng thêm mất bình tĩnh. Một lát sau, mụ ô xin tóc xoăn, ăn mặc đỏm dáng, chợt rú lên cười ngặt nghẽo, phá tan cái bầu không khí u ám trầm lắng đang bao phủ. Ôi giời anh liên già, trông cứ tưởng là hết đát, thế mà vẫn còn phong độ gớm nhỉ? Hòa theo tiếng cười của mụ tóc xoăn ngoại trừ bà Vân Điếc thì tất cả đều cùng cười ô lên tán thưởng. Hà hấp đứng ngẩn ra trong giây lát, rồi bất chợt bưng mặt khóc tu tu. Tất cả lại nín lặng nhìn ả à khóc, và khi mọi người còn chưa biết xử trí ra sao, thì hà hấp đã guồng chân chạy biến đi. Tiếng khóc đầy vẻ ai oán tức tưởi kéo dài theo về phía ngôi nhà của mẹ con ả à ở cuối làng. một năm sau đó cũng ở trước cửa cái quán che lá bán tạp hóa của bà vân điếc vẫn cái đám ô xin làng ấy đứng tụ tập buôn chuyện rôm rả nhưng đột nhiên tất cả im bặt khi thấy ông liên ở phía xa xa đi tới trên tay ông liên bế xốc bên hông một thằng cu con đang cười toe toét lẽo đẽo phía sau là hà hấp đẩy xe lăn cho bà hương chầm chậm cùng đi tới vừa nhắc trông thấy bà Vân điếc từ xa bà Hương lại kêu rú lên những tiếng ú ơ đầy phấn khích quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn ô xin làng của tác giả Trần Hồng Giang một câu chuyện thú vị về những góc khuất nỗi niềm chăn trở tâm tư tình cảm của nghề giúp việc. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, ô sin hay người giúp việc, thường là những người phụ nữ ở vùng nông thôn ra thành phố phụ giúp công việc để kiếm kế sinh nhai. Công việc của Austin thì rất đa dạng, từ giúp việc trong gia đình, trông trẻ, trông người già, người bệnh. Có Austin làm theo ngày, theo giờ, theo thời vụ hoặc dài lâu. Nhưng nói chung là người từ thôn quê lên thành phố kiếm việc làm. Nhưng cùng với sự phát triển hiện đại hóa, đô thị hóa nông thôn thì làng xóm bắt đầu có Austin. Tác giả khai thác đề tài về người giúp việc qua nhân vật Hà Hấp. Hà Hấp cũng chả có gì đặc biệt, tài giỏi, và công việc ô sin của cô sẽ yên bình nếu không có việc tằng tiệu với ông chủ đã ngoài 70 tuổi. Ngoài đời, nếu sự việc này xảy ra thì có hai phương án. Một là Hà Hấp bị đánh bầm dập, đuổi đi. Hai là Hà Hấp chiếm luôn vị trí bà chủ nhà ấy nhưng cái kết câu chuyện khá bất ngờ khi vợ chồng ông liên bà hương và hà hấp chung sống hòa bình cùng nhau một cái kết bất ngờ mà lại rất nhân văn khi mẹ con hà hấp được đôi vợ chồng già đón nhận nghề giúp việc rất cần thiết trong xã hội hiện đại cũng như mang đến lợi ích không nhỏ cho cả chủ nhà và người giúp việc tác giả đã khai thác xây dựng nhóm người giúp việc ở làng trở thành một xã hội thu nhỏ bất ngờ thú vị nghề ô xin là nghề tự do nên đa phần những người phụ nữ làm nghề này đều phải tự lo cho bản thân mình những vui buồn khó khăn mặt sáng tối trong công việc thì chỉ có họ mới thấu hiểu qua chuyện ngắn người đọc người nghe hiểu hơn về góc khuất một công việc bếp núc tâm tư tình cảm của những người phụ nữ làm công việc ô xin những chi tiết sự việc trong chuyện ngắn như người giúp việc có quan hệ đặc biệt với ông chủ hay thiệt thòi của người phụ nữ xa nhà để kiếm kế sinh nhai là có thật trong cuộc sống qua mối quan hệ tay ba giữa ông liên bà hương và hà hấp chúng ta thấy tình người, tình đời trong đó. Tổ ấm mới của Hà Hấp là tiên nắng ấm áp trong cuộc sống buôn màu. Thưa các bạn, rất nhiều người trẻ bây giờ khi nghe lớp cha, chú kể chuyện về một thời chiến tranh đi qua, có không ít chuyện với họ thực khó để tin. Nhất là khi họ lại nhìn theo cách nhìn, cách nghĩ đặt trong bối cảnh hiện tại câu chuyện những tiên nắng hình rẻ quạt của tác giả hoàng phương nhâm chúng tôi gửi tới các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chỉ là một trong rất nhiều những chuyện khó tin của thời chiến mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc hải yến Lầm cúi đầu Chị khe khẽ chút một hơi thở thật dài Bên hàng xóm Gà nhà ai bây giờ mới gáy Tiếng chày thậm thịt đâu đây Thoảng trong không gian có hương thơm của cốm đầu mùa Vừng đông ló dạng soi lên nền trời Những tiên nắng hình rẻ quạt Bà cụ thăng lại chống gậy ra ngồi ở gốc cây hồng đầu ngõ Trời đã bắt đầu chớm heo may Ngoài đồng, từng đàn chim trèo bèo bay trao liệng trên những vạt lúa sớm hoe hoe chín. Đã thấy hương cốm thoang thoảng, vài nhà trồng sen ngoài đầm đi hái nốt những cái lá cuối vụ đem về gói cốm. Mùa hồng chín cũng về theo. Cây hồng mỏng trước ngõ, dễ đã gần ba chục tuổi, được chăm chút, quả nào quả đấy to như cái chén uống nước, trèo lúc liều trên cành, Hây hẩy như má trẻ con. Ấy vậy mà, chẳng quà nào có hột Ai cũng khen đây là giống hồng quý, quanh vùng chẳng nhà nào có Với bà Thăng, cây hồng như sự hiện diện của một con người Nhất là từ ngày Thăng đi vắng Thăng đi rồi, bà chăm chút cây hồng như ngày trước chăm nó vậy Trời mưa nắng, bão rông gì, cây hồng cũng có bà bên cạnh Một chiếc lá xanh rụng sớm cũng làm bà xa sót trong lòng có lần chị hàng xóm vô tình chạm lưỡi cuốc vào thân cây làm cho nó ứa nhựa. Bà vội xé ngay một vạt áo đang vắt trên dây phơi băng bó cho nó. Bà hay nói chuyện với cây hồng đến nỗi, cái tầm con ông đồng xóm dưới đến chơi cứ ngạc nhiên mãi. Tầm là bạn học với Thăng hồi cấp 2, hình như cô cậu đã có tình ý với nhau nên từ ngày Thăng đi bộ đội, Tầm thường qua lại giúp bà nhiều việc ngồi hàng giờ nghe bà kể chuyện về thăng biết vậy thư của thăng gửi về bà hay nhờ tầm đọc rồi bà lại đọc để tầm viết cho thăng bà để ý thấy lần nào đọc xong tầm cũng cất lá thư ấy vào một chỗ thi thoảng lại lén đọc lại bà cũng quý tầm hôm nào tầm không đến là bà nhớ nhà tầm chỉ có hai bố con bố tầm ốm yếu đã mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà một lần nhận được thư thăng gửi về Bà lại đưa cho tầm đọc Được vài câu đầu Tự nhiên bà thấy mặt tầm đỏ ửng đến tận mang tai Nó cứ đúng búng trong miệng chẳng thành lời Rồi đột nhiên Rúi lá thư vào tay bà Bỏ chạy làm cho bà phát hoảng Bà vội vàng sang nhà hàng xóm Nhờ con bé học lớp 3 đọc hộ Con bé đọc được vài câu đầu Nó cũng dừng lại Một tí rồi reo lên chú Thăng bảo hết đợt huấn luyện này được thưởng phép sẽ về để bà cưới vợ cho chú ấy. Mà chú ấy bảo là cưới cô tầm cho chú ấy bà. Thế là cháu sắp được ăn cỗ rồi. Bà cho cháu đi đón dâu với bà nhé. Bà cũng sung sướng như con bé. Ừ, nhất định là cháu sẽ đi đón dâu cho bà rồi. Đọc kỹ lại cho bà nghe xem nào. Con bé đọc lại hai ba lần nữa. Bà mới tin là không nghe nhầm thằng Thăng nhà bà mà lấy được con tầm thì còn phải nói, bà ưng con bé từ lâu rồi. Tùy mới học hết cấp 2 nhưng nó tần tảo hiền lành và rất hiếu thảo. Được nó làm dâu, bà chả mong gì hơn thế. Thì ra anh chị đã hẹn hò với nhau, Thảo nào đọc đến chỗ Thăng bảo được nghỉ phép về là cưới vợ, nó cứ lúng ba lúng búng. Ngày xưa bà cũng thế, mừng bao nhiêu thì ngượng bấy nhiêu. Tối hôm ấy, bà chờ mãi không thấy tầm sang như mọi bữa. Hôm sau đi chợ về, bà mua chục trứng gà thật ngon, sách sang bên ấy. Tầm đang lúi húi, vừa ninh cháo, vừa sắc thuốc cho bố. Chắc tầm cũng vừa đi làm đồng về, nên hai ống quần còn vo lên bên trên đầu gối. Nhìn thấy cảnh ấy, bà thấy nao nao thương cảm. Thấy bà đến, tầm cứ luống ca luống cuống. Bà đưa chục trứng cho tầm, có vẻ vẫn còn ngượng nên tầm cứ đứng vân vê tà áo ông bố dục tầm như chợt nhớ ra chạy đi xót nước mời bà rồi ý tứ đi xuống bếp bà cũng lúng túng không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao vòng vo mãi bà mới nói được gãy nhẽ cháu thăng nhà tôi nó viết thư về tôi mừng quá nên mạn phép sang có nhời thưa trước với ông để xin ông cho phép mấy hôm nữa cháu thăng về gia đình tôi sẽ chuẩn bị cơi trầu thưa chuyện cùng ông và họ mạc bên nhà để được lo việc cho hai cháu bố tầm cũng vui mừng chả kém gì mẹ thăng ông cố nói cho thật rảnh rọt nếu cháu nó được về làm dâu con bên nhà thì tôi có nhắm mắt cũng yên tâm lắm từ hôm ấy chẳng những chăm chút cây hồng mà bà còn ra sức vỗ béo cho con lợn trong chuồng, mùa răm con gà thả thêm Và đàn gà nhà đang nuôi sẵn. Bà nghĩ, đám cưới đời sống mới, sống cũ gì cũng được, nhưng nhất định phải làm chục mâm mời họ hàng. Bà những muốn làm đám cưới cho thăng chẳng kém ai trong làng để đỡ tủi phận con mất bố. Có dễ đến gần một tuần, tầm không dám sang lúc bà ở nhà vậy mà nhà bà lúc nào cũng sạch sẽ cám bã lợn gà đâu vào đấy rau ngoài vườn được tưới tắm hái tỉa để sẵn trong rổ cho sáng mai bà đi chợ trẻ xanh đã hãm trong ủ tích nhiều khi bà về muộn đã thấy cơm canh đậy lồng bàn đặt trên giường rồi bà sung sướng biết mình đang có quả thị vàng cô tấm của bà đang giấu mình tên trầu cánh phượng bà đếm từng ngày trên đốt ngón tay tất cả mọi thứ cần cho đám cưới bà đã dự định đâu vào đấy thì một chiều có tiếng trẻ reo ngoài ngõ cái bé đang rối rít gọi bà bà lật đật chạy ra cái bé khoe có thư của chú thăng bà bà để cháu đọc cho bà nghe nhé tai bà chợt ù đi hai đầu gối tự nhiên run lẩy bẩy bà phải vịn vào vai con bé con bé vô tư giơ bức thư lên ngắm nó nói như sau bên trong thư có ảnh đấy bà con bé quay sang nhìn bà nó kêu lên bà ơi sau tay bà run thế để cháu dắt bà vào nhà đến thềm hai bà cháu cùng ngồi xuống bé đưa phong thư cho bà bà bóc ra để cho cháu đọc loài hoài mãi bà mới bóc được phong bì trong ấy có hai tấm ảnh của thăng to cỡ bàn tay trong ảnh thăng mặc quân phục đội mũ đeo sao rõ ra dáng lắm cái miệng nó cười như chuộc lỗi với bà bà hồi hộp nghe bé đọc thư trong thư thằng nói chưa thể về vì đơn vị đang có lệnh hành quân gấp nó dặn bà cố gắng nuôi con lợn béo thêm một ít nữa vào trong ấy đánh thắng vài trận là nó có thể yên tâm về cưới vợ biết nó tếu mà bà chẳng thể cười được bà phát ốm bà nằm hàng tuần không dậy tầm như con thoi đi lại giữa hai nhà chăm sóc hai người già ốm. Bà biết ăn nói với sao với bố tầm với tầm bây giờ. Vào một buổi sáng, bố tầm dắt con đưa sang nhà bà Thăng. Vốn là người mộc mạc, trả rào trước đón sau, ông nói. Thôi, bà chớ có buồn phiền lo nghĩ nhiều, thời buổi chiến tranh, anh ấy chưa về được bây giờ cũng là cái nhẽ thường. Chúng trả cưới bây giờ thì mai này về cưới cũng trả muộn với tôi thì một lời là ngãi. Con trẻ đã có lòng thương nhau thì xin bà cứ coi con cháu tầm đây như con dâu trong nhà vậy. Bà có nhận nhời tôi mới yên tâm. Ông chỉ nói được có thế rồi từ tạ ra về. Bà Thăng dưng dưng nhìn theo hai cha con tầm khuất dần sau rộng cúc tần ngoài ngõ. Sau này khi bố mất, tầm đi về với bà nhiều hơn lợn trong chuồng cứ nuôi hết lứa này đến nước khác mà bà với tầm chẳng ai dám nhắc đến ngày về của thăng khi nhận được tin thăng chẳng bao giờ còn về được nữa thì người suy sụp chính là tầm tầm không nói với ai hàng tháng trời bà thăng lại lụm cụm đi về với tầm chăm chút thí dỗ tầm như trẻ con nhiều lần bà thấy tầm ngồi trong buồng ngắm mãi cái áo của bẻ màu chính sáo còn mới nguyên, không hiểu sao, mất một cái cúc ở ngực mà nó không đơm lại. Rồi sự bình tĩnh lắng dịu cũng trở lại với tầm. Giữa bà với tầm giờ đây dường như là không còn khoảng cách nữa. Mỗi người đều có một căn nhà, nhưng ở cả hai nơi họ đều không có gì riêng cả. Mọi người xung quanh nhìn bà với tầm bằng con mắt thông cảm và sẻ chia, Bà thấy giữa hai người có quá nhiều thứ để gắn bó với nhau, chính vì thế mà bà lại quá đau lòng nhìn Tầm đang dần dần đi vào khoảng quá lứa nhỡ thì. Nhiều đêm nằm rủ rỉ, bà khuyên Tầm nên nghĩ đến chuyện chồng con, nhưng Tầm cứ vâng dạ để đấy. Càng ngày, bà càng không thể nhìn Tầm mòn mỏi trong nỗi đợi chờ vô vọng. Bà biết Tầm còn quá nặng tình với Thăng và Tầm không nỡ để bà ở lại một mình. Chính điều đó làm cho bà xót xa. Ngày xưa, bà ở vậy vì bà còn có thăng, nhưng với tầm thì không có sự vô lý nào hơn là cứ chung tình với người dưới mộ. Nhiều đêm trằn trọc, bà nằm nghĩ cách khuyên bảo tầm để tầm phải nghe theo. Một lần vào dịp 27 tháng 7, tầm cùng đoàn cán bộ xã đi thăm anh em thương binh nặng ở trại điều dưỡng. Khi về, tầm mừng rỡ kể cho bà nghe là đã tìm thấy An, cháu gọi bà bằng gì. An bị bỏng cả hai mắt. Nó đã cố im hơi lặng tiếng để cho người yêu đi lấy chồng. Còn bé ấy cũng là người tốt nết. Hai bên gia đình ép mãi, nó mới chịu để cho nhận chầu cao nhà khác. Nó cưới được một năm thì mẹ An qua đời. Chắc con tầm sợ như thế, nên nó nhất quyết không bỏ bà để đi lấy chồng. Bà nghe tầm kể về An với giọng đầy thông cảm. Tuần sau, tầm đưa bà đến trại an dưỡng thăm An. Bà không tài nào cầm lòng được khi An cứ dở dẫm hai tay lên mặt bà mà suýt xoa. Thật là gì của con rồi, con vẫn hình dung ra gì như thế này, gì giống hệt mẹ con. Hồi đi học, hai anh em chờ gì ghé qua nhà chúng con trọ. Thằng Thăng bao giờ cũng bảo, khéo có anh nhận lầm mẹ em đấy. Nhìn nó cười mà lòng bà quặn thắt. An của tay nắm chặt tay Tầm. Anh cảm ơn Tầm lắm lắm. Em đã cho anh gặp được gì, thế là anh lại muốn sống rồi Tầm ạ. À? Nhìn bàn tay hai đứa siết chặt, trong đầu bà chợt nảy ra một ý. Sau này, bà tìm cách cho Tầm đến với An nhiều hơn. Bà nhờ cậy mà như là buộc Tầm phải thay bà chăm nom, săn sóc An vậy. Bà thừa biết an chẳng lạ gì chuyện giữa tầm với thăng và hình như tầm đi thăm an cũng là một sự tự nguyện bà hy vọng rồi chúng sẽ như bà mong muốn và bà ngấm ngầm sắp đặt mọi việc dường như tầm biết ý nên dù ân cần với an bà thấy nó vẫn giữ một khoảng cách nhưng vì con vì cháu nhẽ nào bà lại chịu thua gần đây bà cụ thấy mình yếu nhiều lắm rồi Lắm lúc nằm trong nhà nhìn ra, bà thấy tán lá của cây hồng giống hệt hình người đang lom khom cuốc sới. Cái đầu thi thoảng lại ngẩng lên, hất mái tóc xõa xuống, giống y như thăng. Bà cụ thăng vẫn ra ngồi gốc hồng để khâu phá, để nghĩ ngợi. Bà ngồi đấy đau đáu một ước mơ, tìm được hài cốt của thằng thăng mang về đặt cạnh mộ ông cụ, để ngày rằm mùng một bà có thể đến thắp nén nhang cho hai bố con. Với ý nguyện ấy, đã hai lần tầm nhắn tin trên đài phát thanh trên TV trong mục nhắn tìm đồng đội. Cuộc họp ban chấp hành đảng bộ mở rộng về việc triển khai cuộc vận động đón người thân là thương binh nặng về chung sống với gia đình mà tầm được sao là phó ban thường trực mãi đến trưa mới xong. Tầm vội đạp xe lên thị xã lấy bức ảnh của Thăng đưa đi chụp lại từ hôm trước nhận được bức điện của người đàn bà xa lạ từ Nam Bộ gửi ra. Chị tin là anh ấy thật. Chị chọn tấm ảnh của Thăng hồi còn đi học. Với chị, tấm ảnh ấy giống Thăng hơn cả. Tầm giấu chưa dám nói chuyện bức điện với mẹ Thăng, sợ còn nhầm lẫn. Lấy được ảnh, chị ra bưu điện gửi theo thư chuyển phát nhanh. Kèm theo bức ảnh, chị ghi tất cả những điều cần thiết vào một tờ giấy lời trong bức điện của người đàn bà kia quá ngắn nhưng cũng đủ làm cho tầm dây dứt một nỗi buồn đã lâu lắm rồi khi đọc kỹ bức điện chị mới lại dấm dứt khóc mới đầu chị đã định không chút hồi âm cho người đánh bức điện nhưng nhìn mẹ thăng cứ ngày ngày chống gậy ra ngồi ở gốc hồng trông hút đến tận cuối ngõ chị lại chẳng đành lòng phần mẹ chị mong mỏi đấy là anh phần chị chị lại mong là không phải thư gửi đi và bình tầm thắc thòm đợi chờ. Một lần bà cụ nói chuyện về An, Tầm đã nói cho mẹ nghe về chuyện bàn trong cuộc họp ở đảng bộ xã hôm nào. Bà cụ xem ra mừng rỡ lắm. Bà bảo hôm nào Tầm dỗi đưa bà lên trại điều dưỡng để hai mẹ con cùng bàn với An. Tầm biết từ khi gặp lại An, bà đã coi anh gần như là thăng sống lại. Thế nhưng trong lúc này, Tầm chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện đó nữa chị định khi nào tìm được thăng, đưa thăng về với mẹ rồi sẽ tính. Một buổi chị đang ngồi chuẩn bị bữa trưa ở nhà mẹ thăng thì có hai người đi vào ngõ. Chị giật bắn mình khi nhận ra người đi trước chính là thăng. Thăng của hơn chục năm về trước khi còn là học trò trường huyện. Theo sau là một người đàn bà luống tuổi mặc bộ bà ba đen. Linh tính bảo cho chị biết những người ấy là ai. Một phút sững sờ chị vội đi ra đứng cạnh mẹ thăng để đón hai người khách lạ chưa kịp nói gì thì bà cụ đã vứt cây gậy sang bên nhanh nhẹn khác thường bước lên phía trước và sung sướng gọi thăng về đấy ư con tức thì cả ngần ấy cánh tay cùng đỡ lấy bà cụ cậu con trai lễ phép thưa nội bà cụ sững lại một chốc mới với tay tìm cây gậy của mình rồi nặng nhọc bảo tầm mời khách vào trong nhà đi con. Cậu con trai đỡ bà cụ đi vào, Tầm và người đàn bà lặng lẽ theo sau. Tầm đối đãi với hai người khách như đã quen từ trước. Bây giờ Tầm mới nói chuyện với mẹ Thăng. Bà cụ mừng như được đón con mình về vậy. Linh cảm huyết thống đã làm bà cụ thấy thật gần gũi với hai người mới đến. Cậu con trai ngồi sát liền với bà, bà nhìn cậu và sừng sốt mừng rỡ. Cháu giống thằng thăng nhà bà y như là hai giọt nước vậy. Cậu con trai cười, một chút bẽn lẽn thoáng qua. Cậu ngồi sát lại vòng tay ôm lấy bà, nũng nịu ghé vào tay bà gọi khẽ, nội. Những nét khó xử trên mặt người đàn bà lạ dần dần giãn ra. Tất cả lời nói cử chỉ của mọi người xung quanh như cật, cứa và lòng tầm. Tạo hóa đùa giỡn thò bàn tay vô hình vần vò trái tim tưởng như đã khô cằn của chị. Chị nén nỗi đau, không để cho nó lộ ra trên gương mặt. Đỗi vui mừng của bà cụ làm cho câu chuyện của mọi người thân mật ấm áp hơn và làm dịu đi những tia buồn trượt lóe lên trong mắt tầm. Tầm ra chợ mua về khá nhiều thứ. Hai người đàn bà cùng nấu một bữa cơm. Tầm nhìn người đàn bà lạ lóng ngóng đến tội nghiệp. Vừa làm, chị vừa chỉ cho người ấy cách nấu vài món ăn ngoài Bắc. Chị cố làm cho người đàn bà lạ không còn cảm thấy mình là khách và người ấy đã có vẻ cởi mở tự tin hơn. Cơm nước xong, chị Thu xếp chỗ nghỉ cho hai mẹ con người đàn bà, ép bà cụ uống vài viên thuốc bổ, dặn dò đôi điều về những thứ đã chuẩn bị sẵn cho vài ngày sau, rồi thư với bà cụ mình phải đi tập huấn ít ngày trên tỉnh mải quấn quýt với thằng cháu đích tôn nên khi chị đã dắt xe ra ngõ bà cụ mới nói với theo trong chóng mà mau về con nhé tầm chẳng đi đâu mà đạp xe về thằng nhà mình quẳng cái xe đạp đổ cành vào một xó tầm đổ vật ra giường chị chẳng để ý đến mùi giường chiếu đã lâu không có người nằm và căn nhà bốc hơi ngai ngái hăng hắc chị vật vã trong nỗi đau khô cạn những giọt nước mắt không ra đến bờ mi. Chưa bao giờ tầm ý thức được sự mất mát như lúc này. Tình yêu của tầm đã lắng xuống quá lâu rồi. Nó chỉ còn như hòn than âm ỉ trong đống cho ký ức mà bấy nay chị vẫn coi như là một báu vật. Bây giờ, với sự hiển diện của cậu con trai giống thăng như đúc và người đàn bà lạ, chị thấy mình đã mất hết. Chị oán hận thăng và oán giận chính mình sao thăng lại hẹn về cưới nhau rồi cứ để chị phải mỏi mòn trông đợi sao cái đêm ở vườn dâu năm ấy chị lại giữ gìn với thăng để làm gì ừ thì chị đã sợ hãi nhưng sao thăng lại không quyết liệt hơn để giúp chị bước qua sự sợ hãi vô lý đó thăng đã vượt qua được sự giữ gìn làm bật tung cúc áo chị anh đã vượt qua mọi sự ngăn cách để áp chặt vào hai bầu vú trinh nữ của chị mà thổn thức chị đê mê hít thở bùi nắng trái khét trên tóc thăng nhưng đến cuối cùng không biết sự ngu ngốc nào đã đánh thức chị chị đẩy anh ngã vật trên cỏ và ngồi dậy ôm mặt khóc sau này vắng thăng sự sợ hãi ấy đã thành kỷ niệm ngọt ngào cho chị nhấm nháp đến khi sự hăng hái năng nổ và bộn bề công việc không khỏa lấp được nỗi cô đơn chị đã thấy tiếc cho mình cậu con trai ấy giống thăng chỉ là sự tình cờ thôi thăng không thể là kẻ phản bội chị muốn mọi người cũng tin như thế nhưng sự thật lại không như ý muốn của chị cậu con trai ấy hiển nhiên không phải là sự tình cờ của tạo hóa người đàn bà kia đã đem đến cho mẹ thăng điều lớn hơn rất nhiều so với sự mong đợi của bà điều mà chị chẳng bao giờ làm được dù có học người xưa xả thân nuôi mẹ không hẳn người đàn bà ấy đã cướp đi tất cả của chị mà chính là thăng phải rồi chính là thăng anh đã để chị phải chờ đợi đằng đẵng suốt ngần ấy năm trời nhìn lên bức ảnh chị thấy nụ cười trên môi thăng đầy vẻ giễu cợt tầm là đi trong tiếng dế nỉ non ai oán dưới ánh trăng suông bảy thơm tìm đến ngôi nhà nhỏ nép bóng tre cửa khép hờ trong nhà im ắng quá chị ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ chị khẽ chạm vào cánh cửa trong nhà có giọng nói yếu ớt vọng ra anh chỉ là kẻ phàn bội bảy thơm đẩy cửa chính bước vào ánh trăng đổ một vệt dài qua ô cửa mở chị lặng lẽ đến bên cạnh tầm trong khoảng không gian sực nước mùi vị của sự lãng quên Tầm mệt mỏi ngồi dậy, bảy thơm nâng lấy bàn tay tầm lạnh giá, sần sận những vết chai và giữ trong tay mình sẽ sàng. Em mới là người có lỗi, em biết rằng anh ấy chẳng yêu em, em đã chiếm anh ấy của chị, khi đó em nào có nghĩ được điều gì xa quá tầm tay. Em chỉ thấy rằng em yêu anh ấy, em thèm muốn có được anh ấy. Tối nào bọn em cũng ra đi với súng đạn bên mình, em đã thấy pháo giặc giết chết một đồng đội ngay trước mặt em sợ đến một lúc nào đó em cũng bị như vậy thế là em tìm cách đến với anh ấy làm cho anh ấy phải cho em điều mà em muốn sau đó em yên tâm ra đi với công việc của mình em đã chẳng bao giờ gặp lại anh ấy đến quê của anh ấy em cũng không biết ở đâu em sẽ bị dằn vặt suốt đời nếu em không đưa được anh ấy và con tìm về quê cha đất tổ và không được thú nhận cùng chị Chị ấy gửi lại cho em mảnh giấy và kỷ vật này Em đã giữ gìn nó suốt bằng ấy năm Bây giờ nó phải thuộc về chị Bảy thơm cởi chiếc dây chuyền đeo ở cổ ra Để trong lòng bàn tay Dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời dạng Chị cẩn thận mở cái mặt dây chuyền hình trái tim Rồi đặt tất cả vào tay tầm Tầm lặng người khi nhìn thấy trong hình trái tim Một cái cúc làm bằng vỏ chai lóng lánh màu xà cửa nhìn kỹ trên mặt cúc chị thấy có một chấm đen nhỏ xíu lấy ngón tay trỏ khẽ lau cái chấm đen đó tầm thấy nó không mất đi mà lại lan rộng ra bồng bềnh như mái tóc dưới mái tóc dần hiện lên một gương mặt với nụ cười quá quen thuộc tầm thấy lạnh toát cả người chị ấp cái cúc và lòng bàn tay một lúc lâu mới mở ra nhìn lại cái cúc ấy bây giờ chỉ là một mảnh vỏ chai nhỏ xíu lóng lánh màu xà cừ ngũ sắc tầm đứng dậy Lấy cái áo cổ bẻ màu trứng sáo Treo trên mắt xuống Chị đặt cái cúc vào chỗ của nó Tìm kim chỉ đâm lại cẩn thận Cả bốn chiếc cúc y hệt như nhau Hai người đàn bà ngồi đăm đắm Trong im lặng Bên ngoài Trời đã rạng sáng Những chú chim sâu lách trách chuyển cảnh Có tiếng chân bước lập cập Và tiếng gậy tre ngoài cửa hai người đàn bà cùng dứt mình ra khỏi ký ức. Bà cụ ngồi thụp xuống trước mặt hai người, thở hát ra như vừa chút được gánh nặng. Tiếng bà cụ thều thào như trong tiếng gió. Chẳng ai hiểu con bằng bu đâu tầm mạ. À. Con đừng nghĩ dại, con có làm sao thì bu biết sống với ai. Tầm cúi đầu, chị khe khẽ chút một hơi thở thật dài. Bên hàng xóm Gà nhà ai bây giờ mới gáy Tiếng chảy thậm thịt đâu đây Thoảng trong không gian Có hương thơm của cốm đầu mùa Vừng đông ló dạng so lên nền trời những tia nắng Hình rẻ quạt Do Đồng Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Những tiên nắng hình rẻ quạt Của tác giả Hoàng Phương Nhâm Biên tập viên Văn Nghệ Đưa ra sau đây vài suy nghĩ khi đọc truyện ngắn này. Thưa các bạn, có lẽ chiếc áo cổ màu trứng sáo và chiếc cúc bị đứt từ đó là những chi tiết gây ám ảnh hơn cả với người nghe ở truyện ngắn này. Ở một thời cam go, sinh tử, ra đi không hẹn ngày về, người ta có thể yêu thương nhau tới mức quên đi bản thân, chỉ dành hết cho những lo toan cho người ở lại cùng với đó là những yêu thương chăm chút của hậu phương với tiền tuyến qua hình ảnh cây hồng không hạt người đi đã vậy người ở lại cũng đâu kém những hy sinh câu chuyện của tác giả hoàng phương nhâm gợi không khí êm đềm nhẫn nại ở những thôn xóm xưa trong và ngay sau chiến tranh điều đó thể hiện qua lối kể qua ngôn ngữ quen thuộc của người nông dân bắc bộ cách nay vài thập kỷ lẽ dĩ nhiên trong không khí đó còn thấm thía rất nhiều nỗi đau mất mát người ta đã nói đã viết nhiều về thân phận người đàn bà phía sau cuộc chiến nhưng sự thực nói bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ bởi nỗi đau đó quá dài sâu quá và cũng mong manh quá không ai thống kê được sau những cuộc chiến tranh vệ quốc đằng đẵng của dân tộc có bao nhiêu cảnh đời ngang trái bẽ bàng như tầm người viết chọn một cái kết mà hẳn cho là thỏa đáng nhưng có lẽ nó chỉ an ủi được mong muốn của người đọc nhiều hơn còn với tầm và những người phụ nữ như tầm nỗi đau sau chiến tranh mấy chục năm vẫn vẹn nguyên mà cuộc đời thì còn dài quá đi cho hết chiều dài của một nỗi đau suốt cuộc đời sức chịu đựng của người phụ nữ khiến ta vừa xa xót vừa cảm phục chuyện như một lát cắt nhẹ về mảnh đời của hai người phụ nữ giữa ngôi làng nhỏ sau chiến tranh. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bác tôi của nhà văn Nguyễn Minh Khiêm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. xe cứu thương đưa bác tôi từ trại nuôi dưỡng thương binh nặng đặc biệt của tỉnh trở về. Mãi lần này, cuộc trò chuyện mới kéo dài đến thế. Nhìn mái tóc của bác rụng từng mảng, từng chỗ không đều. Tôi hỏi, tóc bác chưa bạc, sao rụng gần hết rồi? Đưa tay bịt lỗ đồng xu chỗ cuống họng để thở, giọng bác khàn khàn. Có phải tóc thật của bác đâu, ngày bị thương mất một miếng sọ người ta đóng đai hộp sọ bằng một chất hợp kim gì đó rồi cấy lên một lớp da tóc hóa học máu mình có chịu nuôi nó đâu da thịt mình có chịu tiếp nhận nó đâu nó có chịu được sương gió nắng mưa đâu xanh đen mà vẫn dụng là vì thế đấy thế những người chăm sóc sức khỏe cho bác ba tháng một lần họ về lấy máu đo huyết áp thử nước tiểu hướng dẫn sử dụng thuốc chống kích phát chất độc da cam gây ung thư gì đó họ có biết không ạ à? Bác tôi lại bịt lỗ đồng xu ở họng, chậm rãi đáp. Có ai nói cho bác biết điều gì xảy ra đâu, đến kỳ họ về, đến kỳ họ đến, sợi tóc của mình họ cũng đóng gói bỏ lọ, hơi thở của mình họ cũng đóng gói bỏ lọ, nước tiểu của mình họ cũng đóng gói bỏ lọ. Cái mà họ công khai được là lần nào cũng khuyên bác nên tập thể dục nhiều, nên uống nước chè xanh nhiều. Chỉ vào hai cái hộp vuông bằng inox để gần đầu giường, bác tôi nói tiếp. Không thấy hai cái hộp ấy mất dấu là họ mừng rồi. Tôi tò mò. Hai hộp gì đấy ạ? À? Bác giải thích. Một hộp trợ giúp thở oxy, một hộp trợ tim. Ngài chuẩn bị rời trại nuôi dưỡng thương binh, họ hướng dẫn cho bác biết sử dụng thành thục hai cái hộp ấy. Rồi bác tôi buột ra một câu ngoài dự tính, đời sướng thật có thứ tài sản không bao giờ đụng đến. Thế cũng mừng, thừa nó là phúc rồi, chứ thừa đám bút đám mực này coi như là đi đứt. Câu nói của bác bất ngờ hướng sự chú ý của tôi và những bức tranh màu nước treo trên tường. Hình như bác tôi có một tâm sự về đường. Tranh chủ yếu vẽ về đường. Những con đường màu đỏ rực, ngoằn ngoèo, chẳng chịt những nét đứt gãy, những vành khuyết nọ khuyết kia đan cắt nhau. Cháu có đọc lỗ tấn không? Tôi sững người khi đột ngột nghe bác hỏi vậy. Mặc dù chưa hiểu bác muốn gì, tôi vẫn mạnh dạn trả lời. Cháu có đọc nhưng không nhiều. Thế cháu có nhớ cái câu triết lý về đường của lỗ tấn không? Lão nhà văn tiên sinh này chỉ nói đúng về những con đường thời nguyên thủy thôi. Cách mạng Việt Nam làm gì có chuyện đi mãi thành đường, làm gì có chuyện cắm cờ trên nóc hầm bọc sắt của tướng được cắt dễ dàng thế làm gì có chuyện cắm cờ trên nóc dinh độc lập của tổng thống dương văn minh dễ dàng thế bác nhớ có một nhà văn đã nói đúng máu những con đường của đất nước này phải mở bằng máu máu ai máu dân tộc này trai gái dân tộc này đấy cháu nhìn cái đai kim loại trên đầu bác nhìn đồng xu chỗ họng bác nhìn cái chân cụt trên đầu gối bác thì cháu sẽ hiểu tôi lặng người vẫn mạch logic ấy bác tôi hỏi tiếp cháu thấy gì trong màu đỏ không cần tôi trả lời bác bảo súng súng và những khuôn mặt người con đường được hình thành từ đấy cháu nhìn kỹ xem cả con đường cũng là khẩu súng độc lập đấy tự do đấy hạnh phúc đấy quả thật nếu bác tôi không phân tích tôi không hiểu hết bức tranh bấy lâu nay bác vẫn thường ngắm nghía để tránh làm mạch xúc cảm của bác rơi vào trạng thái hưng phấn khó kiểm soát tôi lái câu hỏi sang hướng khác thế ai dạy cho bác vẽ thế ạ à? tưởng bác gắt nhưng bác vui vẻ trả lời ông picasso đấy ông thành trương đấy tôi nhìn bác ngạc nhiên thay cho câu hỏi bác giải thích thấy tranh của các ông ấy thấy tem của các ông ấy thấy minh họa của các ông ấy đẹp thế là bác thích thích thì học và nó hút bác lúc nào chẳng biết tôi nghĩ có lẽ ham vẽ tranh quá nên lâu nay bác ít đi đây đi đó gần như bác đóng cửa ngồi nhà khác hẳn ngày mới về từ ngày thường đến ngày tết bác đi khắp làng nhà ai có công to việc lớn gì bác đều có mặt làng xóm cần nhất là cái tình cái nghĩa Ai cần bình tiền bạc? Bác thường nói với tôi thế. Tự nhiên không thấy bác đi nữa. Mẹ tôi dự cảm thấy điều gì? Mẹ tôi là người chuyên hãm nước trẻ xanh vào tích hải dương, ủ trong ấm giỏ, để sau khi tập thể dục buổi sáng xong, bác tôi vào uống. Mặc dù lấy chồng vào thanh đã ba bốn chục năm, nhưng mẹ tôi vẫn giữ được chất giọng mềm mỏng và cách cư xử nhũn nhặn lễ phép, vốn có của con gái bình lục. Tuổi trên sáu mươi, thế mà khi sưng hô mẹ tôi vẫn một em hai em trẻ em rót rồi đấy bác dừng tay uống cho nó nóng gần như hôm nào mẹ tôi cũng bắt đầu bằng câu ấy bác tôi đặt cây bút vẽ xuống khai mực đưa tay bịt lỗ đồng xu cảm ơn thím đợi bác tôi uống xong hớp nước mẹ tôi nhỏ nhẹ dạo này em thấy bác làm việc nhiều quá chiều nào không mưa gió bác nên đi chơi đi dạo cho nó thoải mái một chút nếu muốn đi đâu xa bác bảo cháu dũng nó lai like. dạo này nó đang nghỉ ở nhà mà bác tôi thử ra thở một hơi thật dài mãi một lúc sau bác tôi mới lên tiếng giọng buồn buồn tôi cứ ngồi thế chưa có vẽ vời gì đâu thím mẹ tôi hơi chột dạ tưởng mình thất lễ điều gì bác tôi tinh ý nói không phải tại thím hay tại cháu mà là tại tôi mẹ tôi im lặng một lúc sau giọng bác tôi trầm đục có lẽ tôi không đi nhà ai nữa đâu thím ạ mẹ tôi giật mình sao bác lại nói thế bác là trưởng họ công to việc lớn trong làng trong họ không có bác làm sao được thím nói không sai nhưng thím biết không có người nói cho tôi biết rằng vía tôi sát khí lắm mẹ tôi gạt đi ai độc mồm độc miệng thế em nghe người ta bảo ngày còn thanh niên ở nhà tết đến cả làng cả xóm ai cũng mượn bác đến sông nhà lấy may cơ mà bác tôi liền bảo ngày xưa trong người tôi chưa có mảnh bom mảnh đạn chưa có chất dioxin còn chất gì nữa thì mình chưa biết sát khí sát vía là phải thôi họ bảo nhà người ta có chó có mèo vừa đẻ tôi đến chó mèo lập tức ăn con gà đang ấp trên ổ tôi đến gà mẹ mổ cả ổ trứng lôi đi hôm trước nhà bà tương tự nhiên chặt về một đống gai mây dấp ở cổng rồi vãi muối sang đốt áo rách ném ra đường hỏi ra mới biết con cháu dâu mới đẻ được ba tháng có lần tôi đi qua nhà thế là cháu bị đẹn nó khóc tím tái suốt ngày suốt đêm bà tương đến xin manh áo cũ tôi đưa cho chiếc áo mới tinh bà tương nói chỉ cần áo cũ thôi tôi nào biết sau đó tôi nhận ra một số người đang bế cháu chơi ở đường vừa thấy tôi họ đi thật nhanh khuất vào trong ngõ nhà ông lâu bị chó cắn cách đây đã ba năm hôm vừa rồi chết họ cũng bảo tại tôi đến chơi nên bệnh dạy tái phát sau khi nghe bác tôi tâm sự mẹ tôi khéo léo đi khắp mọi nhà tìm hiểu thực hư đúng là có chuyện đó mẹ tôi về giấu biệt trong các câu chuyện mẹ tôi và tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đi chơi nhà này nhà nọ càng ngày bác tôi ngủ càng ít nhiều đêm bác tôi dậy bật điện ngồi mân mê sờ vuốt chiếc hộp gỗ có hoa văn đẹp bỏ trong một chiếc túi da có khóa phép mơ tuya dài như chiếc đàn bầu rồi một hôm trước ngày dỗ ông nội tôi bác tôi bảo thím mua cho tôi một bó hoa vài cơn hoa quả nhé ngày hôm sau, khi khấn vái ông nội tôi xong, bác tôi thận trọng đặt chiếc hộp lên bàn thờ, cắm hoa, đặt đĩa hoa quả bên cạnh tấm ảnh bố tôi. Đốt tuần hương khác, bác tôi lầm rầm khấn gì một lúc thật lâu. Tuy rất tò mò, nhưng tôi và mẹ tôi không dám hỏi xem trong cái hộp ấy đựng gì. Bác tôi cũng không nói, chỉ dặn. Thí mạ, tôi đã thắp hương khấn trước tổ tiên ông bà cha mẹ. Nếu tôi còn sống, Chiếc hộp này ở bên tôi, nếu tôi chết, thím đặt ảnh tôi thờ chung với chiếc hộp này. Lôi trong ba lô ra ba bốn cái bì bằng giấy xi măng, rút từng cái một đưa cho tôi bác bảo, cháu để cũng được mà đốt cũng được. Mở túi thứ nhất, tôi thấy toàn phim là phim, cái nào tôi cũng soi lên nhìn, có cái tôi thấy hình ống chân, ống tay, có cái tôi thấy xương sườn, Sương sọ có cái tôi thấy mấy cái dọc lấm tấm sáng như đám sao trên dải ngân hà bác tôi bảo đó là đám mảnh bom như kiểu mảnh dao lam thấy nó dày trong xương nhưng không thể nào mổ lấy ra được túi thứ hai đựng toàn những bản nhạc chép tay cũ kỹ nhầu nát tôi hỏi bác sáng tác bài hát à bác tôi gật đầu tôi hỏi tiếp bác sáng tác từ khi nào bác tôi bịt lỗ đồng xu ở họng nói từ ngày bác còn ở trong tù ngày đó bác chỉ sáng tác miệng thôi khi về trại thương binh bác nhớ lại ghi ra giấy và sáng tác thêm tôi mở túi thứ ba toàn giấy chứng nhận dũng sĩ diệt mỹ dũng sĩ diệt ngụy dũng sĩ diệt xe tăng có loại đến năm sáu lần lạ nhất là cái giấy vay máy bay tôi hơi giật mình từ nhỏ đến giờ trong tiềm thức tôi chỉ có khái niệm vay ngô, vay sắn, chứ chưa có khái niệm vay máy bay bao giờ. Thế mà trong ba lô của bác tôi lại có giấy vay máy bay. Bác tôi vay hay ai vay? Tôi đang định đọc nội dung tờ giấy thì nghe có tiếng ô tô. Tôi chạy ra, ba chiếc xe con sang trọng đỗ ngay trước cửa, một đoàn người bước vào, phần lớn trong đó mặc quân phục, nhiều người ôm hoa rất đẹp tôi nhận ra bí thư, chủ tịch xã, trưởng thôn, có cả tỉnh đội trưởng và huyện đội trưởng. Bác tôi chống nạng bước ra sân. Một ông già nhỏ thó, vầng trán rộng, bóng loáng như đánh vét ni, có mái tóc chạy từ vành tai bên này sang vành tai bên kia, bạc trắng, cứng như cước đi thẳng đến, ôm ghi lấy bác tôi. Hai cánh mũi ông đỏ lên phập phồng và nước mắt lã chã rơi. Nhiều người bị cái cảm xúc đó chi phối cũng ngân ngấn nước mắt. Tất cả lặng đi. Mãi một lúc sau, ông già mới lên tiếng. Thưa bà con, thưa các đồng chí, khi bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Đăng Khánh, người đang đứng cạnh tôi đây, đã bắn cháy 5 xe tăng và bắn cháy 3 máy bay của địch. Tôi là Hoàng Long Biên, sư đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy chiến đấu lúc ấy đã vay của đồng chí nguyễn đăng khánh hai chiếc máy bay bắn được để làm thành tích cho tổ nuôi quân khi vay tôi có viết giấy vay và ký nhận đàng hoàng mấy chục năm nay đất nước đã thanh bình đổi mới tôi nghĩ mọi cái đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó đã đến lúc sự thật phải được trả về đúng chỗ của sự thật cuộc đời có vay phải có trả lịch sử và cách mạng cũng vậy hôm nay tôi mời đồng chí tỉnh đội trưởng huyện đội trưởng trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương đặc biệt là sự có mặt của bà con dân làng tôi xin danh chính ngôn thuận chính thức ghi xác nhận trả lại hai máy bay đã vay của đồng chí nguyễn đăng khánh đã bắn được trong trận chiến thành cổ như vậy chính thức đồng chí nguyễn đăng khánh hạ được ba máy bay địch chứ không phải là một chiếc mọi người ảo đến đặt hoa vào tay bác tôi nhiều người bất ngờ cứ há hốc mồm ra không khí càng náo nhiệt khi tôi đưa tờ giấy vay máy bay mấy chục năm về trước cho mọi người xem bác tôi gần như không dịch chuyển đột nhiên ông già có mái tóc bạc trắng lại làm một việc động trời không kém việc cho vay máy bay ông móc trong túi áo ra một chiếc hộp rồi trịnh trọng nói thưa bà con Thưa các đồng chí, Đảng, nhà nước, quân đội tặng huân chương chiến công này cho tôi. Tôi xin tặng kỷ niệm đồng chí Nguyễn Đăng Khánh. Để xua tan những dấu hỏi đang chuyển từ ánh mắt này sang ánh mắt khác, ông nói tiếp: "Đây là tài sản riêng của tôi, tôi có quyền tặng cho biếu hoặc kỷ niệm người nào tôi quý trọng và xứng đáng." Ngày đêm hôm đó tôi viết bài người cho vay máy bay, photo làm hai bản, một bản tôi gửi cho báo, một bản tôi gửi cho đài. Không ngờ một tuần sau khi báo ra, nhà tôi bận tối bận ngày. Phóng viên các báo tới, truyền hình huyện tới, truyền hình tỉnh tới, bác tôi bị hút vào các cuộc phỏng vấn. Bộ phận theo dõi sức khỏe của bác tôi liên tục điện lên, nên tránh tiếp xúc đông người cường độ cao, cố gắng tập thể dục đều, uống nước chè xanh càng nhiều càng tốt. Một buổi chiều bác tôi bảo Sắp tới tôi phải đi Hà Nội thí mạ Người ta bảo làm truyền hình trực tiếp Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 Giọng bác tôi không buồn không vui Người ngoài mới nghe thì thấy đôi chút mệt mỏi Mẹ tôi nhanh nhỏ nói Thế thì để cháu nó đi cùng với bác Không cần Bác tôi đáp Tỉnh đội bảo họ chịu trách nhiệm hoàn toàn Hàng xóm đến chơi thi nhau bàn luận chắc người ta sẽ hỏi ông bị cụt chân trái trong trường hợp nào, ông có thấy đau đớn nhức buốt khi hàng trăm mảnh bom lưỡi dao cạo còn cắm trong xương cốt không? Một vành đai xương sọ bằng kim loại có làm giảm tư duy và trí nhớ của ông nhiều không? Mỗi lần nói, phải đưa tay lên bịt lỗ đồng xu ở cổ là vô cùng phiền toái. Lúc ông ăn uống thì phải thế nào? Nhưng không ai nói đến cái hộp cả mấy ngày sắp đi hà nội hầu như lúc nào bác tôi cũng cầm cái hộp lên bút ve và sờ mó khi người ta mời bác lên xe bác tôi đem theo một chiếc ba lô đựng mấy cái bì bằng giấy xi măng và không quên mang theo chiếc hộp đặt lên lòng không riêng gì, gì gia đình tôi mà gần như cả làng hồi hộp ngồi trước màn hình đợi giờ phút bác tôi xuất hiện trên trường quay mấy chục câu hỏi mà người dẫn chương trình khánh linh đưa ra từ đầu buổi không khác là bao những câu mà làng dự đoán chỉ đến khi khánh linh chuyển giọng hỏi sang một nội dung khác thì bao nhiêu người trước màn hình trong nhà tôi chăm chú dán mắt lên thưa bác đến trường quay hôm nay cháu thấy bác mang theo một chiếc bọc da nếu cháu đoán không nhầm thì hình như đó là chiếc hộp xin bác cho cháu và khán giả xem truyền hình biết trong ấy là cái gì được không ạ bác tôi gật đầu và từ từ mở chiếc hộp ra khánh linh reo lên ôi một chiếc đàn nhị và một mái tóc mái tóc dài và đẹp quá cháu xin ướm thử có được không ạ bác tôi gật đầu khánh linh giơ mái tóc cao ngang ngực rồi thả xuống mái tóc buông gần tới gót chân của cô khi ngồi xuống ghế khánh linh cứ cầm nguyên mái tóc vắt một vòng quanh cổ ôm đuôi tóc vào lòng cô tiếp tục hỏi thưa bác mái tóc và cây đàn nhị này có liên quan gì với nhau nó có ý nghĩa như thế nào đối với bác bịt lỗ đồng xu ở cổ bác chậm rãi nói mái tóc và cây đàn nhị là một nó là tình yêu của tôi là cuộc chiến đấu của chúng tôi đây là mái tóc của vợ tôi trước khi đến đây tôi đã thắp hương khấn tổ tiên ông bà cha mẹ tôi xin nhận người con gái cắt mái tóc này cho làm con dâu trong nhà cả trường quay lặng đi cả nhà tôi cũng lặng đi đó là điều bí mật bất ngờ nhất mà bấy lâu nay bác tôi chưa hề hé lộ giọng khánh linh như lạc đi xin bác nói rõ thêm có được không ạ bác tôi kể đầu mùa khô năm 1967, tổ đặc công của bác tôi đánh vào sân bay Đà Nẵng. Cắt xong lớp hàng trào dây thép gai thứ 10 thì trời sáng. Bọn giặc phát hiện tổ đặc công. Chúng nã đạn như mưa. Trên trời trực thăng, dưới đất chó béc xê. Rút ra không kịp và bác tôi bị bắt. Chúng nhốt bác tôi và một số người khác nữa vào một nhà tù đang xây chưa hoàn chỉnh 18 người con trai là lính Thanh Hóa bị bắt ở nhiều mặt trận, đưa về giam chung một phòng. Bên cạnh là 14 nữ biệt động thành, du kích Quảng Nam. Buổi chiều buổi tối, những người lính Thanh Hóa thường hát những điệu hò sông mã, hát trèo, đôi khi hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Không ngờ các cô gái Quảng Nam đã khoét thùng gạch hát giao lưu. Anh em lấy văn nghệ quên đi đòn roi tra tấn. Bác tôi sáng tác nhiều bài hát mới, ai cũng khen hay. Rồi bác tôi nghĩ phải làm một cây nhị kéo cho có tiếng nhạc. Bác tôi biết kéo nhị chơi đàn bầu từ thuở bé. Có mấy tên lính ngụy quản thợ xây gần đó. Những người tù trong phòng bắt bọn chúng để lại cuộn dây cước để làm dây nhị. Vì biết anh em trong tù đã bí mật thủ tiêu hai tên lính mật vụ ác ôn và hai tên chiêu hồi trà trộn và hàng ngũ như thế nào, nên chúng sợ phải lặng lẽ làm theo. Mác tôi còn yêu cầu bọn chúng tìm cho một cái bầu nhị và một cục nhựa thông cây nhị đã được dựng xong nhưng tìm đâu ra lông đuôi ngựa để làm ác xây kéo bàn nhau mãi vẫn không có cách giải quyết thấy thế một cô biên phòng nữ tên là út linh cắt ngay mái tóc dài như suối đưa sang chính là mái tóc này đây thế là không cần đến lông đuôi ngựa nữa từ đó tiếng đàn nhị bắt đầu vang lên tự nhiên giọng bác tôi như có một luồng sinh khí mới các cô gái quảng nam xô đổ các bức tường ùa sang với chúng tôi và tình yêu đã đến tôi và út linh thề sẽ yêu nhau bọn giặc biết nhưng không dám đàn áp thô bạo và anh em trong tù đã làm lễ cưới cho chúng tôi mọi người bảo nếu đứa bé ra đời sẽ lấy tên tôi và tên của mẹ nó đặt tên nó tôi thấy hình như nét mặt người dẫn chương trình khánh linh biến sắc môi cô run run sự xúc động đang lan tỏa trên đôi bờ mi có vẻ như khánh linh đang chăm chú lắng nghe nhưng thực chất làn môi cắn chỉ nói rằng tâm trí cô đang trao đảo khi bác tôi kể đến chỗ bọn giặc truyền bác tôi đi một nhà tù khác bác tôi tặng lại cây đàn nhị cho các đồng chí trong phòng chỉ mang theo một mái tóc trước khi đi Út Linh và những nữ tù đã tự tay làm tặng một chiếc bánh có in hai chữ Quy T, có nghĩa là Quảng Nam Thanh Hóa. Thì đột nhiên Khánh Linh quên mình đang dẫn chương trình, lao tới ôm chầm lấy bác tôi rồi hét lên. Má ơi, đây rồi má ơi, ba con đây rồi má ơi, ba con đây rồi má ơi. Rồi Khánh Linh ngất đi. Nước mắt bác tôi tự nhiên cứ lã trả rơi. Một tháng sau, nhà tôi có một sự kiện vô cùng trọng đại. Đó là cuộc đoàn tụ của gia đình bác tôi gần 30 năm không manh mối. Cả làng kéo đến trầu nước ăn mừng còn đông vui hơn cả cưới. Làm sao tù đầy như thế mà bác vẫn giữ được cây nhị? Làm sao bác vẫn giữ được mái tóc? Bác sinh Khánh Linh trong tù như thế nào? Bác bị tra tấn có nhiều không? Bác bị giam những nhà tù nào? bao nhiêu câu hỏi dành cho bác trai và bác gái tôi cũng không nghĩ số phận cây đàn nhị lại cũng phiêu lưu như thế xe chở tù binh đến nửa đường thì bị quân ta đánh úp giải vây và bác tôi được cứu thoát sau nhiều tháng theo đường dây giao liên tìm về được đơn vị ở quảng trị chiến đấu trong sư đoàn do đại tá hoàng long biên làm sư đoàn trưởng bị thương nặng được đưa về trại điều dưỡng đặc biệt ở đó không ai nhận ra bác tôi. Một buổi chiều, chống nạng ra ngồi ghế đá, bác tôi bỗng nghe tiếng đàn nhị. Chỉ có tiếng đàn kéo bằng tóc mới có âm thanh huyền ảo thế. Linh tính mách bảo, bác tôi chống nạng đến chỗ tiếng nhị ngân dung. Không ai khác, đúng là Năng, lại văn Năng là người cùng phòng giam được bác tôi dạy cho biết kéo nhị và tặng cho cây đàn nhị điều không ngờ được là họ vẫn giữ được cây đàn nhị ngày xưa bừng quá lại văn năng trao lại cây đàn nhị cho bác tôi rồi cuộc phiêu lưu của mái tóc rồi chuyện bác gái tôi sinh khánh linh thế nào rồi chuyện bác gái tôi được đưa ra chiến khu như thế nào bác gái tôi vào đội thành hoạt động bị bắt hai lần bị chúng đốt cả hai bầu vú ly kỳ quá có một điều không thể lý giải nổi như kiểu trời xui đất khiến. Hôm đứng trước bàn thờ thắp hương vái gia tiên, nhìn lên tấm ảnh bố tôi, đọc dòng tên trên huân chương chiến thắng Nguyễn Đăng Chánh. Bác gái tôi nhìn như không chớp mắt. Bác gái quay lại hỏi bác trai, có phải chú Chánh sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945, hy sinh trong trận đánh thắp nước Đà Nẵng ngày 11 tháng 1 năm 1970 không? Tôi chạy vào nhà, lấy giấy báo tử giao đối chiếu, quả đúng là thế. Bất ngờ bác gái tôi hỏi, chưa tìm thấy mộ chú phải không? Cả nhà tôi gần như đồng thanh trả lời vâng, cùng một lúc. Dứa thì, bao nhiêu năm nay, mộ chú đang nằm ở trong vườn nhà tôi rồi. Ngày nào tôi cũng thắp hương cho chú, đúng là tên như ri, ngày tháng như ri. Trời ơi, giữa là ông trời có mắt rồi mẹ tôi khóc òa lên tôi định động viên mẹ vài câu nhưng cổ họng nghẹn lại khánh linh ôm chặt lấy mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng sau bao nhiêu cầu khấn dò tìm cuối cùng bố tôi đã trở về với gia đình một cuộc hội ngộ mà chỉ có trời sắp đặt mới ly kỳ như thế đỡ bát trẻ xanh từ tay bác gái còn nghi ngút khói tỏa mùi thơm dịu ngọt bịt lỗ đồng xu ở họng bác trai tôi chỉ vào hai cái hộp vuông inox cười bảo Cháu cất nó đi được rồi đấy Dũng ngạ Khánh Linh dí dỏm nói Sao hôm trước bà không mang hai cái hộp này ra trường quay Bác tôi hỏi Để làm gì Khánh Linh ghé sát vào tai bác tôi Để cho con Thưa các bạn, chuyện ngắn Bác tôi của nhà văn Nguyễn Minh Khiêm là câu chuyện cảm động với nhân vật người bác, cựu chiến binh, đã từng một thời vào sinh ra tử. Tuy viết về một đề tài quen thuộc, nhưng tác giả cố gắng tránh đi vào lối mòn và dễ gây cảm giác lặp lại. Cuộc đời người bác, tên trong chuyện là Nguyễn Đăng Khánh, qua lời kể của người cháu trai nhân vật xưng tôi, trải qua rất nhiều thăng trầm, những vinh quang và cả những khoảng lặng mà ông giấu kín trong lòng ông từng đi chiến đấu bị địch bắt cầm tù tra tấn dã man nhưng nhà tù mỹ ngụy chỉ có thể giam cầm thể xác những chiến sĩ cách mạng chứ không thể giam giữ ý chí niềm tin lý tưởng và tình cảm của họ trong tù vượt qua những trận đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù họ vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu đoàn kết tạo nên sức mạnh khiến kẻ thù vừa nể phục vừa run sợ mối tình của ông khánh và bà út linh cũng giống như tình yêu của những người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm khác được nảy nở trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt nhưng cũng tràn đầy tinh thần lạc quan và nỗi niềm sâu lắng những chi tiết như ông khánh tìm cách làm đàn út linh tự nguyện hy sinh mái tóc để tạo nên cây đàn hoàn chỉnh ngay trong ngục tù khá sinh động vượt lên tất cả đòn roi đe dọa khủng bố của kẻ thù tiếng đàn và giọng hát của những người tù cộng sản đã chiến thắng gông cùm khiến kẻ thù có lúc phải kinh hồn bạt phía mối tình ấy vẫn theo suốt cuộc đời ông khánh hòa bình ông vẫn luôn trân trọng và gìn giữ tình cảm đồng đội sâu nặng thủy chung trường đoạn vị sư trưởng phát biểu cảm động trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh huyện xã về câu chuyện vay máy bay là một ví dụ tiêu biểu cuối cùng thì những giá trị chân chính cũng đã được trả về đúng vị trí ban đầu của nó người lính năm xưa đã tìm thấy hạnh phúc và niềm vui đoàn tụ sau mất mát chia ly bác tôi là câu chuyện cảm động giản dị cốt truyện được kể tuần tự theo thời gian giống như một chuyện cổ tích kết thúc có hậu khi người bác tìm được vợ con và người cháu trai của ông có được manh mối về việc đi tìm hài cốt cha mình tuy có một vài tình huống mang tính sắp xếp như ông Khánh gặp Khánh Linh, con gái ông là người dẫn truyền hình tại trường quay, hay Út Linh biết nơi người cha của nhân vật tôi an nghỉ, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu tổng thể tác phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, mái ấm gia đình, tình cảm của người thân yêu là động lực giúp con người vượt qua sóng gió cuộc đời. Được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, con cái, người thân là hạnh phúc mà mỗi người trong chúng ta đều mong muốn. Thế nhưng cuộc sống bộn bề khiến không phải ai cũng có hạnh phúc đó. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Bên ngoài thành phố của tác giả Phát Dương qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Ông lão thả tảng đá xuống, hồng hộc thở. Trời chứa chan nắng, ngó bộ dạng ướt nhẹp mồ hôi dễ làm người ta liên tưởng. Một ông lão mê thể thao chọn không đúng thời điểm tập luyện. Đó là khi người ta không biết ông vừa hoàn thành vòng chạy thứ 10 sau những chuỗi bài tập nhảy cóc, hít đất vài trăm cái. Và khi người ta không đủ kiên nhẫn theo dõi cho hết những bài tập sau đó của ông. Bà lão bước ra sân, Đặt ly cà phê đá xuống cái gốc cây chết khô bị chặt ngang làm bàn và ghé mông lên một gốc cây khác y hệt nhỏ hơn làm ghế. Bà len lén thở dài, sợ làm kinh động ông lão đang hùng hục với những động tác lên xuống kia. Đôi mày cong lại, mắt bàn long lên, dọi vào tảng đá ông đang bê cái nhìn thủ địch. Tim bà nghẹn khi thấy ông có dấu hiệu thấm mệt trong khi vẫn kiên quyết đi đến tảng đá bự hơn kế bên để tiếp tục. Nó sẽ đè bẹp ông như bánh xe nghiến qua một con ếch vô tội. Thôi mà, ông! Dù sao cũng còn lâu mới tới đợt thi tiếp theo. Bà nhổm dậy, định cản ông lại. Không kịp, không kịp, không kịp. Ông lắc lắc đầu đều đặn theo nhịp nói, gồng hết lực, cố làm tảng đá nhúc nhích. Nó lì lợm y như ông, chơ ra bà lão đành chịu thua, te tái trở vô nhà. Nước mắt bà rớt đúng bằng số mồ hôi ông đang tong tong nhiều. Bà đóng cửa bạch xuống như chiếc lá rụng. Nửa ngồi, nửa nằm, dựa vào cánh cửa. Tiếng thở của ông vẫn xuyên qua, rội vào lồng ngực bà từng nhịp búa. Bà biết làm gì đây ngoài lặng lặng dõi theo. Chẳng thể ngăn cản ước mơ cháy bỏng, đốt ruột gan thiêu rụi ông. Ước gì không có cuộc thi đó ước gì nhưng như vậy người ta sẽ chẳng còn gì hy vọng nữa họ không như bà mắt họ nhìn về hướng khác phía những tòa nhà chọc trời sau bức tường chắn quay tròn ngật ngưỡng nơi những tốp gác chạm xối ánh mắt xuống những người già mỗi ngày kiếm cớ giảo qua ngó cho đỡ thèm bà có còn thèm không một chút như kiểu bỗng dưng sáng sớm, người ta thèm một gói xôi bắp nóng hổi thay vì ổ bánh mì thịt quen thuộc. Nhiều đó đâu làm gì được bà. Còn với ông và với nhiều người nữa, nhân lên hàng trăm, hàng vạn. Bà lắng nghe tiếng cà phê chảy xuống cổ họng ông, tiếng khà sảng khoái, tiếng chân ông siêu vẹo trở về nhà, lắc lắc đôi vai gọi dậy tín hiệu của cơ thể, bà chậm chạp nhấc toàn thân mỏi mệt lên, bắt đầu từ chân. Hơn cả mọi bài tập luyện khắc nghiệt, việc chứng kiến ông vắt sức mỗi ngày khiến bà thành thớ gỗ nằm dưới lưỡi bảo mòn dần, mòn dần. Bà lắc lắc đầu, mái tóc bạc mỏng tanh được búi gọn sổ tung ra rũ rượi. Dưới ánh nắng xuyên qua chỗ hở mái nhà, nó óng lên bất lực, vô hình giữa nắng bà đi về phía bếp chuẩn bị bữa cho ông. Sau khi hồi sức, ông cần nhiều hơn mấy ổ bánh mì và món thịt kho lạt hâm đi hâm lại mấy bữa nay. Cuộc thi đó rồi sẽ đến. Bà buông hột nước mắt cuối cùng của ngày xuống cùng suy nghĩ. Tuổi già thật tệ. Chúng tước đi cả quyền sướt mướt của con người bằng cách bóp nghẹn trái tim bà lão nhìn ngắm ông hăng hái ăn. Hôm nay ông ăn nhiều, khỏe hơn. Ông đã hoàn thành được chuỗi bài tập tự chế trước cuộc thi cả tuần. Còn đủ thời gian để ông quen sức nặng. Rồi ông sẽ chiến thắng, sẽ đạt được ước mơ nung giấc ông đỏ gian mỗi đêm. Ông sẽ được vào thành phố. Tôi sẽ được gặp tụi nó. Trời ơi, chắc thằng cu cao bằng tôi rồi quá. Đợt trước, nó đứng tới lỗ tai tôi rồi. Con nít giờ lớn nhanh dữ thần. Con bé chắc giờ cũng đẹp gái lắm. Ông lão mê mải nói, đồ ăn vung vãi tèm lem bộ dâu. Bà mỉm cười với niềm vui trần tục, ngắm ông lão ăn ngon lành. Bà không thấy đói dù cả ngày chưa bỏ vô bụng thứ gì. Trong bà, am áp nỗi buồn của loài cây nở bông mà chết dễ. Cuộc thi ngày một gần rồi, một năm rồi. Ông lão buông đũa xuống thở dài. Lần này rớt, chắc hết cơ hội quá bà. Bà lão điếng người. Trời ơi, sao bà độc ác nỡ vui trước điều xui xẻo của ông? Bà dập tắt nó, vội vàng như đứa trẻ dập tắt que diêm sợ người lớn thấy, nhanh nhẹn lao xuống vỗ vai ông lão an ủi. "Khùng, nói xui không à?" lần này ông mạnh cùi cụi lo gì mà lo ông vượt luôn chục kỳ thi còn được ông hề hề nhìn bà bà hề hề nhìn ông mắt người già đại dương đầy nước vạn sóng ông cảm ơn bà bưng tô cơm lên lùa mạnh tay bà buông rớt nụ cười trong khoảnh khắc mặt ông khuất đi để thừa nhận mình buồn tê tái và vui trở lại bà đi bới cho ông tô cơm nữa còn một tuần thôi à ông lão đi rồi sáng nay lần từ biệt cuối cái nắm tay cuối bao lâu rồi họ mới nắm tay nhau những ngón giả run rẩy thô ráp bện như dễ chùm cùng một thân cây rút ra như bị bứng khỏi mặt đất đồ đạc trong nhà ông lão đem cho hết chắc còn lâu nữa ông mới trở về ông không hề có suy nghĩ sẽ thất bại lần này có khi may mắn ông còn được ở luôn trong đó bên cạnh những đứa con cháu của ông ông lão ưu ái cho bà lão chọn trước thích gì lấy đó trong mớ đồ ông bỏ lại tất cả ông bỏ lại hết chỉ mang tấm thân già khổ luyện nổi đầy cơ đi bà ngắm từng kỷ niệm chỉ xin cái hộp nhạc lên dây cót có con chim bói cá cùng những con cá bơi bằng gỗ. Ông đi rồi, bà lão chẳng dám ôm ông lần cuối. Hình như chưa bao giờ bà ôm ông. Có lẽ nếu bà can đảm từ cái thủa tóc dài đen nhánh, ông đã không lấy người khác làm vợ. Ôi, cái tình ngầm chỉ là đau vỏ chứa. Bà như đựng trong người thứ axit độc hại mỗi ngày một đầy hơn. Nước mắt cũng là axit do quá đầy mà ứa ra, héo hon thêm mỗi lần khóc. Ông lão đi rồi, đi thật, chỉ còn bà ngồi cùng hộp nhạc. Bên ngoài, tiếng máy bay trực thăng đi phát tờ rơi ầm ầm khiến ngôi nhà rung lắc. Như bà đang trao đảo, loa phóng thanh vang vọng lời kêu gọi ba tháng một lần đến quen tai. Ước mơ của mỗi người, niềm đau của bà. Cuộc thi đã chính thức khai mạc, mong các thí sinh nhanh chóng đến các trạm gần nhất đăng ký để sớm có cơ hội trở lại thành phố. Nhanh chân, nhanh chân nào, chỉ một ngày duy nhất, một ngày duy nhất, chậm trễ, phải đợi ba tháng sau, nhanh nhanh cuộc thi sống chết của con người được ai đó biên soạn giao như lời mời coi tạc kỹ cứ ba tháng một lần bà lão đứng dậy đóng chặt cửa sổ tiếng gỗ và kính vặn răng rắc như phản đối bởi nó biết dù có gồng hết sức cũng không chặn nổi những thanh âm quyền lực kia bà kệ cái cửa rên rỉ thả mình xuống ghế đưa tay vặn dây cót hộp nhạc con chim bói cá bắt đầu chuyển động tiếng nhạc vang lên một bài hát du xưa bà lão lẩm nhẩm theo con ơi đi xa đến đâu đừng quên cha mẹ muôn dặm không đâu bằng quê nhà cánh chim trời cũng mỏi cá đại dương cũng mòn vây một ngày thất bại về đây còn cha còn mẹ còn quê nhà chờ chim bói cá gỗ bắt đầu thoăn thoắt theo nhịp cúi xuống gắp lấy con cá gỗ bên dưới nhịp sau nó thả ra rồi lại bắt con tiếp theo lại thả con nào cũng tinh xảo như thể đã đứng trên những tàng cây nằm dưới ao suốt triệu năm tới mức hóa gỗ quên hết mục đích của mình chỉ còn thói quen đều đặn lặp lại bắt và bị bắt Bà lão thả người xuống bàn mềm oạt như bãi ói, rệu dạo. Bà không chảy nổi nước mắt nữa, chỉ con tin còn làm mình làm mẩy tấy lên. Để sớm có cơ hội trở lại thành phố. Tiếng phóng thanh kiêu ngạo xuyên qua. Bà lão, bà có muốn trở lại thành phố không? Đi đi, gia đình bà ở đó mà. Ông lão ở đó mà. Đi đi, đi ghi danh đi. Bà không khỏe, nhưng tay bà khéo. Đi đi, bà lão ơi, đi đi. Trở lại thành phố, quan trọng tới vậy sao? Ông lão bước vô trạm gác số 102 nằm ở phía tây, bên ngoài tòa thành sừng sững vây lấy thành phố. Ông đã thắng vòng lại, tiến vào những căn phòng rỗng đặt ngay trong chân tòa thành, cũng là nơi diễn ra cuộc thi của cụm này chưa bao giờ ông gần ước mơ tới vậy như thể nhắm mắt lại mở ra ông đã thấy những gương mặt yêu thương xung quanh ông ai cũng háo hức họ chẳng ghét nhau họ đâu phải cạnh tranh với nhau không giới hạn số người miễn đạt đủ điều kiện và chiến thắng phần thưởng cho tất cả trở lại thành phố tại phòng chờ tấm bảng khổng lồ rát vàng bọc vải nhung tím sừng sững trên đầu Muốn đọc chỉ cần ngửa cổ lên, cũng chẳng có gì, mấy điều ghi trên đó người ta đã thuộc lòng, bởi vì biết người ta mới tới đây, nhưng họ vẫn đọc như một niềm vinh hạnh, như sự trả công xứng đáng cho những tháng ngày mồ hôi cả máu đã đổ ra, dù rằng tiếp đó vẫn là mồ hôi và máu. Kể từ ngày y, tháng z, năm xxx Dân số bùng nổ, sự phân bố dân cư lệch trầm trọng. Để đảm bảo sự phát triển của nhân loại, thống nhất phân bố lại dân cư, chỉ dân số trẻ được ở trong thành phố. Khi tới N tuổi, công dân buộc phải rời ra ngoài sinh sống. Để tạo cơ hội cho những công dân có mong muốn cống hiến và góp phần phát triển thành phố, cứ 3 tháng sẽ có một cuộc thi tuyển cho dân cư ngoài thành phố. Những người đủ điều kiện sẽ được trở lại trong 3 tháng sau ba tháng những người này vẫn phải thi cuộc tiếp theo để đảm bảo công bằng cho mọi người chỉ những người đủ điều kiện mới được sống trong thành phố ông lão là người đủ điều kiện sắp rồi ôi ông nhớ cháu quá ông muốn ôm lấy nó cho nó chơi đu trên cánh tay ông dù phải làm việc cả ngày mỗi ngày chỉ cần ở bên gia đình là được chỉ cần vậy mời số báo danh NNN. Tới lượt ông lão rồi, chỉ một giây thôi. Ông bỗng thấy nhớ bà lão. Ông chưa kịp ước, giá như bà cũng chịu thi và vào thành phố sống với ông. Mỗi cuối tuần, họ có thể dẫn con cháu ra công viên, cùng nhau tận hưởng buổi chiều an lành, âm ấp tiếng cười. Tưởng tượng thôi, đã thấy mọi thứ hồng rực như bình minh mới nhưng ông không có tới một giây để tưởng tượng. Dường như tất cả không khí bị rút sạch, tiếng động, hình ảnh, trắng xóa. Ông lão chậm chậm cầm tờ kết quả. Sự thật cay đắng được in đậm, cỡ chữ lớn, sắc nét, ngạo nghễ. Dầm gì tiếng đám mọt ăn gỗ, rồi lớn dần như lào xào gió, và cuối cùng âm mỹ như mưa rào. Ông lão không khóc nổi, nước trong người biến hết thành mồ hôi sau những vòng thi cơ thể già nua khô gian còn muối kết tinh xào xạo ông chỉ cách thành công một sợi tơ mảnh những tiếng thất vọng đổ sụp ông bất giác nhìn quanh nhiều người không chấp nhận sự thật đổ gục xuống ông lão chẳng hẳn thấy mình ở đó gương mặt con cháu ông xoáy tiết trong đó đay nghiến chúng ở bên trong thành phố bọt bóng xà phòng mơ ước bể tan ước gì ông như trái bóng bay vút lên từ trên cao nhìn xuống thành phố ngó mặt con cháu một lần chỉ một lần thôi sau đó bùm vào hư vô cũng được tiếng xương cốt già cỗi chạm sàn mọi ánh mắt hướng phía người vừa quỳ xuống ông lão biết người đó tên M. Trước cuộc thi cũng khấp khởi đầy dự định. Còn giờ, mọi người đồng loạt làm theo. Những người gác chạm ngơ ngác trước hành động của người đáng tuổi ông bà mình. Trần trừ một chút, ông lão cũng làm theo. Một người vội vã rút điện thoại gọi cho chỉ huy. Chỉ huy khu 102 lại gọi cho chỉ huy cấp cao hơn. Thời gian chậm chạp bò qua những người già đang quỳ không ai có ý định đứng dậy mặt đất như tấm lưng hy vọng căng mọng để họ giết lấy do lượng nhân công năm nay thiếu chúng tôi quyết định sẽ có ngoại lệ bằng cách tổ chức thêm cuộc thi phụ cuối cùng cũng có lệnh từ cấp cao nhất tạm thời mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi chuẩn bị lát nữa đồ dùng sẽ được cung cấp vô thành phố rồi ông tính làm gì trước ngày cuộc thi phụ diễn ra bên cạnh luyện tập mọi người truyền nhau câu hỏi đó như một câu thần chú một lệnh cài đặt nhắc nhở một thứ thuốc tăng lực tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền mua một căn nhà to đóng đủ mọi thứ thuế tận hưởng tuổi già ở nơi náo nhiệt nhất thành phố ông em đón lấy câu hỏi vừa lau mồ hôi vừa hề hạ cười chỉ cần đủ tiền ông sẽ được ở lại thành phố ông không định tìm con cháu sao ông lão hít một hơi thật sâu chậm chạp hỏi ông không nghĩ ở tuổi này người ta còn coi tiền bạc nặng hơn tình cảm ôi nếu tụi nó cần sẽ tự tìm tới mắc gì mình phải đi tìm lúc đó để coi tụi nó còn lý do bận bịu xa xôi gì không hay thực tế đã quên phát ông già này ông em mở vặn chai nước bằng răng uống ừng ực. Có lẽ hơi hưng phấn, ông bóp chặt tới mức khiến nó dị dạ. Cả tiếng nói của ông cũng méo, sộc sạch và góc cạnh. Khuyên thật đấy ông lão, nên kiếm tiền thủ thân. Chỉ có tiền bạc, không bỏ mình thôi. Ông nói vậy chẳng qua vì con cháu không thèm đếm gì ạ. Ông Tê ngồi gần đó chen vô cười nửa miệng. Chứ tôi ý hả, vô thành phố là tìm con liền nó không giàu chứ thương tôi lắm chẳng qua làm lụng cực khổ không có thời gian thôi tôi mà vô được tụi nó chăm tận răng ông bớt ảo tưởng đi ông em mờ vỏ chai như vỏ tờ giấy nhát ép chặt khiến lòng bàn tay đỏ bầm lên chứ không phải chính tụi nó ký giấy cho ông ra ngoài thành phố sớm hơn để đỡ chi phí sao ông nói vậy ông Tê bật dậy, bay đến như mũi tên túm cổ áo ông M. Đừng có đồn bậy bạ, con tôi nó thương tôi lắm. Sự thật, dù có đem giặt cho bạc màu, đem chôn cho khuất mắt, thì vẫn là sự thật thôi. Bốp, vừa dứt câu, ông Tê đã gắn cú đấm vào mặt ông M thay cho dấu chấm hết. Hai người rằng co dữ dội, vừa chống trả, ông Tê vừa khóc. Kiểu đứa trẻ không có cha mẹ đến lớp ngày họp phụ huynh, ngày hội thao hội trường. Nước mắt chảy tới đâu, giọng ông khàn tới đó, thều thào. Ông nói xạo, ông nói xạo. Chật vật lắm mọi người mới tách được, mấy người bảo vệ khúc khích. Mấy ông già cũng đánh lộn hăng dữ he. Ông em mở đứng lên, lấy tay lau vết máu gì khỏi khóe môi đã tím thẫm đi cả nhắc vào nhà vệ sinh lầu bầu. Chân cẳng tao mà có gì? Thì không được là mày biết tay tao. Ông lão không kịp phản ứng, mọi thứ xảy ra nhanh quá. Đầu ông vẫn còn tê dại bởi cảm xúc. Ông em mờ nói không sai, nhưng vậy thì tàn nhẫn quá. Ông tê cũng không sai, ông ấy chỉ đã cố quên đi. Cố xóa trắng đoạn ký ức bội bạc để tham gia cuộc thi này, bấu víu hy vọng, biết đâu con mình, ông lão có chút hoảng sợ. Ký ức về bà lão mới ngày nào còn tươi xanh như bó rau non nhút. thế mà thời gian là lò lửa. Ông lão nén tiếng thở ra. Càng tập trung vào việc vô thành phố, ký ức càng rời bỏ ông nhanh hơn. Trong lòng ông bỗng mọc lên cái nhọt. Nó thấy đau khi bưng cua nghĩ rằng vào thành phố rồi ông không còn được gặp bà lão trời chiều lòng ông lão. Tối đó, chỉ huy trạm 102 xuống gặp những người ngoại lệ thông báo về một ngoại lệ khác. Năm nay, thật sự có quá nhiều ngoại lệ. Do bên cơ sở thủ công thiếu nhân lực đột xuất, họ muốn điều những người có khả năng qua thi tuyển bên đó. Hoặc ai có quen biết, những người thợ khéo tay có thể giới thiệu. Họ sẽ tự liên lạc phổ biến chuyện thi cử. Đột xuất như đi bộ trên lưỡi dao sự cần thiết và gấp gáp khiến nó trở thành cơ hội cho những người mong muốn nhưng khiến người ta có thể trở nên thừa thãi bất cứ lúc nào con cá kiệt sức chỉ còn biết cắn mồi câu cầm cự biết sao được sức đâu nghĩ chuyện quá xa xôi ông lão lập tức giới thiệu bà lão cho họ ông cung cấp địa chỉ để họ tìm ông tin với khả năng của mình bà hoàn toàn có thể chiến thắng và trụ được như vậy Ông sẽ gặp lại bà, hơn vậy, bà sẽ được ở cạnh gia đình mình, còn gì trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Ông lão nhìn từng người lần lượt ra đi, họ không thể chờ nổi đến ngày thi, hoặc kiệt sức, hoặc chỉ còn là nhang khói. Không gian rộng ra càng nặng nề. Họ vẫn chưa liên lạc được với bà lão. Ông lão lo không biết bà có kịp thi không người săn tìm cơ hội, chứ cơ hội không chờ ai cả. Ông lão không biết bà lão đã đến chưa. Ông cùng mọi người đã được đưa vào phòng chờ. Cuộc thi sắp diễn ra, dịp may cuối cùng. Tay chân ông tê như có điện vì hồi hộp và phấn khích. Hình ảnh bà lão hiện trong đầu, chấn tĩnh ông. Ông không được phép sai sót. Người gác chạm đến gọi ông lão ra ngoài gặp người thân. Quái lạ, ai nhỉ? Khớp khởi, ông lão nghĩ. Có khi con ông nhín chút thời gian ra động viên ba nó. Được vậy, ông thi đâu thắng đó. Có hái sao trên trời, cũng chẳng nhằm nhỏ. Ông lão ngờ ngỡ cô gái gầy gò đứng trước mặt. Cô có nét giống bà lão. À, mãi ông mới nhớ ra. Đây là con gái riêng của bà. Lâu quá rồi mới gặp. Ông quên cũng phải liệu cháu ông có quên ông như vậy ông lão khẽ thở dài lâu quá rồi ông lão nhíu mày khó hiểu nhìn mớ hành lý lủ khủ của cô cô cười trả lời nhẹ bâng con dọn ra ngoài sống cùng với mẹ con mọi chuyện gấp gáp quá con nghe nói dượng đang thi ở đây nên qua báo tin về mẹ con tại con nghĩ khi dượng may mắn chiến thắng chắc tin còn lâu mới tới được. bà lão nhìn ông lão như không nhìn. con gái bà lắc lắc đầu. ông lão hiểu, bà đã không nhận ra ông nữa. thứ bào mòn bà lão lần này không còn là ông mà là căn bệnh Alzheimer. có lẽ vì ký ức trắng xóa không còn gánh nặng nên bà lão tươi tắn hơn. ông lão chống nặng cả nhắc tới bên nhờ cái chân què này ông được trở về nhanh hơn dù rằng chính nó khiến ông vụt mất cơ hội vào thành phố ông nhìn trên bàn cây máy phát nhạc đang ở đó nó hư rồi con chim bói cá không cử động nữa bà lão sau vài giây bất động đưa tay xoa xoa đầu ông gọi con trai miệng ông lão cứng đờ thứ hột gì đắng ngét vỡ trong ngực ông loang nhanh như vệt dầu Ông dì hai dòng nước mắt. Tụi nó không về sao? Ông lão hỏi. Con gái bà lão lắc đầu. Không có quy định nào cấm người từ thành phố ra thăm người thân. Chỉ có ngược lại. Tất cả nằm ở sự lựa chọn. Ông gật nhẹ. Nắm lấy tay bà lão. Thử làm một việc mà bấy lâu ông chưa từng làm. Hơi ngượng ngùng và nghẹn nghẹn. Ông đẩy lưỡi cho từ bật ra mẹ ơi bà lão cười hiền mặt bừng sáng như chùm hồng trắng nở trong nắng mật đôi mắt hai giọt xương đọng long lanh cái máy phát nhạc không vang nữa con chim ngừng con cá cũng ngừng chỉ riêng bài hát vẫn vang lên đâu đây một ngày thất bại về đây con còn cha còn mẹ còn quê nhà chờ quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn bên ngoài thành phố của tác giả phát dương câu chuyện đề cập tới nhiều vấn đề về cuộc sống cũng như tình cảm gia đình khiến người đọc người nghe phải suy ngẫm bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên hoàng hiệp về truyện ngắn này các bạn thân mến Chuyện ngắn có đề tài về cuộc sống đời thường, tình cảm đời thường, nhưng được tác giả thể hiện qua một câu chuyện mang phong cách giả tưởng. Khi mà dân số quá đông, thành phố chỉ tiếp nhận người trẻ tuổi, còn người già phải ở ngoài thành phố. Bố mẹ già phải xa con cháu của mình, và một cuộc thi đấu trở thành lần danh để quyết định ai sẽ được trở lại thành phố. Nhân vật chính của câu chuyện là ông lão nhiều tuổi nhưng vẫn quyết tâm tập luyện chăm chỉ để được thi với ước vọng vào thành phố gặp gỡ con cháu. Lẫn trong những giọt mồ hôi của ông, nước mắt của bà là nỗi nhớ mong con cháu, là tình cảm ruột thịt. Ông đã chiến thắng được cuộc thi đấu nhưng cuối cùng không vào thành phố mà quay trở lại với người vợ yêu khi bà bị bệnh Alzheimer. lắng động trong lòng người đọc, người nghe chuyện ngắn này là chân trở về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Trong thành phố ngoài thành phố là một hình ảnh thể hiện khoảng cách của người già và thế hệ con cháu của mình biết bao người vì cuộc sống cơm áo gạo tiền bận rộn công việc bận rộn vui chơi mà ít liên hệ ít quan tâm tới cha mẹ già ở quê đó là tâm tư nỗi buồn của không ít người già hiện nay các cha mẹ cần đâu chỉ có cuộc sống vật chất mà chính là tình cảm của con cháu trong khi tình cảm hai ông bà vẫn thắm thiết với nhau thì dường như con cháu trong thành phố đã quên mất có người đang mong ngóng mình. Một câu chuyện giả tưởng nhưng được viết với giọng văn chân chất giản dị về cuộc sống đời thường. Ước mơ của hai ông bà lão trong chuyện khiến người đọc người nghe, nhất là người trẻ, phải tự nhủ. Hãy để bố mẹ không phải ở ngoài thành phố. Thưa các bạn, chuyện đời có những cảnh huống bất ngờ tới mức thật khó nói trước mỗi người sẽ ứng xử thế nào nếu đột nhiên phải đối mặt những khoảnh khắc không thể nghĩ lâu dù chỉ vài giây những tình thế buộc phải hành động chỉ trong tích tắc và cũng từ đó mà thành công hay bi kịch nảy sinh với mỗi người trong cuộc gần như họ không có cơ hội rút kinh nghiệm nhưng với mỗi chúng ta câu chuyện của người khác sẽ là trải nghiệm quý báu để biết cách hành xử phù hợp trong đời chuyện ngắn chuyện viết ở đầm cò của nhà văn nguyễn nhuận hồng phương chúng tôi gửi tới các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trải nghiệm như thế mời các bạn cùng nghe Tùng Cò, bởi ngày đầu tiên gặp nhau ở ký túc xá sinh viên trường đại học, tôi chưa gõ mà hắn đã xưng. Tôi tên Tùng, nhưng vì nhà ở Đầm Cò nên mọi người gọi vậy để phân biệt với những người trùng tên. Không biết có phải vì sinh ra ở Đầm Cò mà cái biệt hiệu Cò lại rất đúng với phong thái bề ngoài của Tùng. Khuôn mặt dài, lưỡng quyền nhô, xương cằm mạnh như hàm rắn, người cao, dáng mảnh khảnh đầu gối quá tai bước cài nhắc theo đúng nhân gian thường ví trông như cỏ hương tùng cò và tôi chọn chung phòng và học cùng khoa tài nguyên và môi trường tính tùng cò hiền lành nếu không gọi là nhút nhát nói năng nhỏ nhẹ ít giao du học bài xong ngồi lì trong phòng đọc sách thứ bảy chủ nhật ngày lễ không ở lại thành phố mà vội vội vàng vàng ra bến leo tót lên xe khách về quê tối mịt chủ nhật hoặc mờ sáng thứ hai mới có mặt ở trường một lần tôi hỏi đùa có em nào bỏ bùa mê thuốc lúa cho cậu hay sao mà tuần nào cũng về vậy mặt tùng cò đỏ ửng đưa tay gãi đầu không về người ta lại tưởng mình ra thành phố quên người nhà quê phiền phức lắm như vậy thì đích thị tùng cò đã có người yêu và hai đứa chắc phải yêu nhau lắm lắm Tôi đoán vậy, và mặc dù rất thân, nhưng nói theo cách nói của bọn sinh viên là không sắn quần lội vào đời tư của người khác, nên tôi không hỏi. Nhưng học giờ năm thứ ba, thì đột ngột Tùng bỏ học, cùng với tin bố Tùng phạm tội bắn chết người phải đi tù. Bặt tin từ ngày ấy. Đột nhiên sau gần 10 năm, tôi nhận tin Tùng mời về nhà chơi với lý do đơn giản, nhớ hồi cùng học. Tôi có hứa sẽ mời anh về ăn một bữa cơm lẩu cò. Gửi xe máy hơn trăm cây số, về tới ngã ba phố huyện quê Tùng, tôi hỏi một em bé chăn bò. Đứa bé nhìn tôi suốt lượt như kiểm chứng rồi hỉ hả nói. Vậy chú không phải là dân câu rồi, chắc chú đến để học tập cách làm kinh tế của chú ấy chứ gì? Tôi ử hữ, chú bé chỉ tay về dãy núi xa xa và nói tiếp chú cứ đi theo dọc con đường kia khi nào nhìn thấy vết cứt cò là đến cơ ngơi của chú tùng cò đúng như lời chú bé chăn bò nói ngoặt vào lối rẽ tôi bắt gặp những bãi phân cỏ trắng như vôi rắc trước cổng vào có một chiếc lán rộng và một tấm biển ghi rõ khách đến đầm cò để xe có động cơ ở đây tránh gây tiếng động cho cỏ tôi tắt máy và dắt xe vào. Trong lán đã có mấy chiếc ô tô bốn chỗ và hàng chục chiếc xe máy dựng thành hàng. Quanh bờ đầm, dưới những chiếc lều nhỏ lợp lá cọ nằm xen kẽ giữa hàng cây ăn quả lâu niên. Các đệ tử của lão vọng mắt đắm đuối theo dõi phao câu, im phát như tượng gỗ trong chùa. Tay cầm cần theo tư thế sẵn sàng giật. Vậy ra, đây là nguồn sống chính của Tùng. Tôi lầm nhầm rồi mở cổng đi vào. Đầm cò rộng mênh mông ngoài trí tưởng tượng, mặt đầm trải tít đến gần dãy núi. Từng làn sóng dập dờn nối nhau vỗ bờ y oạp. Giữa đầm là một bãi nổi với cánh rừng bát ngát rời rợi màu xanh. Gió thổi lộng, rừng cây đu đưa. Nhấp nhoáng ẩn hiện cánh cò trắng phao phau dập dờn giữa màu xanh tinh khiết trong lành gợi trong tôi về với miền cổ tích đang ngất ngây ngắm phong cảnh, đột ngột có một con chó to bự lồng xù sổ ra kèm theo tiếng sủa vang. Tôi giật mình nghiêng người thủ thế, con chó nhe nanh gầm gừ. Và một tiếng quát giật giọng từ trong lều ném ra, "Lu, hỗn nào, vào." Con chó cùm cúp quay lại và Tùng từ trong nhà bước ra. Tôi không tưởng tượng nổi sự đổi thay của Tùng cái dáng trông như cỏ hương biến đâu mất. Trước mặt tôi là một thân hình vạm vỡ, da cháy nắng, đầu húi cua, bước đi nặng trịch chắc chắn, đích thực là một dân nông chi điển. Tùng mời tôi vào lều, gọi lều bởi được ốp bằng những cây sậy lợp cỏ danh xuôi mái. Trong lều, ngoài chiếc giường đan sạp nứa, cái đáng giá duy nhất là cây đàn guitar treo trên vách cạnh bức ảnh một nam, một nữ sóng đôi, cả hai đều mặc đồng phục thanh niên sung phong thời Trung Mỹ. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Tùng rót bát nước mời tôi rồi nói. Tôi mua được mảnh đất hơn 100 mét vuông ở khu giãn dân rồi, gạch ngói, gỗ lạt, tre pheo, tiền công thợ cũng đủ rồi. Nhưng đợi khi nào bố tôi được giao tù thì sẽ khởi công. Tôi hỏi, thế ông cụ bao giờ mãn hạn? Ngày mai, Tùng đáp. Bố tôi bị kết án 10 năm, nhưng ông cải tạo tốt nên được hưởng chính sách ân xá trước thời hạn 2 năm. Nhưng thôi, chuyện đâu bỏ đó, bây giờ ta đi ăn đã. Chắc đi xa như thế anh cũng đói rồi. Tùng kéo tôi ra ngồi ở bộ bàn ghế được đẽo gọt thô sơ từ những gọc cây còn nguyên rễ và sẹo mắt xù xì kê dưới tán một cây khế cảnh lá sum xuê, núc nỉu quả và những chùm hoa tím sẫm ngay sát bờ đầm chúng tôi ngồi neo chiếc thuyền thúng bằng sợi dây thừng bập bềnh dẫn đùa cùng sóng nước. Dường như đã chuẩn bị trước, trên mặt bàn bày sẵn bát đũa, vò rượu và mấy thỏi cơm lam. Tùng nhấc chiếc lò chứa than củi, đặt lên mặt bàn nhóm lửa, bật quạt thổi cho hồng, rồi xuống dệ đầm, xách giỏ cá lên. Tôi bảo anh lên ăn lẩu cò, nhưng đó chỉ là nói đùa thôi, Tùng mở giỏ bắt ra những con cá rô màu vàng ươm. Từ ngày bố tôi đi tù, tôi thề không bao giờ ăn thịt cò nữa. Thay lẩu cỏ, tôi đã ăn món cá rô đồng nướng than củi rành rành nhắm rượu và ăn với cơm lam. Cơm lam chính tay tôi làm, còn cá thì bắt dưới đầm, củi rành rành mọc trên bãi đồi đầm cò lúc nào cũng sẵn. Tùng xin cá, gác lên bếp than hồng Tiếng than reo tí tách, vầy cá nở như hoa. Tùng lấy lông gà tẩm nước gừng, phết lên từng lượt, rồi lật đi lật lại. Cá bén lửa tỏa mùi gừng thơm lựng. Cá chín, Tùng bóc gỡ ruột bỏ đi, rồi đặt vào bát tôi. Cá này, phải ăn nóng mới ngon, uống rượu xong thì ăn cơm lam. Các anh ở thành phố thiếu gì đặc sản, nhưng bảo đảm ăn xong bữa này anh sẽ nhớ đời đấy. Tùng rót rượu ra bát và đưa cho tôi. Anh thông cảm nhé, ở trên này chúng tôi có lệ uống rượu bằng bát, nào mời anh. Tùng nâng bát rượu cụng vào bát của tôi, cứ uống xong một ngụm, Tùng lại chìa tay ra, anh thông cảm, trên này có thông lệ, cứ mỗi lần cụng là phải lắc lắc. Nói rồi Tùng cười, nụ cười như tự giễu với cái văn hóa nửa mùa ấy. Tôi vừa uống vừa nhìn Tùng. Quả thực tôi không tà nào nhận ra chàng sinh viên khoa tài nguyên và môi trường ngày xưa nữa. Hết cả sự rụt rè e nép, hết cả tiếng nói cười nhỏ nhẹ. Thay vào đấy là một tùng lanh lợi tháo vát, vẻ bụi bụi của một người từng trải. Sau ba tuần rượu tùng kể, bố mẹ tôi cùng đi thanh niên sung phong một đợt. Tùng ngả người tựa vào gốc khế, nhìn về phía bãi nổi. Lúc ra quân thì làm đám cưới, nhưng vì cả hai đều nhiễm chất độc da cam Nên chữa chạy thuốc thang mãi mới có tôi Hồi ấy khu vực này làm gì có người Khu đầm hoang mà anh Theo lời kêu gọi vỡ đất hoang hóa Phủ xanh đồi chọc Bố mẹ tôi sung phong ra đây Mới đầu là vượt bờ Thưng ruộng cấy lúa Nhưng anh tính Đất ở đây ngập phèn Chạt váng vàng như đồng thau Bong bóng sủi tăm nổ như răng ngô Không khâu nước được lùa đến thì con gái úa rực như tơ tằm gặt về những rơm là rơm sau mấy lần thất bại bố mẹ tôi chuyển hướng quyết định be bờ chứa nước thả cá bố tôi bảo các cụ ta có câu thứ nhất thả cá thứ nhì gá bạc mình không có gan gá bạc thì chịu khó làm đầm thả cá thế là bố mẹ tôi ngày ngày xì xụi khơi dòng đắp bờ không có tiền mua cá giống mẹ tôi ra chợ mua xỉn những mớ cá ế mang về còn sống thì thả đầm, còn chết thì để ăn. Nhưng ông trời không thương bố tôi. Lúc tôi lên 7 tuổi thì mẹ tôi qua đời. Tùng nhấc thêm ngụm rượu, mặt không còn lượng đỏ mà dài dại. Tinh mắt đờ đẫn như gánh nặng quá khứ đang đè nặng trong tâm hồn anh. Tôi lo lắng sợ Tùng quá chén, nhưng Tùng lắc đầu. Anh an tâm đi, tôi không phải là kẻ mượn rượu dài sầu Hôm nay có anh nên tôi muốn trở về với những điều từ ba lâu nay ấp ủ trong lòng. Ai cũng có quá khứ, dẫu đó là niềm vui hay nỗi buồn. Và ai cũng muốn được thổ lộ trần tình cho nguôi ngoai hoặc sẻ chia. Nhưng cuộc đời đâu giản đơn như ta nghĩ. Có những nỗi niềm ẩn khuất không thể thốt thành lời. Phải chăng đó là số phận? Mà sao số phận ấy lại đến với bố con tôi chứ? Bố tôi suốt một cuộc đời tận tụy một thời tuổi trẻ hiến dân cho đất nước về già muốn vượt qua nghèo khó thì lại mắc vòng lao lý còn đứa con duy nhất thì bỏ trường đại học về đây làm ông chủ hồ câu và trông nom một bãi cỏ hoang vậy ra ông cụ vẫn nghĩ anh đang đi học đại học tôi hỏi đúng là bố tôi vẫn nghĩ tôi học xong đại học và đi làm rồi vì vậy tôi lo sợ cái ngày mai cái ngày bố tôi biết sự thật về đứa con mà ông đặt hết niềm hy vọng vào bằng cả tình yêu phụ tử và trách nhiệm máu thịt. Đang nói thì Tùng dừng lời vì có người tới. Người khách là dân câu vì cái túi đựng đồ câu khoác trên vai nói lên điều đó. Tùng sời lợi. Được con nào chưa mà anh về sớm thế? Ngồi làm với em hớp rượu đã. Người khách câu gật đầu chào hạ túi đồ ngồi xuống tớ phải về vì vợ điện nhà có việc đột xuất. Hơi tiếc là thả mồi vừa chín, cá lượn vòng quanh, tầm nổi ung ục. Anh ta vừa nói vừa móc túi, lấy tiền ra. Tùng xua tay, em không lấy đâu, luật rồi mà anh. Ai đến câu ở đầm cỏ bị móm, em không thu tiền. Mồi thả xuống, coi như để nuôi cá. Người khách nhét tiền vào chỗ cũ. Đã là luật thì phải chấp hành thôi. Nhưng Tùng này, người khách câu cầm bát rượu tùng vừa rót chạm đánh canh vào bát của tôi rồi ngửa cổ dốc ực một cái vào cổ họng cậu có cách kinh doanh khác bọn hồ câu dưới xuôi bọn người ấy đã ném mồi buông cần là nộp hết được hay móm không ong đơ gì hết kiểu kinh doanh như cậu thiệt trước mắt nhưng được cái lâu dài kết luận xong người khách câu đứng dậy thôi chúc các vị ngon miệng, bye nhé. chờ người khách đi khuất tôi hỏi, mỗi hôm bình quân thu được bao nhiêu hạt tùng? Tùng cười, cũng tùy thôi, nhưng vào thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ thì khá hơn. dân câu thích câu ở đầm cò vì cảnh trí ở đây đẹp, môi trường sạch, có dòng đối lưu nên nước sạch, cá không bị ô nhiễm. tôi hỏi tiền thu thế nào, Tùng mân mê chén rượu. tôi thu theo ca mà anh. Bốn tiếng gọi là một ca, mỗi ca 50.000 đồng. Nửa tháng thả thêm cá một lần, loại bé nhất cũng trên cân một con. Đầm cò sẵn phù du nên cá nhanh lớn. Anh tính ngồi câu cả ngày, không được con nào chán lắm. Mà tiền câu tiền mồi tính ra nhiều hơn cả tiền mua cá ở chợ. Nhưng đã nghiện câu rồi, tuần không ngồi được một lần là không chịu được. Chả thế dân câu thường nói đùa với nhau là nhìn phao câu nhiều hơn cả nhìn mặt vợ. Tôi hỏi, thế còn đàn co, cò, thu hoạch có khá không? Tùng xiên thêm mấy con cá nữa, đặt lên lò than. Không, cá và cây ăn quả là nguồn thu chính của tôi. Còn đàn co cò ở bãi giữa là tôi làm theo ý nguyện của bố tôi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, một lần bố tôi bơi từ bãi giữa về, Ông bế sốc tôi lên, chạy ra bờ đầm, chỉ tay về phía bãi giữa và reo lên. Tùng ơi, có cò làm tổ trên cây rồi, kia kia, con thấy không? Tôi bé biết gì đâu, và lại những con cò với tôi chẳng là gì hết. Tôi làm súng cao su rình bắn, răng bẫy bắt cò. Bố biết không giận mà bắt tôi ngồi xuống trước mặt giảng giải. Theo cố nội kể cho bố biết, trước kia đây là nơi chú ngụ của các loài muông thú. Sau đợt Tây Càn, bãi nổi bị đạn đại bác bắn vào làm cháy rụi nên chim cò bỏ đi hết. Bây giờ tự nhiên có đàn cò về làm tổ, đó là điềm lành cho bố con mình, nên con đừng phá, giữ yên ắng cho cò, có nơi có trốn. Những điều bố tôi nói cộng với hành động của ông thấm dần vào tôi. Tôi nhớ mỗi lần đàn cò về muộn, bố không ăn cơm mà ra bờ đầm trông ngóng cho đến khi những cánh cò như dài chớp trắng theo hình mũi tên bay về tổ ông mới thở phào nhẹ nhõm cho đến khi tôi vào đại học đàn cò ở bãi nội đã có trên một nghìn tổ bố tôi vui lắm ông thường ra đây ngồi nhấp chén rượu ngắm đàn cò gầy đàn và hát những bài hát nói về một thời thanh niên xung phong với ông dường như đàn cò là tất cả và tôi bị lây tình yêu của bố nên khi thi đại học tôi quyết định thi vào khoa tài nguyên và môi trường. Vậy sao anh không làm theo ý nguyện của ông cụ? Tôi hỏi. Tùng cò nhìn tôi với ánh mắt đượm một nỗi buồn khó tả. Anh còn nhớ hồi ở ký túc xá không? Thứ bảy chủ nhật nào tôi cũng về. Thú thực với anh, lúc ấy tôi về vì tôi đang yêu. Nàng tên là Khế, học sau tôi hai lớp, nhà ở phố huyện còn út một chủ thầu bất động sản tôi bị nàng cuốn hút nên yêu cả cái tên mà theo bạn bè cái tên không xứng với sự xinh đẹp của nàng tuy là con nhà giàu nhưng nàng không kinh kiệu có lần nàng nói với tôi em thích cái đầm cỏ của anh hơn cái biệt thự mà bố em xây làm của hồi môn cho em để chứng minh tình cảm của mình nàng mang đến cho tôi một cây khế non và bảo anh chồng và chăm sóc cẩn thận và hãy coi đây là tấm lòng của em. Tùng vỗ tay vào thân cây khế. Cây khế này chính là cây khế nàng mang cho tôi đấy. Đã mấy mùa trổ hoa, đơm quả rồi mà mọi thứ vẫn còn giang dở. Ngừng một lát, Tùng nói tiếp, chính tình yêu của nàng đã cho tôi vượt qua sự mặc cảm thân phận của mình, nhưng sự đời thường không như ta nghĩ. Vào một buổi chiều ở trường về, Lúc đến đường rẽ, tôi gặp anh trai của nàng đi từ trong nhà tôi ra. Anh ta đỗ xịt xe lại trước mặt tôi, nét mặt hầm hầm. Này thằng Tùng kia, từ nay tao cấm mày gặp em gái tao. Nếu không, đừng có trách tao nói trước. Đũa ấm mốc lại tròi mâm son. Buông xong câu thành ngữ, anh ta rồ ga và phóng vụt đi. Về đến nhà tôi thấy bố tôi ngồi dưới gốc cây khế mặt buồn rượi. Tôi hỏi, có chuyện gì đấy hả bố? Bố tôi thở dài. Bố con ông chủ thầu bất động sản muốn bố nhượng lại quyền thuê khu vực đầm cò để xây biệt thự mini. Trong thời gian ấy bố tôi lo lắm. Ông sợ khu đầm cò về tay người khác thì đàn cò sẽ mất. Bố tôi lên tỉnh đưa đơn yêu cầu. Thật may là ban bảo vệ tài nguyên và môi trường cử cán bộ xuống xem xét. Họ đánh giá cao việc cải tạo môi trường và gây lại đàn cò của bố tôi nên làm văn bản đề nghị huyện cho bố tôi ký lại hợp đồng. Không chiếm được khu đầm cỏ, anh trai nàng tức giận, thi thoảng đi xuồng cao su vào bãi nổi bắn chim. Bố tôi bực lắm, nhưng sức yếu, người bảo vệ không có, mà bố tôi lại sao được với những kẻ cố tình phá phách đó. Sau mỗi lần như vậy, bố tôi lại đi thuyền thúng ra bãi nổi nhặt cỏ mang về con chết thì chôn con bị thương thì chạy chữa, lành lặn lại thả vào rừng. Có nhiều lần, tôi thấy ông vừa chôn xác cò, vừa gạt nước mắt. Kể đến đây, dường như xúc động về những hồi ức được nói ra, đôi mắt của Tùng đẫm lệ. Tôi rứt tờ giấy lau đưa cho Tùng. Tùng thấm nước mắt rồi lật tờ giấy nhặt những cánh hoa khế tím biếc rụng trên mặt đất để vào. Vào cái hôm định mệnh ấy, Tôi chèo thuyền thúng sang bãi nổi với mục đích là gặp anh ta để nói chuyện. Khi đến nơi, tôi thấy anh ta đầu đội mũ cối, mặc bộ quần áo sẵn di, miệng phi phèo thuốc lá. Súng hai nòng lăm lăm trong tay. Thấy tôi nhưng anh ta coi như là không có, dương súng bắn. Một tiếng nổ vang lên, đạn ghém tỏa thành vầng, khói bay mù mịt, lũ cò xáo xác. Những con cò trúng đạn rơi xuống như sung dụng, không kìm được tôi gào lên không được bắn bất cần khẩu súng nhả thêm một phát nữa tôi nhìn thấy những con cỏ bay lơ lửng trên bầu trời xanh trúng đạn táp cánh rơi xuống tôi xót xa nhìn những con cỏ trúng đạn rơi xuống máu chảy đầm đìa còn những con bị thương thì dẫy dẫy cố nhoai lên đôi cánh non tơ vẫy vẫy vươn cổ dài há mỏ ra để kêu cứu nhưng anh ta không một chút động lòng ung dung nạp thêm đạn vào nòng súng tiếp tục giơ lên ngắm. Không chịu được nữa, tôi lao đến giằng khẩu súng. Anh ta khỏe, nhưng tôi nhanh. Tôi chụp được khẩu súng quay nòng lại, chỉ ít thẳng vào ngực anh ta quát. Anh mà còn làm thế, tôi sẽ cho anh một phát. Anh ta cười nham nhở, lấy chân di di những con cò bị thương đang dãy ruộng dưới đất, tào thách cả bố con mày đấy. Tôi đau xót nhìn những con cỏ oằn oại dưới đất. đội tức giận ùa lên nghẹn đứng. Anh ta lao vào tôi cướp lại súng. Theo phản xạ tức thì tôi bóp cỏ. Một tiếng nổ vang lên. Trong màn khói tôi thấy anh ta gục xuống như cây chuối đổ. Viên đạn ghém bắn ở cự ly gần xé toang lồng ngực. Máu chảy tràn mặt đất. Bữa lúc ấy bố tôi từ dưới đầm chạy lên. Ông chạy tới cái xác lật lên rồi gào: "Tùng ơi, con giết chết người ta rồi." Tôi đứng như trời trồng. Bố tôi lao đến, răng khẩu súng trên tay và nói như một sự tính toán sẵn: "Tùng, con trốn đi ngay, mọi việc cứ mặc bố." Tôi nghe theo, chạy đi được một đoạn nghĩ thế nào quay lại: "Bố, việc con gây ra cứ để con chịu." Bố tôi quỳ xuống chắp tay vái tôi: "Tùng ơi nghe bố đi, về ngay trường coi như việc này là do bố làm." Tôi cúi xuống nâng bố dậy. Bố ơi, bố già rồi. Vào tù bố chịu sao nổi. Bố ôm lấy tôi giọng văn vỉ. Tùng ơi, bố có mỗi mình con. Hãy nghe lời bố. Trả lại đầm cò đừng bám ở đây nữa. Hãy cố gắng học cho xong, rồi tìm nơi khác mà sống. Tôi dùng rằng không nỡ. Chợt bố quay ngược súng tì vào ngực, giọng đanh cứng. Nếu con không nghe lời, bố sẽ chết tại đây. Tôi hoảng hốt kêu lên, bố, bố đừng làm thế, con sẽ nghe theo bố mà. Kể đến đây Tùng dừng lời, đăm đăm nhìn sang phía bãi nội, không gian như ngẽn lại sau sự thật phũ vàng. Tôi bàng hoàng vì những chi tiết Tùng vừa kể. Một lát sau tôi hỏi, vậy Khế vẫn nghĩ người bắn anh trai mình là ông cụ à? Tùng gật đầu, đấy chính là bi kịch của đời tôi thế từ hồi ấy đến giờ tùng có gặp lại khế không tôi hỏi tùng nhặt những cánh hoa rụng dưới đất để đến lòng bàn tay và ve vuốt tôi làm gì còn tư cách để gặp nàng nhưng thà rằng nàng đi lấy chồng có một cuộc sống êm ả trong ngôi biệt thự của ông bố để lại thì có lẽ tôi cũng được an ủi phần nào nhưng không sau khi tốt nghiệp sư phạm nàng xin lên vùng cao dạy học từ chối mọi lời cầu hôn và thề suốt đời không yêu ai nữa Người ta nói, nếu con người còn sống thì vết thương lòng tự nó sẽ lành thôi. Nhưng với tôi, vết thương ngày càng khoét sâu, trà sát, nhức nhối. Còn lương tâm thì luôn dai dứt như là một kẻ tội đồ trốn chạy chui lủi trong một nấm mồ hoang lạnh. Tôi định tìm lời an ủi Tùng, nhưng chưa biết nói sao, thì Tùng bỗng dưng đứng phát dậy, vẻ mặt đanh cứng, bàn tay siết chặt những bông hoa giọng quả quyết. Tôi nghĩ rồi anh ạ. À, dẫu sự thật cay đắng thế nào vẫn là sự thật. Chờ bố tôi về xong, tôi sẽ đến gặp nàng để thú nhận. Cho dù tôi nhận từ nàng sự tha thứ hay nỗi hận thù còn hơn suốt đời tôi làm kẻ dối trá. Đã cuối thu, hoàng hôn xuống nhanh. Những tia nắng màu da cam đan chéo xuyên qua tán lá quanh bờ đầm phủ lên màn xương bạc làng bảng trên mặt nước Một đàn cò từ trên cao xả xuống Trao nghiêng lượn vòng Những đôi cánh dập dờn cải sen nhấp nháy Như những chớp trắng Để tồn tại những chớp trắng tinh khiết Trên vùng đầm cỏ này Có những kiếp người phải vượt qua số phận Với sự dũng cảm Cùng với một cuộc tình mang hương vị Đắng đót đến tận lòng giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn chuyện viết ở đầm cò của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Sau đây là những cảm nhận về chuyện ngắn này của biên tập viên văn nghệ. Thưa các bạn, người viết bắt đầu câu chuyện bằng lối kể tuần tự khá hiền lành và đơn giản. Sự có chuyện chỉ xảy ra tới với người nghe khi tác giả gieo chi tiết người bố của nhân vật Tùng bị đi tù. Vì sao ông bị đi tù khi tất cả mọi người đều muốn biết ngay lý do thì câu chuyện tạm ngừng một nhịp theo chủ ý tác giả nhằm kéo dài thêm chút nữa sự tò mò tôi cho rằng đây là cái khéo của người viết cái đó là những dẫn giải tuần tự lớp lang về việc vì sao nhân vật tùng lại trở thành ông chủ của khu câu cá như hiện tại với những tình tiết phát sinh từ vụ ngộ sát trong quá khứ nghe chuyện người ta cảm động trước tình cảm cha con trong sự cố nguy cấp, cảm động về nỗi ân hận, dai dứt và gắng gò chuộc lỗi lầm của người con trai. Cảm động về tình cảm sâu sắc của người con gái tên Khế sau những biến cố bi kịch xảy ra với gia đình. Sự nông nổi và thiếu kiểm soát trong phút chốc của Tùng đã gây ra cảnh xảy đàn tan nghé suốt 10 năm sau. Đó hẳn nhiên là cái giá quá đắt Phạm tội thì phải bị pháp luật trừng trị, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đi vào tình tiết cụ thể, vẫn còn nhiều điều chỉ có tòa án lương tâm con người mới thấu suốt. Rõ ràng sẽ chẳng ai biết chuyện người cha nhận tội thay con nếu chính một trong hai người trong cuộc không nói ra. Thế mới thấy, sau mọi tội ác, đúng sai bao giờ cũng chỉ là câu chuyện bề mặt. Dù sự trừng trị đích đáng của pháp luật luôn là điều cần thiết để giữ yên xã hội, nhưng cái yên của lòng người, cái thấu triệt đạo đức và lương tâm của mỗi người mới là cái gốc để giữ được nền tảng của một xã hội bình yên. Các bạn thân mến, ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, như thế nào là cuộc sống hạnh phúc lại không có một khái niệm cụ thể. Mỗi con người lại có nhu cầu, quan điểm đòi hỏi khác nhau về hạnh phúc của mình. Hạnh phúc với người này là giàu sang phú quý, nhưng với người khác đơn giản chỉ là một bữa cơm đạm bạc, ấm áp tình cảm gia đình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn thức tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh qua giọng đọc Hải Yến. vợ chủ Sáng ra Cầm cái cam múc nước và chụp lấy cái khăn lau mặt Là bị trận mở màn Bộ đuôi hay sao Mà không thấy ca nước ấm của con nhỏ Khăn đó của mấy người sao Mình mẩy đầy lang ben Đụng khăn ai cũng dùng Rồi lây cho cả nhà Anh vợ như không nghe thấy Mới bắt đầu một ngày mà cãi vã thì không nên Anh lấy 10 ngàn Từ mấy tờ còn lại Cho vào túi quần để đi đường số còn lại anh đưa cho vợ. Tôi gom ba cái phế liệu, bán được mấy chục, hồi tối tính đưa mình mà quên. Anh ôm hôn đứa con gái lên ba một cái, rồi dắt cái xe cà tàng ra ngõ. Chị vợ lầm bẩm mấy tiếng trong miệng, rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa. Ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê bình dân, kêu một cái đen, trả bù hôm qua thiếu ruột ly. Vậy là hết bốn ngàn, anh chỉ biết đọc biết viết Con mồ côi mà Ở với bà ngoại tới 10 tuổi thì ngoại qua đời Ăn trực ăn chờ nhà gì nhà cậu Thì phải làm Ai đâu có tiền lo cho đi học Từ 13 tuổi Anh đã làm quen với cái thùng hồ Bắt đầu làm hồ Làm chỉ để ăn ba bữa Nhưng anh siêng năng lại hiền Ai kêu gì cũng làm Ai sai gì cũng được Biệt mài được 7 năm anh đã làm thợ. Trong đám con gái sách hồ, anh chấm đứa coi được nhất, cho dù nó là đứa dữ dằn có tiếng. Con nhỏ thấy anh hiền lại sinh năng và không biết nhậu nhẹt bê tha như những người thợ khác. Nó chịu. Đám cưới đãi được bốn mâm, hai mâm nhà trai nhà gái và hai mâm bạn bè. Thôi thì, giàu cũng cưới, nghèo cũng cưới cho dầu xe hoa, cho dầu kèn trống, cho dầu đãi ở nhà hàng. Cho dầu cô dâu có thay bao nhiêu lần áo đi nữa thì hạnh phúc vẫn là điều quan trọng. Thời trẻ làm lụng quá sức, tới già, xanh đủ thứ bệnh. Thằng con trai lớn của anh vừa được 5 tuổi, ông ngoại ra đi. Từ lúc vợ anh có thai thằng con lớn, anh đã không cho làm hồ nữa. Anh dáng làm để vợ được yên ổn đẻ con và nuôi con anh vui mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ thấy con anh không biết nói lời hoa mỹ anh chỉ nói thật lòng anh làm lụng vất vả để vợ con có được cái ăn cái mặc anh không dám ăn ngon không đàn đúm bạn bè cuối tuần lãnh tiền xong đám bạn kéo nhau đi làm một chầu bồi dưỡng anh ra chợ mua chút bánh cho con cục xà bông thơm cho vợ tiền lãnh bao nhiêu anh đưa hết cho chị cất giữ nhưng như vậy chừng như cũng chưa vừa lòng chị chị bực tức cái nghèo của anh chị bực tức cái khờ khạo của anh chị muốn được trở đi chơi vào mỗi buổi chiều còn anh về tới nhà cơm nước xong đã nằm lăn ra ngủ cả ngày phải vật lộn với công việc buổi trưa anh thường lãnh làm thêm công chuyện để có thêm tiền anh không dám than thở mình là đàn ông, làm không nuôi nổi vợ con thì để mặt mũi đâu. Anh vừa về tới nhà đã thấy đứa con nhỏ méo máu khóc. Nhìn thấy vợ ăn mặc như chuẩn bị đi đâu, anh ngạc nhiên hỏi. Giờ này mà mình sửa soạn đi đâu vậy? Tôi đi kiếm việc làm. Ở nhà trông vô mấy đồng lương chết đói của anh, tôi chịu hết nổi rồi. Thế mình đi làm việc gì? Anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chị Sáu giới thiệu tôi làm ở một quán nhậu. Chỉ làm mấy tiếng ban đêm thôi mà bằng lương cả ngày của anh đó. Được chưa? Bây giờ ăn cơm rồi coi con nhỏ giùm tôi. Tôi đi làm mới có thêm cái ăn cái mặc. Con cái ngày một lớn mà trong nhà trống hoắc như vậy ai chịu nổi. Nhưng sao mình không bàn với tôi? Con còn nhỏ, mình bỏ nó ở nhà tội nghiệp lắm. Bởi vậy tôi mới đi buổi tối, anh về giữa con anh giữ con không được sao? Nói rồi, chị cua cái túi sách bước ra cửa, con bé khóc thét lên. Anh ảm xúc con lên dỗ sảnh. Nín đi con, bà ảm con đi chơi nghe, đừng khóc. Chị đi làm được một tuần, đêm nào về cũng đầy mùi bia rượu. Chị có vẻ ngượng ngùng với anh. Khách ép thì mình phải chiều thôi, đi làm thì phải được lòng khách chủ người ta mới mướn mình chứ. Anh buồn bã không nói gì. Anh không lạ gì cái cảnh trong các quán rượu, nhưng anh không quen cãi lẫy người vợ. Và anh cũng hiểu chị muốn chia sẻ cái gánh nặng gia đình với anh. Anh tuy không vừa ý công việc chị đang làm, mà lại không có giải pháp nào tốt hơn. Đã 9 giờ rồi, anh độ chừng chắc một tiếng đồng hồ nữa là chị về. Anh cho con uống thuốc và thắc thòm ngồi chờ đồng hồ nhà bên gõ đều 12 tiếng. Anh giật mình ngơ ngác, mòn mỏi quá nên anh đã ngủ quên trên ghế. Chị vẫn chưa về. Anh dở bùng con, con bé chừng chịu thuốc đã ngủ say. Anh bỗng lo sợ, không biết có chuyện gì mà tới giờ này mà chị vẫn chưa về. Anh khép cửa đi ra đường. Trời dường như sắp mưa, hơi nước lành lạnh trong không gian tĩnh mịch làm cho anh rứt cơn buồn ngủ. Anh ra tới đường lớn, có một bóng người đàn bà bước tránh choáng như một người đang say rượu. Anh ngờ ngợ rồi đi nhanh tới. Người đàn bà quỵ xuống đường. Anh tới gần. Sao giống vợ bình quá, nhưng quần áo thì không giống. Anh cúi sát xuống thì chị đã ngã vật ra đường. Ánh đèn đường vừa sáng trên gương mặt người đàn bà ấy. Anh thẳng thốt, trời ơi, đúng là mình rồi. Bằng tất cả sức lực của đàn ông, anh ảm sốc chị như ảm một đứa bé rồi bước nhanh về nhà. Khi đã được lau mặt bằng nước ấm, đã được uống một chút nước trà gừng, chị tỉnh lại và thút thít khóc. Anh ngồi kế bên và cứ để yên cho chị khóc. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chị như vậy anh không nỡ hỏi, Mãi một lúc sau, chị đã bớt xúc động. Anh khẽ khàng hỏi: "Chuyện gì vậy, bình nói cho tôi nghe coi." Chị nhìn anh như nhìn một người mới gặp. Anh ngồi đó, tay nắm lấy bàn tay chị. Chị cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay của anh, bàn tay đã làm biết bao nhiêu việc để vợ con đỡ nhọc nhằn vất vả, bàn tay đã đem cơm đem áo về nhà, dù chỉ là những bữa cơm đạm bạc những chiếc áo rẻ tiền chị ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh tại sao anh không chửi không mắng chị tại sao anh không bỏ mặc chị con đàn bà hư hỏng con đàn bà chưa từng ngọt ngào với chồng sống với nhau bao nhiêu năm anh chưa từng rầy la chị lẽ ra chị phải biết thương anh phải thấy mình có phước hơn biết bao nhiêu người đàn bà khác từ khi cưới nhau tuy nghèo nhưng chị cũng chưa thiếu ăn thiếu mặc có một năm, anh đã làm tới gần giao thừa mới bước thấp bước cao về nhà vì đã gần kiệt sức. Anh đã lãnh quét vôi gấp trong một căn nhà. Anh đã đứng suốt 12 tiếng đồng hồ để nhận số tiền công hậu hĩ của chủ với đôi chân sưng vù vì tụ máu. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt chị lại chảy dài trên má. Chị đi làm trong quán nhậu mới 3 ngày, đã có người để ý. Đó là một tay chủ tiệm buôn hàng điện tử cái nhan sắc mặn mỏi của chị, của người đàn bà vừa bước qua tuổi 30, đã làm gã động lòng. Biết chị không phải là gái làng chơi, mà chỉ vì hoàn cảnh mới đi làm việc này. Gã quăng lưới. Mấy lần mời chị đi ăn khuya, mấy lần đưa về để tạo thiện cảm. Và chị đã siêu lòng. Đêm nay, gã đem đến một gói quà gồm mấy bộ đồ đắt tiền và một số mỹ phẩm gã xin cho chị nghỉ sớm và cũng đi ăn xong gã đưa chị tới một nhà nghỉ ở ngoại ô lẽ ra chị phải từ chối lẽ ra câu chuyện phải dừng lại ở đây nhưng điều gì đã khiến chị bước vào nhà nghỉ với gã nhìn căn phòng sạch sẽ với chiếc giường nệm trắng tinh cặp gối cái mền mọi thứ đều đẹp đều hơn hẳn cái giường ngủ tồi tàn của vợ chồng chị chị thấy xót xa cho mình nhưng cũng gờn gợn một cảm giác lo sợ phập phồng gã chủ tiệm mở bọc đồ ra để chị no mắt với những bộ quần áo đắt tiền mà chị chỉ thấy trong mơ gã biểu chị đi tắm chị nghe lời gã như là một người máy chị không còn là chị nữa đúng lúc chị vừa bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ tuyệt đẹp thì có tiếng đập cửa tiếng một người đàn bà nào đó la ó khóc lóc và còn có tiếng của nhiều người nữa. gã chủ tiệm không còn hồn vía gì khi nghe tiếng vợ. gã mở cửa và cả đám người ua vào. chị bị người đàn bà với thân hình hộ pháp túm lấy trước tiên, đồ giựt chồng người ta nè, mày ăn gan trời rồi. à, vừa chửi vừa đấm túi bụi vô người chị. chị đưa tay chống đỡ và nước mắt trào ra. người ta cố can ngăn cố ôm ghì lấy người đàn bà đang trong cơn ghen hừng hực. Gã đàn ông đứng như trời trồng, không dám xông vô. Người chủ nhà nghỉ phải dùng hết sức mới kéo được người đàn bà đó ra. Y cũng tìm cách đẩy chị ra cửa rồi biểu, mau về đi, còn ở đó làm gì? Rồi Y sởi lợi phân bua, chị bớt giận, làm ẩm lên mọi người biết thì chỉ thêm mất mặt chồng rồi còn làm ăn gì được nữa. Đàn ông ai mà không tàng tiệu bên ngoài đôi chút miễn là biết lo cho gia đình là tốt rồi chị nghe tôi đi chị đi như chạy ra khỏi nhà nghỉ mãi một lúc mới định được hướng về nhà chị đi như sợ người ta đuổi theo nỗi đau thân xác đâu sánh bằng nỗi đau đang dày vỏ lương tâm chị chị bỗng thấy thương anh bỗng thấy cuộc đời này anh mới là người chồng xứng đáng nhất chị chắc chắn anh sẽ không làm cái việc có lỗi với chị và chị nhớ lại những gì mình đã cư xử với anh. Chị mường tượng giờ này chắc anh đang lo lắng. Nước mắt chị lại trào ra. Dường như có một vết thương trên môi, chị đưa tay sờ và thấy máu. Chị bật khóc thành tiếng và lủi thủi bước đi trong nỗi đau đớn ê chề. Chị chỉ mong anh có bên cạnh lúc này để chị được chở che thôi. Cái ý nghĩ về anh đã giúp chị có thêm sức mạnh bước ngã, bước siêu. Cuối cùng, chị cũng được gặp anh. Trời mưa rông rồi cũng dứt. Những hục hạc trong căn nhà ọp ẹp của anh chị cũng không còn nữa từ sau cái đêm kinh hoàng đó. Chị nghỉ làm và mua một chút bánh kẹo bán cho đám con nít trong xóm. Người trong xóm cũng không còn nghe thấy tiếng chị chửi chồng chan chát từ lúc vừa thức dậy nữa. Chị đã thay đổi thay đổi đến độ thằng con trai cũng ngạc nhiên chị thấy thương chồng biết bao khi so sánh anh với những người đàn ông mà chị đã gặp chị muốn bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh còn anh khỏi phải nói cũng biết anh hạnh phúc đến giường nào trời đã thương và đền trả cho anh anh đã không trách cái việc làm nông nổi của chị anh biết chị không là người xấu chị cũng vì gia đình mà phải dấn thân trái tim biết yêu thương và biết tha thứ của anh đã thức tỉnh con người chị chị đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và chị sẽ gìn giữ nó thằng con trai bỗng dưng học khá lên chính tình thương yêu của ba má và không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho nó chỉ còn một nguyện vọng vô cùng chính đáng của chị mà anh phải thực hiện cho bằng được Em thích được anh chở đi chơi vào mỗi buổi chiều Cho dù là trên chiếc xe đạp chẳng mới mẻ gì của anh Và dĩ nhiên là anh đồng ý Các bạn vừa nghe chuyện ngắn thức tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, để nói đến vai trò của người vợ trong một gia đình. Người phụ nữ khéo léo là người giúp gia đình trở thành một mái ấm bình yên, mà mỗi thành viên đều muốn trở về sau một ngày mệt mỏi. Thật đáng buồn là người vợ trong chuyện ngắn, thức tỉnh của tác giả Phạm Thanh Minh lại không phải là người vợ hiền, đảm đang. Biết phận nghèo nên anh chấp nhận lấy chị, dù biết chị là dữ dằn có tiếng có lẽ anh cũng mong muốn khi thành vợ thành chồng thì chị sẽ đổi thay nhưng tính nết của người vợ ngày càng tệ thường xuyên mắng chồng dù hai vợ chồng cùng là phụ hồ nhưng chị khinh thường anh ra mặt người vợ trong chuyện ngắn chỉ thấy được những khuyết điểm của chồng chứ không nhìn ra ưu điểm của anh chính vì vậy chị cảm thấy không có một gia đình hạnh phúc đây cũng là sai lầm mà nhiều người mắc phải trong cuộc sống nhiều người không biết rằng mình có cái gì và cần cái gì khát vọng giàu có là mục đích chính đáng để vươn lên nhưng đó không phải là tất cả làm nên hạnh phúc của con người nếu không có một người chồng biết thương yêu vợ con một gia đình êm ấm thì cuộc sống của người phụ nữ có còn hạnh phúc hay không nội dung câu chuyện đơn giản được viết với giọng văn mộc mạc nhưng ẩn chứa nhiều bài học làm người vì muốn kiếm tiền mà người vợ dần trượt ngã ham mê những món quà sang trọng của gã chủ tiệm buôn chị chút nữa đã đánh mất mình chị may mắn vì bị vợ gã đánh ghen ngay tại trận khi cùng gã lái buôn thuê phòng nghỉ tại sao lại nói là may mắn vì nếu không bị đánh ghen, nếu việc ngoại tình của chị thuận lợi, thì có lẽ chị sẽ trượt dài. Trong nỗi nhục nhã ê chề, chị bỗng nhớ tới chồng con đang mong chờ ở nhà. Tác giả chọn thời điểm nhân vật người vợ thức tỉnh khá sớm và tôi cho rằng là hợp lý. Bởi bản chất của chị không xấu, không phải loại trăng hoa. Có lẽ hoàn cảnh đưa đầy khiến chị ngã vào vòng tay của gã chủ tiệm buôn. Việc bị đánh ghen như cái tát khiến người vợ tỉnh ngộ, có dịp nhìn lại chồng của mình, hạnh phúc của gia đình mình. Người vợ đã thức tỉnh đúng lúc để giữ gìn mái ấm tuy nghèo khó nhưng quý giá của mình. Phần cuối chương trình mời các bạn nghe chuyện ngắn Vườn Xưa của tác giả Phạm Hương Giang. Câu chuyện viết về người phụ nữ cả đời tần tảo nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc đời bà không có cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tới tận lúc ra đi, bà vẫn luôn khắc khoải mong mỏi người chồng của mình. Dòng đọc Hải Yến tiếp tục gửi tới các bạn chuyện ngắn này. ngôi nhà nằm giữa vườn cây na mít ổi xoài dừa nhãn mùa nào thức nấy um tùm rậm rạp ba chị em trứng gà trứng vịt thêm lũ trẻ con hàng xóm lít nhít lấy khu vườn làm địa điểm tập trung suốt ngày không ngơi tay ngơi miệng tót một cái cả lũ đã vắt vẻo trên mấy cành ổi ngả ra bờ sông vừa nhá ổi xanh vừa huyên thuyên đủ thứ lương nghỉ ốm hai trăm nghìn đồng của mẹ không nuôi đủ năm người anh cả học đại học ở hà nội cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám về xin tiền sự học hành của ba chị em là một khó khăn lớn mẹ bảo hễ khỏe mẹ lại đi làm các con phải học hành cho nên người chị hai bảo nhỏ ngày xưa mẹ cũng đại học này đại học nọ mà nhà mình vẫn nghèo đấy thôi con bé út không nghĩ thế nó trả lời gọn lỏn tại mẹ ốm mẹ một năm nằm viện 6-7 tháng, còn lại ở nhà nghỉ tự túc. Mùa hè, những cơn bão kéo về làm tả tơi khu vườn. Đêm đêm tiếng cuốc sáo xác thành từng chuỗi, bắt nước ngập vang vọng kéo dài không dứt. Mẹ bảo não cả ruột, rồi mẹ chờ mình liên tục, những tiếng thở dài sẽ sượt suốt đêm. Thị trấn chuyển mình, con đường được mở rộng ra lấn mất vườn hoa tóc tiên trước nhà của con bé út nhưng nó giờ đã lớn chẳng còn thời gian để mà tiếc như trước nữa anh cả lấy vợ chị dâu buôn bán trên tỉnh thỉnh thoảng anh chị mới về sẵn vườn hoa quả tha đi có khi là cả từng mớ rau mẹ cười năng nhặt chặt bị chúng mày nay mai lấy chồng rồi cũng thế thôi chị hai theo chồng về mãi tận vinh xa lắc mẹ về hưu chăm sóc cả khu vườn sạch sẽ tốt tươi Chị dâu về bảo Chặt đi mẹ ạ à, Để bẩn vườn Sắp lên thị xã rồi bán đất thao hồ mà lắm tiền Mẹ không nói gì Lặng lặng sắp cho hai làn toàn quả ngon Chị dâu hồ hởi trở đi Mấy bữa sau chị lại về dục bán đất Đất đang sốt Giá tăng buồn bụt Nhiều nhà tỉnh dậy thấy mình đã là tỷ phú Mẹ bảo Tao già rồi Bám lấy vườn tược còn nuôi hai em ăn học Chị dâu sấn vào bàn Bán một nửa đi Mẹ tha hồ mà sắm sửa Các cô học hết mấy Còn đâu cho cháu nội Mắt chị sáng rỡ Như đang nhìn tận mắt hàng cọc tiền dày ngút Chị ba đang học sư phạm Còn bé út cũng đã vào năm đầu đại học Lương hưu Tiền bán hoa quả của mẹ không thể đủ Để chúng con đi làm thêm Ôi người vừa đi học vừa làm đấy thôi Mẹ lắc đầu, chúng mày khổ sở thiếu thốn nhiều rồi khu vườn rộng cả nghìn mét vuông mỗi mét đều mang những kỷ niệm thơ ấu nhọc nhằn của cả ba mẹ chị mẹ bán bớt bốn mét mặt đường chặt mất cây ổi ngày xưa hay leo trèo mấy chị em tiếc ngẩn tiếc ngơ bù lại nhà khá dần lên mẹ đổ bệnh bệnh viện kết luận mẹ ung thư di căn phải chuyển hóa chất liều cao Mấy anh em nhìn nhau ngơ ngác như bầy trẻ hôm nào 13 triệu một lọ Chuyển 6 lọ Mỗi đợt cách nhau 20 ngày Cũng may là còn có cách Nhưng cả tiền thuốc Tiền chi phí đi lại Tiền ăn tiệt ở Lên đến hơn trăm triệu đồng Đào đâu ra Chị hai vỗ về em út Rồi hướng tia mắt hy vọng sang anh cả Anh bối rối quay đi Chị dâu đoán được rào đón Dạo này chả thấy lãi toàn lỗ. Cũng có một ít để dành thì lại mang giam tiền cắm đất mất rồi. Cô tính lương anh cô trả là bao. Chị hai út nghẹn, mắt long lên. Không còn cách nào khác. Bán đất. Chị dâu lắp bắp. Bán bao nhiêu đủ chữa bệnh cho mẹ. Mẹ ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, mẹ như một người ở thế giới khác. Rồi mẹ gọi cả bầy con lại đôi mắt đỏ khô bỗng chốc lấp lánh nhìn khắp lượt mẹ làm ra vui vẻ như chưa bao giờ mẹ cứng rắn như thế có chết mẹ cũng không bán mùa xuân cha mẹ dắt nhau lang thang tìm chỗ ăn chỗ ở chỗ làm cha mẹ cưới nhau như thế nào buổi chiều cha chặt tre gom lá mía làm thành cái lều cái lều đó là tổ ấm của mẹ và cha anh cả hoài thai trong cái lều đó ngày ấy vùng này còn là bãi đất trống cỏ mọc lút đầu hoang như chưa có ai đặt chân đến ngày ngày cha mẹ cật lực chặt cây san đất rắn rết kiến mối hàng đàn hàng lũ đêm tiếng cò diệc xáo xác hoang vu mẹ ôm lấy cha thổn thức hoang mang mắt mẹ rưng rưng con bé út nắm chặt bàn tay gầy mòn run rẩy của mẹ bàn tay con nhà trí thức hà nội gốc đã phải chai sần thô ráp vì lao động nặng nhọc cuối thu mẹ sinh anh cả cha trồng một cây dừa cây dừa gợi nhớ quê hương miền nam xa xôi tít tắp ba năm sau giải phóng vùng này được mở mang thành thị trấn khu vườn của cha mẹ cho lưới trái đầu mùa sinh con hai xong mẹ xin được việc làm trong một xí nghiệp cơ khí chung quanh nơi cha mẹ ở dân tứ xứ kéo về sinh cơ lập nghiệp đông đúc dần lên mẹ không còn phải thức trắng đêm dài hoang vắng nữa ở với nhau hơn chục năm đã có bốn mặt con tưởng hạnh phúc của cha mẹ từ đây vĩnh viễn nào ngờ mẹ dừng lại nghẹn ngào người đàn bà ấy đột ngột xuất hiện trước tổ ấm của mẹ như là một hung thần cha mẹ quỳ xuống khóc lóc van xin khản cổ, mà cha vẫn phải đi theo bà nội. Họ trở về biển Nam quê cha, rồi vượt biên đi đâu không rõ. Sao cha phải đi theo bà nội hả mẹ? Cha không thương mẹ, không thương chúng con sao? Chị ba giật áo con bé út đang khóc đứt nở, mẹ cũng òa khóc rồi giọng trở nên xa xôi. Vì trước mẹ cha đã có người đàn bà khác rồi và mẹ không muốn người đàn bà ấy cũng khổ như mình. Cuối đông, cái lạnh càng trở nên tê tái. Ngày một cơn đau, hai cơn, rồi nhiều cơn. Mẹ sống bằng những ống móc phin, bằng ảo giác. Nhất quyết các con phải ở bên nhau, phải có chỗ ở đàng hoàng, chứ đừng như mẹ lang thang siêu giạt. Cả đời mẹ cả đời cha hai bàn tay chỉ quen nhung lụa của mẹ hai bàn tay chỉ còn bảy ngón của cha cha mẹ vừa lật đất vừa bảo nhau hạnh phúc là đây từng nắm đất từng gốc cây đã thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cha mẹ nhưng đó cũng là những ngày cha mẹ hạnh phúc nhất bệnh của mẹ có chữa cũng thế thôi đừng cắt bán đi máu thịt của mẹ những tán cây xào xạc những chiếc lá cuối cùng dùng mình rụng xuống. Cha có về không? Đàn quốc đã về chưa? nửa đêm về sáng mẹ bật dậy, thật kỳ diệu, nghe ngóng, quốc, quốc, có phải đàn quốc đã về đấy không? Con ba, con út khẽ thôi, nghe cùng mẹ đi. Đàn quốc, đàn quốc đã về rồi. Không, mới chỉ có một con. Ngày cha mới đi đêm đêm cũng chỉ có một tiếng cuốc thôi ngày mới gặp cha mẹ đã òa khóc khi nhìn thấy bàn tay tàn tật loang lổ cha bối rối bụt giấu hai bàn tay sau lưng rồi cứ đứng nhìn mẹ cho đến khi xe điện chạy qua mất cha vùng chạy theo chờ tôi với mẹ bừng tỉnh cha là bộ đội miền nam tập kết ra bắc mẹ mỉm cười đôi má tái nhợt bừng lên bẽn lẽn đỏ hồng như má thiếu nữ đàn quốc về chưa cha đã về chưa các con xem hay cha đang đứng ở cổng mà chưa dám vào đêm qua con quốc bảo với mẹ nhất định hôm nay cha sẽ về con quốc về chưa nó đi trước dẫn đường cho cha nó về chưa chị ba với con bé út cùng trả lời nó về rồi mẹ ạ à. rồi quay sang nhau bối rối đôi mắt mẹ cứ hướng ra cửa chờ đợi. Chị ba mắt đỏ hoe giọng nghèn nghẹn. Hình như đây là con quốc đầu đàn mẹ ạ. À. Nó về trước để báo tin. Mắt mẹ sáng lên. Mẹ cứ chìm hết cơn mê sảng này đến cơn mê sảng khác. Mẹ như đang lơ lửng giữa mùa xuân. Khu vườn đã thay áo mới mờn xanh qua đông tàn giá lạnh. Mẹ như trẻ lại Mùa xuân cha mẹ dắt nhau đi tìm trốn ăn trốn ở. Mùa xuân quốc bắt đầu kêu, những tiếng kêu ấm áp nồng nàn. Mùa xuân cha trở về, nhất định cha sẽ trở về. Chị dâu chua chát, mẹ như mắc bệnh tương tư sốt cá ruột. Anh cả vòng tay ôm cả ba chị em, vòng tay anh run rẩy đất nghẹn, chị dâu đứng chân chân. Mẹ đòi ra vườn, khu vườn ngập nắng, mẹ nắm tay từng đứa hỏi con út đâu chị ba thưa nó đi đón cha mẹ mỉm cười nụ cười héo hắt mẹ ra đi đôi mắt đăm đăm nhìn về phương trời xa đôi mắt mẹ khép lại cuộc đời mẹ khép lại bốn anh em lặng lẽ dắt nhau ra vườn khu vườn trống trải không còn bóng dáng của mẹ những tán cây ủ rũ bốn anh em lần từng gốc cây thắt lên những vòng khăn tang trắng này là cây dừa này là cây xấu cây thị cây mít na cây này là anh cả cây này là của chị hai chị ba cây này là út thế còn cây nào của mẹ của cha chợt không gian vỡ òa tiếng cuốc tiếng cuốc cuốc khắc khoải vọng dồn một con hai con rồi nhiều con trời đêm như quánh lại đặc lại nồng ấm bốn anh em bất giác nắm chặt tay nhau